Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 486. Vậy mảnh tinh không, thấm ra một cổ siêu thoát hơi thở, lại mang vô biên sa đọa cùng hắc ám, chính là hắc hóa sau tinh không bờ bên kia. Đầu này khô lâu cự nhân, có thể mượn dùng tinh không bờ bên kia lực lượng, mỗi một đao vung ra, đều có động trời tinh không thần uy, chém ngang hết thảy. Diệp Thần nơi cho gọi ra phù quỷ con rối, đã không đỡ được. Tân Tinh Nhã nhìn khô lâu kia cự nhân, kinh hãi nói, chẳng lẽ đây chính là từ tinh không bờ bên kia phủ xuống dị ma. Nàng tin tức tình báo linh thông, lại xuất phát trước, liền bước đầu điều tra qua biển cát lai lịch. Truyền thuyết, đại chủ tể sở dĩ sẽ đem biển cát, liệt là đạo tông cấm địa, nguyên nhân sau lưng, chính là bởi vì có một đầu đến từ tinh không bờ bên kia dị ma, xâm nhập vào biển cát lãnh địa bên trong. Tân Tinh Nhã thậm chí hoài nghi, đầu kia dị ma, chính là sử thần tín đồ. Không phải, đầu này ma vật, hẳn là dị ma đào tạo nanh vuốt chứ. Còn chưa đủ mạnh. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đánh giá khô lâu kia cự nhân. Khô lâu cự nhân tuy cuồng bạo hung mãnh, nhưng cho Diệp Thần uy áp, còn chưa đủ mạnh mãnh liệt. Cái loại này tồn tại, coi là mạnh mẽ, nhưng không tính là quá mạnh mẽ, còn ở Diệp Thần có thể ung dung chống lại trong phạm vi, khẳng định không phải làm đại chủ tể cũng kiêng kỵ dị ma. Khô lâu kia cự nhân, tựa hồ là hiểu tính người, nghe được Diệp Thần hơi có vẻ khinh miệt lời nói, nhất thời giận dữ gầm hét lên, trong tay cự đao trực tiếp chém về phía Diệp Thần. Thiên đế cánh tay, mở. Diệp Thần lâm nguy không loạn, trực tiếp mở thiên đế cánh tay, trên cánh tay trái có rất nhiều viêm mang đồ đằng tách thả ra, hơi thở nóng rực, một quyền như khai thiên, đánh phía khô lâu người khổng lồ đao, lại là muốn cứng đối cứng. Phịch. Một tiếng to lớn tiếng vang. Diệp Thần quả đấm, lực lượng hung mãnh kinh người, lại là một quyền, liền đem khô lâu kia người khổng lồ đao đánh bay. Khô lâu cự nhân chấn động ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần lực lượng, lại có thể sẽ hung mãnh đến tình cảnh này. Thâm minh đạo, xa nhau kiếm. Tân Tinh Nhã thừa dịp này cơ hội, cũng là nhanh chóng ra tay, rút ra một kiếm, vậy đầy đặn dáng vẻ, vào giờ khắc này, lại như đồng hóa làm như quỷ mị bén nhạy, một tí qua lại không gian. Liền giết tới khô lâu cự nhân gáy. Suy rồi. Nàng trường kiếm ngang trời vung lên, kiếm khí rất nhỏ, rất mỏng, nhìn như tựa hồ không việc gì lực đạo, nhưng hết lần này tới lần khác một kiếm chém ra, ước chừng trăm trượng cao khô lâu cự nhân, sẽ bị nàng một kiếm chặt đứt cổ, to lớn khô lâu đầu rớt xuống, mất vào tay giặc đến phía dưới cát chảy bên trong, ngay tức thì liền bị cắn nuốt hết. Không có đầu khô lâu cự nhân, thân thể còn đang hoạt động. Hai tay xem nổi điên vậy cuồng vũ loạn chém, sắp chết vùng vẫy, đem Diệp Thần dưới quyền phù quỷ con rối chém giết không ít. Phù quỷ mẫu ổ, cho ta chiếm đoạt. Diệp Thần tự nhiên không có thể khoan dung, lập tức mở phù quỷ mẫu ổ, bàn tay một chảo, liền đem khô lâu người khổng lồ không đầu thân thể, trực tiếp bắt trong xào huyệt đi. Không có đầu khô lâu cự nhân, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Diệp Thần, một tí liền bị bắt vào xào huyệt. Diệp Thần vận chuyển mẫu ổ, hắc ám khí tức lan tràn, trực tiếp đem khô lâu kia cự nhân, đổi thành là tượng gỗ của mình. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, cơ hồ không hoa nhiều ít thời gian. Diệp Thần thực lực, tự nhiên không thể nghi ngờ, nhưng lần này, cũng là bởi vì là có Tân Tinh Nhã hỗ trợ. Tân Tinh Nhã gặp khô lâu cự nhân đã bị thu phục, vui vẻ nói, Diệp Thần, người vậy thật lợi hại, sợ là liền ta cái này thần đạo cảnh tầng thứ 9 tồn tại, cũng không đánh lại ngươi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, người vậy rất lợi hại, mới vừa kiếm pháp, tựa hồ mang theo một loại đặc thù quy luật. Tân Tinh Nhã ừ một tiếng, nói, mọi người là bạn, ta cũng không lừa gạt ngươi, thật ra thì nhà ta đích xác là vô thời y không đệ nhất sát thủ tổ chức, thâm minh lĩnh vực kim chủ. Thâm minh lĩnh vực đạo pháp, kêu thâm minh đạo, có dũng khí loại đặc thù huyền diệu quy luật lực lượng. Ví dụ như ta mới vừa một kiếm kia, kêu xa nhau kiếm. Kiếm khí uy lực bản thân không lợi hại, nhưng lại mang theo đặc thù xa nhau quy luật. Nếu như bị một kiếm này, chém trúng tay, tay ngươi, thì phải và cánh tay xa nhau. Nếu như bị chém trúng chân, vậy chân ngươi, thì phải và chân xa nhau. Diệp Thần nói, vậy nếu là bị chém trúng đầu, thì phải và cái thế giới này xa nhau. Tân Tinh Nhã nói, đúng vậy, xa nhau kiếm ẩn chứa quy luật lực lượng, so vậy nhân quả luật lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ cần đụng phải kẻ địch một tí, địch nhân kia cơ bản lại phải chết, hơn nữa không có sống lại có thể, muốn hoàn toàn cùng cái thế giới này xa nhau.
Diệp Thần thở dài nói, thật là kiếm pháp đáng sợ. Tân Tinh Nhã nói, đúng vậy, xem loại đáng sợ này sát phạt, thâm minh lĩnh vực còn có rất nhiều, cho nên bọn họ có thể trở thành vô vô thời y không đệ nhất sát thủ tổ chức, nhưng cái này chút sát phạt lực lượng thi triển, cần phải hao phí to lớn giá phải trả. Trong lúc nói chuyện, Tân Tinh Nhã hơi thở một hơi, ngực phập phồng không chừng, mới vừa một kiếm kia, hiển nhiên cũng là tiêu hao nàng không thiếu linh khí. Diệp Thần ôn thanh nói, Tinh Nhã tiểu thư, ngươi nếu là mệt, tối nay liền nghỉ ngơi cho khỏe. Tân Tinh Nhã chăn thủ nhẹ một chút, lập tức Diệp Thần liền dìu đỡ nàng, trở lại bên trong lâu đài nghỉ ngơi. Cái này Sửu Thần tấm đá, còn có phong thư này, giao cho ngươi giữ. Tân Tinh Nhã lần nữa cầm ra có khắc Sửu Thần mặt mũi tấm đá, còn có vậy phong đặc thù tin, giao cho Diệp Thần. Cho ta sao? Diệp Thần sửng sốt một tí, cái này Sửu Thần tấm đá, sau lưng khẳng định quan hệ đến thiên đại nhân quả, cũng không phải là cái gì phổ thông đồ. Tân Tinh Nhã gật đầu nói, ừ, trong nhà ta có rất nhiều người, cũng bị nhiễm liền cái gọi là bất tường, ta nếu là mang cái này Sửu Thần tấm đá, có thể sẽ đưa đến bất tường tiến một bước lan truyền, trước hay là giao cho ngươi, ngươi nếu là cha được có đầu mối gì, có thể liên lạc ta. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, được. Lập tức liền thu hồi tấm đá, gửi đến luân hồi mộ địa bên trong đi. Hai người ở lâu đài bên trong, chia phòng nghỉ ngơi một đêm. Diệp Thần cho gọi ra đại lượng phù quỷ con rối, lại đem vậy không đầu khô lâu cự nhân, cho gọi ra tới, canh phòng hạm thuyền. Chiều nay, như cũ không hề thiếu ma vật tập kích, nhưng Diệp Thần làm đủ phòng ngự, cuối cùng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc, gió cát cuộn sạch, trong biển cát ma vật, thoáng an phận một ít. Diệp Thần và Tân Tinh Nhã tỉnh lại, khởi động Titan thần hạm, tiếp tục đi cát tim đảo tiến về phía trước. Dần dần, cát tim đảo đường danh, rõ ràng xuất hiện hai người trước mắt. Ra hai người dữ liệu, cát tim đảo bên trên, tất cả loại thuốc, thảo dược, linh thực, quáng vật tài nguyên, vô cùng phong phú, có rất nhiều linh thú linh điểu, bôn tẩu truy đuổi dậy lúc đó, linh khí dư thừa, một bộ thế ngoại đào nguyên hình dáng, và hòn đảo bên ngoài vậy hung hiểm nặng nề biển cát tử địa, hình thành vô cùng là so sánh rõ ràng. Ồ, cái này cát tim đảo, phong cảnh lại như này xinh đẹp. Tân Tinh Nhã lấy làm kinh hãi, nàng nguyên vốn cho là, cát tim đảo sẽ là một bộ kinh tởm hung hiểm khí tượng, nào nghĩ tới lại như đảo nguyên tiên cảnh. Diệp Thần hít mũi một cái, từ vậy thấm vào lòng người trong không khí, nhưng mơ hồ ngửi được một mùi nguy hiểm, nói, cẩn thận một chút, nơi này có thể gặp nguy hiểm. Tân Tinh Nhã ừ một tiếng, nhẹ khẽ gật đầu, và Diệp Thần xuống thuyền. Diệp Thần thu hồi Titan thần hạm, cùng Tân Tinh Nhã cùng nhau, cưỡi nàng thú cưỡi một sừng nước kỳ lân, leo lên cát tim đảo. Diệp Thần ngồi ở phía sau, một tay ôm Tân Tinh Nhã eo, một tay nhấc dây cương, xách ngự kỳ lân đi về phía trước vào. Nước kỳ hiện lân đánh cái mũi phì phì, trong mắt có chút bất an thần sắc, tựa hồ vậy cảm thấy cái này phiến cát tim đảo nguy hiểm. Ta phải tìm Mạc Kim lão tổ năm đó kiếm, hẳn ở nơi này trên đảo, đại khái ở cái phương hướng này. Diệp Thần cong ngón tay suy tính, chỉ hướng phía tây, đại khái bắt được một chút cùng Mạc Kim lão tổ tương quan nhân quả hơi thở, có thể chính là kiếm hắn. Ta muốn điều tra Sửu Thần nhân quả, Sửu Thần tín đồ, cái đó dị ma, có thể ở bên kia. Tân Tinh Nhã ánh mắt đông lại một cái, chỉ hướng một cái và Diệp Thần hoàn toàn hướng ngược lại, ở phía đông. Diệp Thần ngẩn người, nói, vậy trước đi đâu bên? Tân Tinh Nhã nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể tách ra hành động, như vậy có thể tiết kiệm thời gian, mau rời khỏi, nơi này cuối cùng không phải chỗ ở lâu, thiên địa pháp tắc uy áp, cực kỳ mãnh liệt, chúng ta có thể không nhịn được bao lâu. Nghe được Tân Tinh Nhã như thế nói, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, vậy cảm thấy một cổ áp lực vô hình, đang dần dần tăng lên, phải đem hắn đè được không thở nổi. Cái này cổ áp lực là thiên địa uy áp, đến từ đặc biệt cổ xưa niên đại, mang theo chí cao vô thượng võ đạo sát khí. Cái này cổ võ đạo sát khí, đã cùng thiên địa hòa làm một thể, hóa thành cát tim đảo có 102 quy luật uy áp. Đó là ngày xưa võ tổ cùng đại chủ tể so tài kịch chiến, tàn lưu lại hơi thở, cho dù năm tháng bể dâu, vậy mang theo vô cùng mãnh liệt uy áp. Ở cổ uy áp này dưới, coi như là Diệp Thần và Tân Tinh Nhã, cũng không thể lưu lại quá lâu. Ta võ tổ sư tôn, còn có đại chủ tể, quả nhiên là lợi hại. Diệp Thần thầm kinh hãi, không nghĩ tới trải qua vạn cổ kỷ nguyên,
ngày xưa chiến đấu uy áp, còn sẽ bao phủ đến nay. Tinh Nhã tiểu thư, vậy chúng ta tách ra hành động, người một mình đi tìm dị ma, há chẳng phải là rất nguy hiểm. Diệp Thần lại lo lắng. Tân Tinh Nhã nói, không sao, ta có rất nhiều lá bài tẩy, tự vệ là không thành vấn đề. Còn nữa, người kêu ta Tinh Nhã liền có thể, không cần kêu Tinh Nhã tiểu thư như thế khách khí. Diệp Thần cười nói, thói quen. Tân Tinh Nhã nói, được rồi, vậy cùng chuyện chỗ này, ta muốn đi ngươi luân hồi trận doanh, ở tạm một đoạn thời gian, có thể không? Diệp Thần nghi ngờ nói, ngươi không trở về nhà sao? Tân Tinh Nhã nói, không trở về, cha ta muốn ép ta gả cho Thiên Đan Tháp thiếu chủ Thanh Phù Trần, ta chẳng muốn gả, nếu là trở về, không tránh được phiền não giảng đạo. Diệp Thần ga một tiếng, nói, ngươi phải lập gia đình. Tân Tinh Nhã khẽ cáu rậm chân, nói, không phải ta phải gả, là cha ta ép ta. Thiên Đan Tháp thiếu chủ, xuất thân Kim Đan Thế Gia, bọn họ Kim Đan Thế Gia, có Kim Đan nguyên thể, chính là vô vô thời ý không cao cấp siêu phàm gia tộc, trời xanh liền đối con đường luyện đan, có thiên phú cực cao. Cái đó Thanh Phù Trần, tuổi còn trẻ, cũng đã là Thiên Đan trong tháp nhất lưu luyện đan sư, cha ta đối hắn rất thích. Ở lúc trước, bọn họ Kim Đan Thế Gia, nhiều lần sách lên hôn ước thỉnh cầu, nhưng đều bị ta cự tuyệt, cha ta vậy tôn trọng ta, chỉ là khuyên, không dám cưỡng bách. Lần này, mẫu thân ta qua đời, bọn họ nói có thể cầm ra nghịch thiên đan dược, giúp mẫu thân ta sống lại, cha ta liền ép ta lập gia đình, nhưng ta nhìn cái đó Thanh Phù Trần, một mặt chơi bời dáng vẻ, liền cảm thấy buồn nôn, ta là tuyệt đối sẽ không gả cho hắn. Mẫu thân ta qua đời, ta sẽ tự nghĩ biện pháp sống lại, sẽ không lệ thuộc vào Kim Đan Thế Gia người. Tân Tinh Nhã giọng hơi có chút kích động, nàng không hề muốn gả cho Thiên Đan Tháp thiếu chủ, vì sống lại nương thân, nàng lần này là một mình mạo hiểm đi ra, muốn cởi bỏ sử thần sau lưng tương quan đầu mối. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng biết Tân Tinh Nhã bề ngoài nhìn như ôn nhu tú nhã, nhưng nội tâm là 10 phần quật cường kiên định. Nàng chẳng muốn lập gia đình, đó chính là phụ thân bức bách, nàng cũng sẽ không gả. Vậy ngươi tới ta Thượng Hoàng Thiên Cung, ở tạm mấy ngày cũng không sao. Diệp Thần liền đáp ứng. Được, đa tạ ngươi, Diệp Thần, ngươi thật là ta bạn thân nhất. Tân Tinh Nhã hướng Diệp Thần triển lộ ra một cái nét mặt tươi cười, lúc đó ánh mặt trời chiếu rọi, không khí ôn hú, nàng trắng nõn xinh đẹp mặt trứng ngỗng, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, càng lộ vẻ được đẹp khuynh thành. Diệp Thần tâm thần hơi rung động, cười nói, bằng hữu ngược lại cũng không tệ. Tân Tinh Nhã gò má một đỏ, biểu môi nói, tốt lắm, không nói, hành động nhanh một chút đi, giải quyết chuyện nơi đây, chúng ta lập tức trở lại. Diệp Thần nừ một tiếng, cũng biết cát tim đảo nguy hiểm, bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm. Lập tức, hắn xoay mình từ lưng kỳ lân trên xương sống nhảy xuống, và Tân Tinh Nhã chia nhau hành động. Hắn đi phía tây, tìm Mạc Kim lão tổ kiếm. Tân Tinh Nhã cưỡi kỳ lân, đi bên kia, điều tra dị ma rơi xuống. Diệp Thần thức tỉnh tinh thần, dè đặt tiến về trước. Dựa vào trực giác bén nhạy, hắn có thể cảm ứng được, cát tim đảo bên trong, ẩn núp một ít tồn tại nguy hiểm. Nhưng một đường đi tới trước dưới, Diệp Thần cũng không có gặp gỡ cái gì bất ngờ. Mà ở Diệp Thần và Tân Tinh Nhã, chia nhau hành động thời điểm, cát tim đảo bên ngoài, một kiện cự vật lớn, đang cấp tốc bay vào biển cát, hoàn toàn không thấy biển cát cường đại quy luật cấm chế, lại là đang chảy trên sa lông không phi hành, một đường đi cát tim đảo bay đi. To lớn kia đồ, nguyên lai là một lò luyện đan, thủy quang hòa hợp, thần khí nhô lên, linh mang tách thả ra, rồng bay phượng múa, tường thú khắc, khí tượng đặc biệt lộng lẫy. Bên trong lò luyện đan, đừng có không gian, lại kiến tạo từng ngọn cung thất. Trong đó một tòa cung thất bên trong, mười mấy người vây lò mà ngồi, ghế thủ lãnh trên ngồi ngay thẳng một cái quần áo hoa lệ quý công tử, giữa trán lộ ra sống trong nhung lụa phong độ, chỉ là túi mắt có chút đen nhánh, tựa hồ là chơi bời quá độ, hơi thở cũng có chút phù phiếm. Ở nơi này quý công tử hai bên trái phải, có hai cái cơ thiếp thị nữ, đều là không mảnh vải che thân, vóc người thon thả, mảng lớn da thịt trắng như tuyết, làm người ta hoa mắt. Vậy quý công tử không coi ai ra gì, ở đó mấy cái cơ thiếp thị nữ trên mình, sờ tới sờ lui, vừa uống rượu, cười tủm tỉm nói, Tinh Nhã tiểu thư lại có thể chạy tới biển cát chỗ này, đây chính là đạo tông cấm địa, rất nguy hiểm, nhưng các ngươi yên tâm, ta sẽ đem nàng cứu ra. Nếu như Tân Tinh Nhã ở chỗ này,
nàng nhất định có thể nhận ra, cái này quý công tử, chính là Thiên Đan Tháp thiếu chủ, Thanh Phù Trần. Thanh Phù Trần ngay lúc nói chuyện, lại đem lò bên đống thả rất nhiều hoàng kim nguyên ngọc, ném nhập trong lò lửa. Những cái kia hoàng kim nguyên ngọc, hiển nhiên là đi qua đặc thù dung luyện, một khối nguyên ngọc sức nặng cùng linh khí, có thể thì tương đương với mấy trăm khối phổ thông hoàng kim nguyên ngọc. Oanh! Những thứ này nguyên ngọc, đưa vào lò lửa sau đó, liền kịch liệt bốc cháy, hóa thành tinh thuần dư thừa năng lượng, thúc giục lò luyện đan, đột phá biển cát quy luật hạn chế, không ngừng phá không phi hành. Hoàng kim nguyên ngọc, không chỉ là tiền, vẫn là một loại đặc thù môi giới. Dựa vào cháy hoàng kim nguyên ngọc, có thể đưa đến che đậy thiên cơ, thúc giục pháp khí, bổ sung tự thân linh khí, đột phá nhân quả luật hạn chế, đột phá thiên địa pháp tắc vân. Vân rất nhiều hiệu quả. Hiện tại, Thanh Phù Trần liền cháy hoàng kim nguyên ngọc, không để ý tiêu hao cùng giá phải trả, đột phá biển cắt quy luật hạn chế, thúc giục lò luyện đan phi hành, không ngừng đi cắt tim đảo bay đi. Ở Thanh Phù Trần hai bên đầu dưới, ngồi đến từ tụ bảo thương hội chấp sự, đều là tân tinh nhã người làm trong nhà. Vậy hai người chấp sự, nhìn Thanh Phù Trần hướng về phía những cái kia trần thân cơ thiếp, dở thủ đoạn hình dáng, trên mặt hơi mang theo cười khổ, diễn cảm có chút phức tạp. Muốn tân tinh nhã gả cho loại người này, trong lòng bọn họ cũng không lớn tình nguyện. Nhưng, đây là tụ bảo thương hội chuyện nội bộ, vậy không tới phiên bọn họ nghị luận. Hơn nữa, tân tinh nhã gia tộc cần Thiên Đan Tháp trợ lực, tới sống lại tân tinh nhã mẫu thân. Một người chấp sự nói, Thanh Phù công tử, người chịu ra tay cứu về tiểu thư, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Tân tinh nhã hai ngày trước bỏ nhà ra đi, cũng làm tân gia trên dưới sẽ lo lắng. Gia chủ Tân Hồng Thiên suy tính đến nàng đi biển cát, liền muốn phái người đi tìm. Lúc này, Thiên Đan Tháp nhận được tin tức, thiếu chủ Thanh Phù Trần chủ động xin đi, muốn đi cứu viện. Tân Hồng Thiên muốn cho Thanh Phù Trần một cái lập công cơ hội, tốt nhất có thể bắt sống con gái hắn tâm hồn thiếu nữ, như vậy có thể thuận lợi hôn ước thành lập, liền đồng ý. Vì vậy, Thanh Phù Trần lập tức mang người bên dưới, lên đường đi tới biển cát. Tân gia bên này, phái hai người chấp sự đi theo, Tân Hồng trời vừa tối bên trong bố trí cao cấp cường giả, mật thiết chú ý, nhưng cũng không lộ diện, Thanh Phù Trần đoàn người cũng không biết. Đối tại con gái mình an nguy, Tân Hồng Thiên đương nhiên là vô cùng coi trọng, không thể nào thật hoàn toàn giao cho một cái người ngoài. Các ngươi yên tâm đi, nhà chúng ta thiếu chủ rất lợi hại. Nhà chúng ta thiếu chủ là cao cấp luyện đan sư, nhưng bản thân võ đạo thần thông, vậy là vô cùng lợi hại. Tu Vi đã đến thần đạo cảnh đỉnh cấp, chỉ thiếu chút nữa, là được tấn thăng trung vị thần. Ha ha, xem thiếu chủ của chúng ta tuổi như vậy, cũng đã mau là trung vị thần, đây chính là vô vô thời ý không thiên tài khó gặp, cùng nhà các ngươi tiểu thư, đó là trời đất tạo nên một đôi. Nếu như không phải là bởi vì muốn tham gia tranh phong thi đấu, thiếu chủ nhà ta sớm đã đột phá. Ngồi ở bên cạnh lò lửa bên, Thanh Phù Trần mười mấy tên thủ hạ người, đều không ngừng thổi phồng tới. Tân gia hai người chấp sự gật đầu một cái, Thanh Phù Trần nhân phẩm tuy chưa ra hình dáng gì, nhưng hắn thiên phú cùng thực lực, nhưng là quá rõ ràng, cũng là đang tiến hành tranh phong thi đấu, đoạt cúp có lực người tranh đoạt. Lấy Thanh Phù Trần thiên phú, hắn thật ra thì sớm liền có thể đột phá, trở thành trung vị thần, nhưng vì tham gia tranh phong thi đấu, hắn một mực áp chế thực lực. Thanh Phù Trần nghe người thủ hạ thổi nâng, cười híp mắt uống rượu, hai tay ở bên người cơ thiếp trên mình. Sờ tới sờ lui, ảo tưởng các nàng chính là tân tinh nhã, nội tâm không khỏi được nóng rực. Nhưng chợt, Thanh Phù Trần sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi. Lúc này lò luyện đan đã mau bay đến cát tim đảo, hắn rõ ràng bắt được, một cổ minh mông cao nhất, giống như muốn siêu thoát chư thiên huyết mạch hơi thở. Đó là luân hồi huyết mạch hơi thở. Luân hồi chi chủ cũng ở nơi đây. Thanh Phù Trần bộ dạng sợ hãi kinh hãi, đem bên người cơ thiếp cũng đẩy ra. Bỗng nhiên đứng dậy, sải bước đi đến lò luyện đan vách đá lỗ chỗ, xuyên thấu qua vách đá lỗ đi bên ngoài vừa nhìn, đã có thể thấy cát tim đảo đường danh. Hắn rõ ràng cảm ứng được, trong truyền thuyết luân hồi chi chủ Diệp Thần, ngay tại cát tim trên đảo. Thậm chí, Diệp Thần và Tân Tinh Nhã, tựa hồ đã chuyện gì xảy ra câu chuyện. Bọn họ hơi thở liên lạc, vô cùng mật thiết. Lò luyện đan bên trong, Tân gia hai người chấp sự, còn có Thanh Phù Trần thủ hạ các đệ tử. Vậy bắt được luân hồi hơi thở, không khỏi được thất kinh. Lúc này Diệp Thần, một đường đi tới trước, rất nhanh đi tới cát tim đảo chỗ sâu, một nơi tĩnh lặng bí mật trong rừng.
Ở rừng rậm trên đất trống, hắn thấy được một màn kỳ dị. Mảnh đất trống này, đứng sừng sững một pho tượng. Nhưng pho tượng kia, nhưng là cát chất đống mà thành. Rõ ràng là một tòa ngốc, nhưng cho người một cả loại trầm ổn như bàn thạch, vững chắc không có thể phá cảm giác. Tòa kia ngốc, hình dáng để cho Diệp Thần rất quen thuộc. Đó chính là võ tổ hình dáng. Đây là võ tổ pho tượng. Một thanh kiếm, xuyên qua võ tổ tim vị trí. Thanh kiếm kia, cũng không phải là cái gì cát điêu khắc thành, mà là chân chánh kiếm, thấm ra lạnh lùng kim loại sáng bóng, ở dưới ánh mặt trời hàn mang chớp động. Diệp Thần chỉ nhìn một cái, liền có thể xác định, thanh kiếm kia, chính là ngày xưa mà Kim Lão Tổ, cho mượn đại chủ tể binh khí, nguyên sơ cổ kiếm sắt. Như thế thuận lợi, liền tìm được Mạc Kim Lão Tổ kiếm, để cho Diệp Thần tâm tình cũng có điểm kích động. Chỉ cần đem thanh kiếm này, từ võ tổ pho tượng trên rút ra, hắn liền có thể hoàn thành Mạc Kim Lão Tổ ủy thác. Nhưng, nhìn võ tổ pho tượng, nhìn vậy cầm xuyên qua tim một kiếm, Diệp Thần khó hiểu cảm thấy sợ hãi. Hắn mơ hồ tới giữa suy tính đến, nếu như mình tùy tiện đem một kiếm kia rút ra, có thể sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ gì. Võ tổ sư tôn. Diệp Thần nhẹ giọng líu díu, chậm rãi đi tới võ tổ pho tượng trước, như vậy phúc tới tâm linh vậy, nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve võ tổ pho tượng. Vù vù. Ở Diệp Thần giơ tay lên vuốt ve thời điểm, cổ xưa thiên cơ, giống như bị xúc động, Diệp Thần thấy được đặc biệt rất xa hình ảnh. Đó là võ tổ cùng đại chủ tể, so tài chiến đấu hình ảnh. Võ tổ cả người áo vải, quần áo giản dị, to lớn dáng vẻ, so pho tượng còn hoàn mỹ hơn đường cong, giống như hội tụ thiên địa cao nhất tinh hoa, biểu dương ra thiên chiêu đại khí phách. Hắn mặt râu quai nón, tướng mạo tục tằng, sắc bén như điên sư mãnh hổ vậy ánh mắt, đang nhìn chằm chằm đại chủ tể. Đại chủ tể thân mặc một bộ áo bào đen, dùng cái chụp đầu che ở đầu mặt, không thấy rõ hắn mặt mũi, chỉ thấy hắn cằm, đường cong lạnh lùng, như dãi gió rầm sương. Hai người so tài chiến đấu không biết bao nhiêu hồi hợp, thoáng tách ra. Đại chủ tể cười nói, chân trời, người không hổ là thiên chiêu võ thần, võ đạo quả nhiên cường hãn, đã được thiên thụ, một luận võ đạo mà nói, lại có thể liền ta cũng không áp chế được ngươi. Võ tổ cười nói, đại chủ tể, nếu ngươi võ đạo không địch lại ta, vậy hôm nay so tài, coi là ta thắng, ngươi có thể đi. Đại chủ tể cười nói, thắng bại chưa phân, ta không đi. Võ tổ nói, nếu ngươi không đi, vậy xem ra ta chỉ có dùng quả đấm, ép ngươi rời đi. Tiếng nói rơi xuống, võ tổ ngang nhiên một quyền đánh ra, long trời lở đất. Titan tinh đấu quyền, cho trấn áp. Một quyền này, hàm chứa vô cùng bàng bạc, vô cùng bá đạo uy thế, một quyền oanh đánh ra sau đó, nguyên phiến thiên địa ngay tức thì bể tan tành, tất cả quy luật toàn bộ mất đi, vũ trụ tinh thần tựa như đều phải rớt xuống, võ tổ trong quyền phong ánh sao bạo tránh, thông suốt bầu trời càn khôn, uy áp vạn trần. Đối mặt mãnh liệt như vậy bá đạo một quyền, đại chủ tể nụ cười ngay tức thì đọng lại, sắc mặt đổi được vô cùng ngưng trọng, theo bản năng muốn vận dụng thần thông thuật pháp ngăn cản. Nhưng, hắn cùng võ tổ so tài, là chỉ xuất so với hợp lại võ đạo binh khí, nếu như hắn dùng thần thông thuật pháp mà nói, vậy thì không tuân theo quy tắc, coi như là hắn thua. Hắn thân thể cứng đờ, trễ như vậy nghi một tí, võ tổ quả đấm, đã sắp đập phải hắn trên mình. Phá! Nguy cấp bên trong, đại chủ tể nhanh mạnh xuất kiếm, ám sát hướng võ tổ tim. Hắn đây là công địch tất cứu, công kích võ tổ chỗ hiểm, muốn buộc hắn hồi thủ, từ đó giải quyết tự thân nguy cơ. Nhưng, võ tổ thấy đại chủ tể một kiếm đâm tới, lại thật giống như không thấy vậy, quả đấm như cũ mãnh liệt bá đạo, ánh sao ngất trời, bàng bạc kình lực bạo giết hết thảy. Phịch! Võ tổ hung hăng một quyền, đập vào đại chủ tể trên mình. Rắc rắc sát! Đại chủ tể thân thể, không biết có nhiều ít cái xương, bị võ tổ một quyền đập được nổ tung. Phốc xích! Tại chỗ, đại chủ tể liền máu tươi ói như điên, thân thể từ không trung rơi xuống. Hung hăng đập xuống ở trên vùng đất, đem mặt đất đập mặc, bầu trời chấn vỡ, ở võ tổ lực lượng nghiền ép hạ, mảnh thiên địa này nhanh chóng sụp đổ bể tan tành, đi về phía hư không. Chân trời, ngươi lại có thể không muốn sống nữa. Đại chủ tể ngơ ngác nhìn võ tổ chưa có trở về thủ, kiếm hắn chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp xuyên qua võ tổ tim, từ sau lưng thấm ra, trên mũi kiếm nhuộm máu đỏ tươi. Ho, đại chủ tể, ta da dày thịt thô. Ngươi một kiếm này, vẫn không thể hoàn toàn tiêu diệt ta.
Hụ hụ, kiếm ngươi, giết chết liền ta 99% thời gian tuyến, nhưng chí ít, ta có một điều cuối cùng thời gian tuyến, giữ lại. Cho nên, ta còn chưa có chết. Võ tổ ho khan, lại không dám ho được quá lớn tiếng, bởi vì tim hắn trên, còn cắm thanh kiếm kia, nhìn thấy mà đau lòng, hắn thân thể cũng đang phát run, co quắp, nói chuyện mang tiếng thở, tình trạng rất không ổn. Chàng này so tài, là ta thắng. Võ tổ tuét miệng cười một tiếng, lộ ra một cái biểu lộ như chút được gánh nặng. Đại chủ tể hoàn toàn trầm mặc, không nghĩ tới võ tổ như thế hiếu thắng, tình nguyện là chết, cũng phải thắng được cuộc chiến đấu này. Đúng vậy, võ tổ đã chết, hắn ít nhất có 99% thời gian tuyến, mất đi ở đại chủ tể mới vừa một kiếm hạ. Chỉ bất quá, võ tổ là thiên chiêu võ thần, chỉ cần hắn khí số còn không hết sức, vô luận là ai, đều không cách nào giết chết hắn, bất kể như thế nào, hắn tổng hội cất giữ một điều cuối cùng thời gian tuyến, vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Có thể giết chết hắn, chỉ có ở thiên, chỉ có cuối cùng đại lộ lực. Chỉ muốn lên trời, còn đồng ý hắn cái này thiên chiêu võ thần, hắn cũng sẽ không chết. Hắn sau cùng một cái thời gian tuyến, coi như là đại chủ tể, cũng không thể tiêu diệt. Nói cách khác, hiện tại coi như đại chủ tể sẽ ra tay, đem võ tổ bằng thây vạn đoạn, cũng không cách nào chân chính đem võ tổ xóa bỏ. Đây là chí cao nhân quả luật, là thiên địa cuối cùng che chở. Nếu như ai có thể chân tránh giết chết võ tổ, vậy thì tương đương với nghịch thiên, chân chính nghịch thiên. Chân trời, ngươi thật không chịu theo ta. Ngươi cùng ta trả lời tông, ta có thể cho ngươi cung cấp che chở. Ngươi nếu là không chịu, một thân một mình, chỉ sẽ gặp bị vô cùng săn giết. Ta tra được tin tức, cổ tinh môn muốn săn giết ngươi, cốt thiên đế và xà thiên đế đã bắt đầu bố trí, chuẩn bị động thủ, ngươi trốn không thoát. Trừ ta ra, không người có thể cứu ngươi. Đại chủ tể lảo đảo lắc lư đứng lên, trầm giọng nói, vẫn là muốn mời chào võ tổ. Võ tổ lại ho khan một tí, tuét miệng cười nói. Đại chủ tể, ngươi đối với ta tốt như vậy, luôn là có chút cầu chứ. Không thể nào vô duyên vô cớ. Ngươi mục đích là cái gì, nói cho ta. Đại chủ tể yên lặng chốc lát, nói, ngươi trước cùng ta trả lời tông, những chuyện này, ngươi sau này tự nhiên sẽ biết, ngươi thời gian tuyến mất đi quá nhiều, phải lập tức cùng ta trở về, ta mới có thể giúp ngươi khôi phục, nếu không ngươi đạo tâm bị long đong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Võ tổ khoát khoát tay, cười nói, không cần, nếu ngươi không chịu nói, vậy ta không thể nào cùng ngươi đi, ta sợ ân tình của ngươi, tương lai ta cho dù chết, đều không thể báo đáp. Cổ tinh môn muốn săn giết ta, vậy thì để cho bọn họ tới đi, bọn họ giết không chết ta. Đại chủ tể lạnh lùng nói, nhưng bọn họ có thể nhốt ngươi cả đời. Chẳng lẽ ngươi muốn làm cả đời tù nhân? Võ tổ thư ra một hơi, nói, không sao, tương lai cùng chân chính luân hồi chi chủ xuất thế, hắn sẽ hạ xuống cứu ta, mặc dù ngày khá dài chút, nhưng ta có thể chờ. Ngươi đi thôi, đại chủ tể. Đại chủ tể gặp võ tổ thà là tù nhân, cũng không chịu đi theo hắn, lập tức phát ra một tiếng lại là bi thương, lại là tịch mịch than thở, không nói gì nữa, chậm rãi xoay người rời đi. Ở đại chủ tể sau khi đi, võ tổ vậy cắn chặt hàm răng, một chút xíu rút ra xuyên qua tim mình kiếm, thanh kiếm kia rơi xuống ở đã sớm bể tan tành hư không hắc ám bên trong, mà võ tổ cũng tốt xem lập tức già mấy chục ngàn tuổi, sắc mặt 10 phần tiêu tụy. Thiên cơ hình ảnh đến nơi này, hoàn toàn tiêu tán. Diệp thần tinh thần khôi phục như cũ, nhìn trước mắt võ tổ ngốc, sâu xuyên tâm một kiếm, còn cắm ở phía trên, giống như tái diễn ngày xưa hình ảnh, nhìn thấy mà đau lòng. Năm đó võ tổ sư tôn, thật là mạnh mẽ, một luận võ đạo, lại có thể áp chế đại chủ tể. Diệp thần nội tâm tràn đầy rung động, thật sâu cảm thấy võ tổ mạnh mẽ. Mới vừa cảm nhận hình ảnh, võ tổ và đại chủ tể quyết đấu, vậy để cho hắn được ích lợi không nhỏ, trong lòng như có hiểu ra. Ngoại vật đều là giả, chỉ có tự thân tu vi, võ đạo, mới là nhất làm gốc bản, nhất đáng dựa vào tồn tại. Coi như hết thảy cũng không có, chỉ còn lại tay không, cũng có thể bộc phát ra hoành đẩy vũ trụ, nghiền ép tinh không uy lực, đây chính là võ đạo. Diệp thần nhìn ngốc lên kiếm, khẽ cắn răng, tung người một cái, liền đem thanh kiếm kia, rút ra. Mạc Kim lão tổ nguyên sơ cổ kiếm sắt, rốt cục thì rơi xuống Diệp thần trong tay. Thanh kiếm này, 10 phần nặng nề, phong cách cổ xưa huyền hắc, hàm chứa lao một cái đặc thù quy luật. Cái này cổ quy luật lực lượng,
không thuộc về chủ thế giới, mang theo thái sơ, nguyên thủy, khởi điểm, ngọn nguồn bí ẩn, hiển nhiên là đến từ thần bí kia nguyên sơ thế giới, truyền thuyết vô vô thời ý không còn không ra đời, cũng đã tồn tại thế giới, là lúc ban đầu thế giới. Theo Diệp Thần rút trường kiếm ra, nguyên bản động lại trầm ổn, cũng không có theo năm tháng phong hóa ngốc, lại đột nhiên ầm ầm sụp đổ, hóa thành đầy đất cát. Rồi sau đó, những cái kia cát, lại lần nữa hội tụ thành hình, cũng là võ tổ hình dáng, nhưng ngũ quan lại là hoạt động, tay chân vậy đang hoạt động. Cái này ngốc là sống. Từng tia quỷ dị ma khí, lượn lờ ở võ tổ ngốc bề ngoài, lộ vẻ được có chút khiếp người. Diệp Thần thất kinh, theo bản năng lui về phía sau ba bước. Võ tổ ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, đừng hoảng hốt, là ta. Diệp Thần kinh ngạc nói, võ tổ sư tôn, là ngươi sao? Thời khắc này võ tổ, là pho tượng hình thái, những cái kia cát đang không ngừng ngọa nguậy, thật nhỏ hạt cát, thật giống như từng cái nho nhỏ, đang ngọa nguậy côn trùng, ở đó đen sẫm ma khí bao phủ hạ, mười phần quỷ dị, để cho được võ tổ vậy uy mãnh trang nghiêm gương mặt, vậy lộ vẻ được giống như là loại nào đó không thể nói cổ thần. Là ta, đây là ta lưu lại một chút ý chí, hôm nay thức tỉnh, ta bản thể vậy cảm ứng được, cho nên coi như là ta tự mình hạ xuống gặp ngươi. Bất quá, ta cái này đạo lưu lại ý chí, bị dị ma sát khí ăn mòn, đã chống đỡ không được bao lâu. Trước kia có nguyên sơ cổ kiếm sắt bảo vệ, còn có thể chống cự, hiện tại ngươi rút kiếm đi ra, ta cái này đạo tàn niệm, không ra chốc lát, liền muốn tiêu tán. Võ tổ giải thích nói, lúc đầu cái này ngốc, hàm chứa hắn năm đó lưu lại ý chí, dùng nguyên sơ cổ kiếm sắt duy trì, chống cự năm tháng cùng ma khí ăn mòn. Nhưng hiện tại, Diệp Thần rút kiếm đi ra, hắn ý chí cũng nhanh tiêu tán. Thật xin lỗi. Diệp Thần xin lỗi. Võ tổ khoát tay một cái, ngốc hình thái xuống hắn, động tác này vậy lộ vẻ được có điểm quái dị, nói. Không sao, đạo ý chí này tiêu tán, đối với ta bản thể ảnh hưởng sẽ không quá lớn, ngươi không nên tự trách. Huống chi, ta lưu lại một chút ý chí ở chỗ này, vốn chính là phải đợi ngươi. Diệp Thần nói, võ tổ sư tôn, ngươi ở chờ ta. Có thể, ta còn không có đầy đủ thực lực, đi đem ngươi cứu ra. Võ tổ cười nói, ha ha, không có sao, ngươi có thể cứu không ra ta. Hơn nữa, chúng ta đợi ngươi, vậy không có ý nghĩa. Hết thảy cũng không có ý nghĩa. Ngươi ta thầy trò một chàng. Lần này coi như là chúng ta sau cùng gặp mặt. Thanh âm tràn đầy vô hạn bi thương cùng tiêu tụy. Diệp Thần có vẻ chấn động, nói, võ tổ sư tôn, người rốt cuộc. Thế nào, vì sao như vậy thương cảm? Võ tổ thở dài một tiếng, ánh mắt hết sức phức tạp, đột nhiên hỏi nói, người biết, Hồng Quân lão tổ tại sao phản đối ngươi sao? Tại sao trước mặt êm đẹp, đột nhiên liền thay đổi thái độ, cầm ngươi coi thành kẻ địch? Diệp Thần chần chờ một tí, nói, là bởi vì là, ta và Tím Hoàng Tiên Cung, đạo đức thiên tôn ân oán. Võ tổ nói, cái này là rất nhỏ một phần chia nguyên nhân, Hồng Quân là đại nhân vật, hắn muốn giết ngươi, sẽ không chỉ là bởi vì người thù riêng. Diệp Thần cau mày nói, vậy thì vì cái gì? Võ tổ nói, ta vốn là cũng không biết, nhưng gần đây Hồng Quân lên đỉnh trở thành ngoại thần thiên tôn, hắn khí thế hừng hực, kích động thiên cơ, ta mơ hồ bắt được một ít bí mật, một ít liên quan tới nội tâm hắn bí mật. Diệp Thần trong lòng rét một cái, liền vội vàng hỏi, bí mật gì? Võ tổ nói, luân hồi. Diệp Thần nói, luân hồi. Võ tổ nói, đúng vậy, Hồng Quân trong lòng cảm thấy, luân hồi là chư thiên ung thư, chính là bởi vì luân hồi phép tắc tồn tại, chư thiên sinh linh mới biết chịu khổ, mới biết chịu đựng năm tháng mài mòn, sanh lão bệnh tử giá phải trả. Chỉ có cầm luân hồi quy luật tiêu diệt hết, cầm ngươi cái này luân hồi chi chủ giết chết, mới có thể để cho chư thiên đạt được chân chính giải thoát. Hồng Quân là nghĩ như vậy, giá rất sớm liền nghĩ như vậy, thật ra thì ta cũng nghĩ tới, không quá ta người này mà, cao lớn thô kệch, không có Hồng Quân nhạy cảm như vậy tâm tư, suy nghĩ một chút liền đi qua, nhưng Hồng Quân chìm đắm vào. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, võ tổ sư tôn, người cũng nghĩ tới giết ta sao? Võ tổ vội vàng nói, không phải, người là ta người thân cận nhất, là cái này thế gian duy nhất có thể tin cậy phó thác người, ta dĩ nhiên sẽ không làm thương tổn ngươi. Luân hồi phép tắc đúng là có vấn đề, là rất nhiều thống khổ căn nguyên, đây không phải là một cái hoàn mỹ trật tự. Nhưng chí ít, đây cũng là một cái trật tự phải không?
Vô vô thời y không hắc ám hỗn loạn, nếu như không có trật tự chống đỡ, vậy hết thảy tất cả, chỉ có không thể tránh khỏi rơi vào vực sâu kết quả. Ta xem cái này thế gian, căn bản lại không tồn tại hoàn mỹ trật tự. Tại tất cả trật tự bên trong, luân hồi trật tự, coi như là tương đương hoàn thiện nhất, ổn định nhất, có thể dựa nhất. Bởi vì có luân hồi tồn tại, cho nên cường giả không phải hằng mạnh, cũng có suy sụp hư hại có thể, tên yếu có nghịch thiên quật khởi cơ hội. Chí ít, ta ở vô vô thời y không lâu như vậy, không có gặp qua so luân hồi tốt hơn trật tự. Hồng quân trước kia chống đỡ ngươi, có thể hắn ý tưởng cùng ta như nhau, biết luân hồi trật tự có vấn đề, nhưng không tìm ra tốt hơn trật tự để thay thế, cho nên chúng ta cũng chống đỡ ngươi. Mà bây giờ nói, hắn lại muốn giết ngươi, có thể là tác phẩm nghĩ ra chân chính hoàn mỹ trật tự, phải cầm ngươi trước hết giết hết, xúc diệt luân hồi căn cơ, mới có thể phổ biến hắn trong lòng hoàn mỹ trật tự, thành lập một cái chân chính hoàn mỹ thế giới. Diệp Thần kinh hãi, lại tràn đầy tò mò, nói kia hoàn mỹ trật tự, vậy là cái gì? Nếu như cái này thế gian, thật tồn tại một loại hoàn mỹ trật tự, có thể thành lập được một cái không có bất kỳ mâu thuẫn xích mích, tuyệt đối hoàn mỹ thế giới, vậy Diệp Thần thậm chí nguyện ý, mình cầm tự giết hết, dùng luân hồi hải cốt, là tương lai hoàn mỹ thế giới điện cơ. Nhưng, chân chính hoàn mỹ không sứt mẻ trật tự, thật tồn tại sao? Võ Tổ lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ta theo dõi không tới Hồng Quân nội tâm, ta từng phát ra ý chí, cũng muốn hỏi hỏi hắn, hắn muốn thiết lập hoàn mỹ thế giới là cái gì, nhưng hắn không có trả lời ta. Diệp Thần tinh thần có chút hoảng hốt, nói, Võ Tổ Sư Tôn, nếu là thật có hoàn mỹ gì trật tự, điều kiện tiên quyết là muốn ta chết, người biết giết ta sao? Võ Tổ vui vẻ cười to, hào sảng nói, dĩ nhiên sẽ không, ngươi nhưng mà ta học trò, quản hắn hoàn mỹ gì thế giới, ai dám giết ngươi? Ta liền giết cả nhà hắn. Ta biết, ta như vậy không tốt, nhưng hoàn mỹ gì thế giới, phò hộ bá tánh, để ý chuyện ta làm gì. Ta chỉ cần luân hồi thiên quốc thành lập, luân hồi trật tự, đã đủ rồi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, không muốn theo đuổi hoàn mỹ gì, chính là trước mắt luân hồi thiên quốc trật tự, đã rất hoàn mỹ. Cùng luân hồi thiên quốc thành lập, ngươi chính là cao nhất bá chủ, ta cũng đi theo thâm lây. Có thể từ cổ tinh môn vậy địa phương quỷ quái bên trong đi ra ngoài. Đến lúc đó, chúng ta hai thầy trò, hiệu lệnh chư thiên, thuận ta thì phát, người nghịch ta mất, nào dám không theo, còn có so với cái này tốt hơn trật tự sao? Ha ha ha! Võ Tổ tánh tình tục tằng hào phóng, cũng sẽ không giống Hồng Quân lão tổ nhạy cảm như vậy, còn suy tính hoàn mỹ gì thế giới, phò hộ bá tánh. Ở hắn trong mắt, luân hồi thiên quốc đã đủ hoàn mỹ. Hiệu lệnh chư thiên, thuận ta thì phát, người nghịch ta mất, nào dám không theo. Diệp Thần nghe Võ Tổ mà nói, tâm tình đều là một hồi kích động, nói, Võ Tổ Sư Tôn, là ta muốn được quá nhiều. Ta luân hồi thiên quốc, cũng đã là trước mắt tốt nhất trật tự. Võ Tổ gật đầu một cái, nhưng thần sắc bỗng nhiên lại đổi được thương cảm, thở dài nói, đáng tiếc, người cái này luân hồi thiên quốc trật tự, nhưng là không có biện pháp thành lập, hết thảy cũng không có ý nghĩa. Ngươi nhất định phải biến mất. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói tại sao? Võ Tổ chán nản nói, vô vô thời ý không hắc ám, vẫn là quá mức mạnh mẽ, muốn ở nơi này phiến hắc ám địa phương hỗn loạn, thành lập được vĩ đại trật tự, tất nhiên gặp phải bóng tối ăn mòn. Ngươi cầm thiên bia lấy ra, cẩn thận xem xem. Diệp Thần im lặng, liền đem thiên bia sử dụng, cẩn thận xem kỹ xem, nhưng cũng không có phát hiện cái gì khác thường, liền nói thiên bia thế nào. Võ Tổ chỉ thiên bia phía dưới cùng vị trí, nói, ngươi lại cẩn thận xem. Diệp Thần theo Võ Tổ chỉ, sẽ đi xem chút, liền thấy thiên bia phần đáy nhất địa phương, thật giống như có một cái nhỏ xíu điểm đen, bởi vì đặc biệt thật nhỏ, cho nên Diệp Thần căn bản không lưu ý đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có một cái, điểm đen. Võ Tổ gật đầu, thần sắc thê lương, thở dài nói, vậy cái chấm đen. Thật ra thì chính là bóng tối ăn mòn, sẽ không ngừng mở rộng, cuối cùng ăn mòn nguyên khối thiên bia, hơn nữa nuốt phệ thiên đế mệnh tinh. Một khi thiên đế ra lệnh tinh vẫn rơi, người vậy muốn đi theo cùng chết. Ta đã thấy tương lai, người coi như không bị vũ hoàng cổ đế, hồng quân lão tổ các người giết chết, người cuối cùng cũng sẽ bị vô vô thời ý không hắc ám cắn nuốt hết, lâm vào là xương khô. Diệp Thần ngạc nhiên, yên lặng chốc lát, nói, sư tôn, tương lai sự việc. Cũng còn không phát sinh, người cần gì phải như vậy thương cảm.
ngươi cứ như vậy không tin được ta sao? Ta cũng không tin, vậy cái gọi là hắc ám, có thể đem ta chiếm đoạt. Võ Tổ nói, ta là thiên chiêu võ thần, có thể lắng nghe đến chí cao thiên đạo thần dụ. Hắn chỉ phía trên bầu trời, ta nghe được cao nhất thiên dụ, ông trời không bảo vệ được ngươi, ngươi vốn là có thiên địa đại khí vận, có trời cao che chở, nhưng vô thời ý không hắc ám, quá mức hỗn loạn đáng sợ, ngày nay không gánh nổi ngươi, ngươi nhất định phải chết. Diệp Thần ngẩn ngơ, không lời chống đỡ. Võ Tổ như thế kiên định cho rằng, Diệp Thần hẳn phải chết, nguyên lai là linh nghe được thiên đạo thần dụ. Sư tôn, ta sẽ không biến mất. Diệp Thần khẽ cắn răng, ánh mắt như cũ nóng rực, trời xanh không bảo vệ được hắn, vậy hắn liền dựa vào chính mình lực lượng, giết phá hết thảy. Chỉ cần còn chưa tới cuối cùng, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Võ Tổ nhìn Diệp Thần vậy bất khuất ánh mắt, cũng là hơi lộ vẻ xúc động, yên lặng sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói. Thôi, ngươi trời xanh hiếu thắng, ta là biết. Chúng ta thầy trò một chàng, ngươi nếu đã tới vô thời ý không, ta có hai kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Diệp Thần nói, à. Võ Tổ nói, là hai môn võ kỹ, uy lực cực kỳ bá đạo, trước kia ngươi không có tới vô thời ý không, ta là không dám dạy ngươi, sợ ngươi không chịu nổi. Hiện tại ngươi tới, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Diệp Thần nghe được Võ Tổ muốn truyền thụ võ kỹ. Nội tâm một hồi kích động, nói, Võ Tổ gật đầu một cái, nói cái này cửa thứ nhất võ kỹ, kêu Titan tinh đấu quyền, ta đã từng dùng một quyền này, đánh rơi đại chủ tể. Rắc rắc. Trong lúc nói chuyện, Võ Tổ quả đấm nắm chặt, hắn rõ ràng chỉ là một cái ngốc, nhưng làm hắn nắm quyền sau đó, một cổ phái nhiên mạc ngự khí thế bàng bạc, liền từ trên người hắn bộc phát ra. Vô tận ánh sao, từ hắn trong quyền phong cổn đáng ra. Rồi sau đó kinh động cắt tim đảo bầu trời, nguyên bản úy bầu trời màu lam, giờ phút này lại đổi được tối xuống, tinh thần tô điểm, mỗi một ngôi sao, giống như đều run rẩy, tùy thời muốn rơi xuống vậy. Diệp Thần cảm nhận được Võ Tổ khí thế, lấy làm kinh hãi, nói Titan tinh đấu quyền. Vũ kỹ này, Hòa Thái Thản cự thần có quan hệ thế nào? Theo Diệp Thần biết, Titan cự thần là đặc biệt cổ xưa thần linh, trước mắt thế gian lưu truyền xuống truyền thuyết, đặc biệt thưa thớt. Thiên cơ mong manh không thể ngửi nổi. Võ Tổ cười nói, Titan cự thần, là ta tín đồ, bất quá hắn thờ phượng ta thời điểm, ta còn không ra đời. Là hắn cảm nhận tương lai, biết tương lai sẽ có thiên chiêu võ thần xuất thế, cho nên hắn trước thời hạn tín ngưỡng ta, đạt được thiên đạo ban phúc, luyện thành đủ loại vũ khí cường đại, hoành đẩy chư thiên vô địch, từng xưng bá vô tận kỷ nguyên. Cửa này Titan tinh đấu quyền, là hắn tự cả nghĩ ra võ khí, hắn ở chết trước. Đem môn võ kỹ này, cung phụng cho tương lai ta. Làm ta bước vào vô thời ý không một khắc kia, liền được môn võ kỹ này, giúp ta không thiếu, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi, ngươi nhìn cho thật kỹ. Diệp Thần rung động, không nghĩ tới Titan cự thần, lúc đầu lại là Võ Tổ tín đồ. Oanh! Võ Tổ một quyền đánh ra, Titan tinh đấu quyền bùng nổ, một cái chớp mắt tới giữa, quyền phong ánh sao nổ, như xuyên qua thiên đấu, chư thiên sao dày đặc rơi xuống. Thời không tan vỡ, vô tận thô bạo bộc phát ra, để cho được toàn bộ cát tim đảo cũng lắc lư. Cát tim đảo bên ngoài, một cái to lớn lò luyện đan, đang cấp tốc bay tới. Thanh Phù Trần và Tụ Bảo Thương Hội chấp sự, còn có thủ hạ mình đệ tử, vậy cảm nhận được Titan tinh đấu quyền khí thế cuồng bạo, toàn bộ lò luyện đan đều đang đung đưa, thật giống như nổ tung. Xuyên thấu qua lò luyện đan vách đá lỗ, Thanh Phù Trần các người, thấy được vô cùng một màn nguy nga. Cát tim trên đảo không, một phiến đen nhánh, chư thiên tinh thần lững lờ, một nổi lên, liền hóa thành sao băng rơi xuống, thật giống như gặp phải một cổ ngất trời sức mạnh to lớn đánh vào, trời trăng sao đều là vẫn, khí tượng thật lớn. Đây là cái gì võ kỹ? Phương nào cao thủ, lại cát tim trên đảo? Chẳng lẽ là thiên chiêu võ thần? Ta cảm nhận được liền thiên chiêu võ thần hơi thở. Thiên chiêu võ thần, đó là luân hồi chi chủ sư tôn à? Chẳng lẽ hai bọn họ thầy trò, đều ở đây cát tim trên đảo? Đám người một hồi kêu lên, ánh mắt lại nhìn hướng Thanh Phù Trần. Thanh Phù Trần sắc mặt đặc biệt khó khăn xem, cắn răng nghiến lợi, nói, không thể nào, thiên chiêu võ thần bị cổ tinh môn nhốt, tuyệt không khả năng thoát khốn đi ra, coi như nơi này có hắn hơi thở, có thể cũng chỉ là một món tàn niệm, chưa đủ là mắc. Mau lên đảo xem, ta sợ luân hồi chi chủ vậy tiểu tử, sẽ đối với tinh nhã tiểu thư bất lợi.
Thanh Phù Trần trong lòng, nhớ không quên, chính là Tân Tinh Nhã, e sợ cho Tân Tinh Nhã sẽ rơi vào Diệp Thần trong tay. Hắn nghe nói luân hồi huyết mạch, có đặc thù hiệu quả, đối với người khác phái sức hấp dẫn lớn vô cùng. Bất kỳ cô gái nào, chỉ cần và Diệp Thần sống chung thời gian lâu dài, cũng sẽ sinh ra kính mến ý. Hắn cũng không muốn Tân Tinh Nhã như thế nữ nhân hoàn mỹ, rơi vào Diệp Thần trong tay, lập tức thúc giục lò luyện đan, nhanh chóng hướng Cát Tim Đảo rơi đi. Cát Tim Đảo bên trên, võ tổ một quyền đánh giết hướng Diệp Thần. Một chiêu này Titan tinh đấu quyền, uy năng ngất trời, Diệp Thần tuyệt đối không thể chống đỡ. Hắn thấy võ tổ một quyền đánh tới, cả người cũng cứng lên, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vô cùng bá đạo quyền phong, thiếu chút nữa muốn đánh gãy Diệp Thần quanh thân xương cốt. Võ tổ quả đấm, ở sắp đánh trúng Diệp Thần thời điểm, khó khăn lắm ngừng lại, cũng đem quả đấm thu hồi, cười nói. Như thế nào, Diệp Thần, lĩnh ngộ nhiều ít. Diệp Thần kinh hồn hơi định, nhớ lại mới vừa võ tổ một quyền uy thế. Một chiêu này Titan tinh đấu quyền, nhìn như trực lai trực vãng, nhưng trong thực tế hàm chứa ngàn cách biến hóa, như chư thiên tinh đấu vậy mênh mông vô tận, tựa hồ lại mang theo nhân quả luật bí ẩn, chỉ cần một quyền đánh ra, liền có thể phải giết kẻ địch, uy mãnh hết sức. A, à, sư tôn, ta đại khái lĩnh ngộ hai ba thành. Diệp Thần cau mày nói. Cái này Titan tinh đấu quyền, đích xác là vô cùng ảo diệu, lấy Diệp Thần năng lực, tức thì giây phút, cũng chỉ là lĩnh ngộ hai ba thành thôi. Ha ha, không tệ, nhanh như vậy là có thể lĩnh ngộ hai ba thành tinh túy, đã là giỏi vô cùng. Ngươi từ từ tính toán, đối ngươi tu vi rất có ích lợi. Võ tổ cười nói, đối Diệp Thần năng lực, cũng là khá là hài lòng. Ừ, Diệp Thần gật đầu. Võ tổ lại sử dụng một phiến ngọc giản, nói, đây là ta cho ngươi phần thứ hai lễ vật, cũng là một môn võ kỹ. À, Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, chỉ gặp trên ngọc giản mặt, khắc vấn đế Diệt Thần chỉ năm chữ, chỉ xem tên chữ, liền đặc biệt ngang ngược. Hắn thả ra tinh thần lực, muốn thấm vào đến ngọc giản bên trong, nhưng phát hiện ngọc giản có một tầng cấm chế, mình tinh thần lực, nhưng thì không cách nào thấm vào. Võ tổ nói, cửa này vẫn đế Diệt Thần chỉ, là ta tự nghĩ ra võ kỹ, uy lực lớn, đủ để nghiền giết thiên đế chủ thần, ha ha, lấy ngươi hôm nay tu vi, còn chưa đủ để dòm ngó môn võ kỹ này. Chờ ngươi bước lên thần đi, ngươi tấn thăng thần đạo cảnh sau đó, phỏng đoán là có thể lĩnh ngộ môn võ kỹ này. Diệp Thần kích động nói, tạ ơn sư tôn truyền thụ. Võ tổ gật đầu một cái, nói ta đạo ý chí này, vậy sắp tiêu tán, à, thật ra thì ta truyền thụ ngươi võ đạo, chỉ là để cho ngươi kéo dài hơi tàn thôi. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ bị hắc ám chiếm đoạt, lâm vào là xương khô. Diệp Thần nói, không, sư tôn, ta sẽ không. Võ tổ không nói gì thêm, chỉ là yên lặng nhìn Diệp Thần, ánh mắt tràn đầy bi thương không biết làm sao ý. Hắn lắng nghe đến thiên đạo thần dụ, nhận định Diệp Thần hẳn phải chết, cho nên mười phần thương cảm. Giao. Rồi sau đó, võ tổ ý chí, hoàn toàn tiêu tán. Cái này cái ngốc hình thể, liền tan vỡ hóa thành đầy đất cát chảy. Diệp Thần trầm mặc, yên lặng thu hồi vẫn đế Diệt Thần chỉ ngọc giản, trong lòng còn bay lượn trước Titan tinh đấu quyền bí ẩn. Rất nhanh, Diệp Thần liền tiến vào trạng thái vong ngã, cả người tâm thần, thật giống như tiến vào một cái ảo tưởng không gian, đang không ngừng diễn luyện trước Titan tinh đấu quyền. Rắc rắc sát. Ở Diệp Thần diễn luyện Titan tinh đấu quyền thời điểm, hắn cả người bắp thịt xương cốt, cũng là vang động lực, thật giống như lấy được vô thượng rèn luyện, đan điền dần dần nóng lên, linh khí tựa hồ muốn đột phá bình phong che chở, tu vi muốn tấn thăng. Luân hồi chi chủ, người quả nhiên ở chỗ này. Nhưng vừa lúc đó, một đạo thanh âm lạnh lùng, từ bầu trời vang lên, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo trở lại, vậy cắt đứt hắn đột phá khí tượng. Vốn là hắn là muốn đột phá, nhưng đột nhiên bị người cắt đứt, ngực gian khí huyết sôi trào, một hồi khó chịu, nội tâm cũng lớn là căm tức, xem hướng bầu trời, người nào. Chỉ gặp bầu trời bên trong, có mười mấy đạo thân ảnh. Một người cầm đầu, là cái quần áo đắt tiền công tử, da trắng trẻo. Trên mình ẩn nhiên có đặc thù đan khí tràn ngập ra, tu vi đã đến thần đạo cảnh đỉnh cấp, nhưng túi mắt có chút biến thành màu đen, hơi thở lại hơi có vẻ phù phiếm, tựa hồ là chơi bời quá độ. Kim đan thế gia, Thanh Phù Trần. Diệp Thần một mắt tới giữa, thiên cơ thấy rõ, đã biết hiểu nam tử kia thân phận, chính là kim đan thế gia, thiên đan tháp thiếu chủ, Thanh Phù Trần,
Hơn nữa, hắn còn cảm nhận liền thanh phù trần ý đồ, chính là muốn đem tân tinh nhã mang đi. Ha ha, ánh mắt không tệ, lại có thể nhận được bổn thiếu chủ. Thanh phù trần cười một tí, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, thấy đầy đất cát chảy, cong ngón tay tính toán, đại khái coi là đến võ tổ ý chí đã tiêu tán, nhất thời trong lòng đại định. Tinh nhã tiểu thư đâu? Ta cảnh cáo ngươi, tinh nhã là người ta, ngươi nếu dám đụng đến nàng, bổn thiếu chủ muốn bầm thây ngươi vạn đoạn. Thanh phù trần ánh mắt đổi được ác liệt, người trên không trung, quanh thân đan khí sôi trào, cách không chỉ một cái, đan bốc hơi làm thất luyện nước lũ, mãnh liệt đánh vào hướng Diệp Thần. Ở nơi này cổ đan khí dưới sự xung kích, Diệp Thần có dũng khí cả người cốt mềm, cả người muốn tan rã cảm giác. Hắn biết, đây là kim đan thế gia thủ đoạn. Thanh phù trần xuất thân kim đan thế gia, có kim đan nguyên thể, hắn đạo pháp thần thông, phần lớn cùng đan dược có liên quan, sớm đem đủ loại đan đạo bí thuật, dung nhập vào thần thông bên trong. Diệp Thần thong thả, tiện tay sử dụng một kiếm, là Mạc Kim lão tổ nguyên sơ cổ kiếm sắt, hoành kiếm nhất phung, thần kiếm ngự lôi quyết bùng nổ, sấm sét kiếm mang chém ra, liền đem thanh phù trần đánh tới đan khí thất luyện, trực tiếp chặt đứt hết. Cái này nguyên sơ cổ kiếm sắt bên trong, hàm chứa nguyên sơ thế giới đặc thù quy luật, đối Diệp Thần mà nói, đặc biệt xa lạ, cũng không cách nào thúc giục. Nhưng thanh kiếm này, bản thân chính là một kiện thần binh lợi khí, mũi nhọn ác liệt, hắn lấy kiếm phong chém ra, liền phá hư thanh phù trần đan khí tập sát. Nhưng, ở phá hỏng thanh phù trần đan khí đồng thời, Diệp Thần vậy cảm nhận được một cổ to lớn chấn động, bước chân lui về sau hai bước. Thanh phù trần dẫu sao là thần đạo cảnh đỉnh cấp cường giả trẻ tuổi, lấy Diệp Thần trước mắt vô lượng cảnh tầng thứ 6 tu vi, muốn đối kháng, vẫn là hết sức cố hết sức. Dĩ nhiên, nếu như hắn không tiếc hết thảy, vẫn có thể đem thanh phù trần chém chết, nhưng giá phải trả cực kỳ to lớn, hậu quả nghiêm trọng. Ồ, thanh phù trần gặp Diệp Thần phá hỏng hắn đan khí thần thông, cũng không có bị thương, chỉ là bị đẩy lui hai bước, không khỏi được thất kinh. Có chút ý tứ, tầm thường vô lượng cảnh tu sĩ, không ngăn được bổn thiếu chủ nửa chiêu, ngươi có thể chịu đựng ta một chiêu, cũng có thể gọi vô địch, luân hồi danh tiếng, quả nhiên không đơn giản. Ngươi cút đi, sau này không muốn đón thêm gần tinh nhã, bổn thiếu chủ cũng sẽ không lại gây khó khăn ngươi. Thanh phù trần kiêu căng phất phất tay, chẳng muốn lại cùng Diệp Thần đánh xuống, cũng có chút kiêng kỵ Diệp Thần thực lực. Diệp Thần cười, nói kêu ta lăn, sợ rằng ngươi còn không cái này tư cách. Thanh phù trần ánh mắt run lên, sắc mặt lần nữa đổi được lạnh lùng, nói, cho mặt không biết xấu hổ, thật lấy vì mình vô địch. Ta kim đan thế ra ngang dọc chư thiên thời điểm, người cái này luân hồi chi chủ, còn không ra đời. Hắn từ nhỏ đến lớn, hài lòng như ý, người người cũng bưng hắn, chứ ở tụ bảo thương hội, ăn một chút buồn giàu ra, nơi nào có người dám không vâng lời hắn. Lúc này Diệp Thần thái độ, nhưng trực tiếp đem hắn chọc giận. Dung thiên thần lô, luyện hóa cho ta. Thanh phù trần quát lên một tiếng lớn, sử dụng một tòa thật to lò luyện đan, tay áo bảo phất một cái, không biết nhiều ít hoàng kim nguyên ngọc, vùi đầu vào lò luyện đan bên trong. Nguyên lò luyện đan, đùng một tiếng, dấy lên ngút trời lửa lớn, cuồn cuộn đan khí bạo phát, chung quanh thiên địa, nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt, cả ngày không cũng bởi vì kịch liệt nhiệt độ cao, hóa thành đỏ thẫm màu sắc. Cái lò luyện đan này là kim đan thế gia trí bảo một trong, kêu dung thiên thần lô, có thể luyện hóa hết thảy. Hô! Thanh phù trần bàn tay vung lên, vậy dung thiên thần lô bay ra ngoài, lò luyện đan trên rất nhiều cổ xưa đồ đằng, chân long, phượng hoàng, quỳ ngưu, đào ngột, tiên hổ vân. Vân, đủ đủ sống lại, hóa thành điềm lành, trên không bay lượn gáy vang, thần quang vạn nói, khí tượng mười phần nguy nga. Diệp Thần liền cảm thấy, mình thân thể, không bị khống chế. Phải bị vậy dung thiên thần lô hút vào, trực tiếp luyện hóa thành cướp xám. Thiên đế cánh tay, mở. Titan tinh đấu quyền. Diệp Thần lâm nguy không loạn, lập tức mở thiên đế cánh tay xích mang bùng nổ, viêm mang ngất trời, một quyền nổ lên ngập trời tinh mang, như Titan cự thần đích thân tới, muốn một quyền nghiền bạo thiên địa thời không. Cái này Titan tinh đấu quyền, là cao cấp quyền pháp, Diệp Thần tuy chỉ là lĩnh ngộ 2-3 thành, nhưng phối hợp thiên đế cánh tay. Uy lực của một quyền này, cũng là mười phần hung mãnh. Rắc rắc sát. Ở một quyền này vung ra sau đó, Diệp Thần cảm thấy mình cánh tay, xương cốt cũng đang kịch liệt vang động, thật giống như nổ tung. Titan tinh đấu quyền, uy lực quá hung mãnh, coi như Diệp Thần mở ra thiên đế cánh tay,
lại có thể cũng có chút không chịu nổi, xương cốt muốn vỡ vụn hết vậy, bắp thịt nóng chảy vậy lửa đốt đau, đau khổ tột cùng. Phịch! Nhưng, uy lực của một quyền này, không có để cho Diệp Thần thất vọng. Hắn Titan tinh đấu quyền, hung hăng đánh vào thanh phù Trần Dung Thiên Thần Lô trên, tòa kia Dung Thiên Thần Lô, đã bị đánh được khí lưu ô minh, bay rớt ra ngoài, từ bên trong chút xuống ra vô số lưu hỏa cùng cho tàn, rớt xuống đất, để cho được phía dưới cắt tim đảo địa giới, hóa thành nham thạch nóng chảy luyện ngục vậy, vô số lửa lớn phóng lên cao, rừng rậm cũng bị thiêu hủy. Phốc xích, thanh phù Trần cùng Dung Thiên Thần Lô hơi thở tương liên, tại chỗ bị phản chấn, há mồm phun ra máu tươi, gương mặt một hồi trắng bệch. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần quả đấm, sẽ hung mãnh bá đạo đến tình cảnh này, cho nên căn bản không có phòng bị, ngang hàng cứng rắn chịu Diệp Thần nhất kích. Đáng chết tiểu tử, ngược lại là xem thường ngươi. Thanh phù Trần tức giận, cắn răng nghiến lợi, liền chuẩn bị sẽ ra tay. Diệp Thần hít sâu một hơi, thiên ma cổ bảo ở đỉnh đầu bay lên, cũng là toàn lực đề phòng. Mới vừa vận dụng Titan tinh đấu quyền, thiếu chút nữa để cho hắn nguyên cái cánh tay trái cũng bị hỏng, hiện nơi cánh tay còn lửa đốt đau đỏ lên được lợi hại, da cũng rạn nứt, mơ hồ chảy ra nóng bỏng máu tươi. Cái này Titan tinh đấu quyền, uy lực to lớn, đủ để thương tổn tới thần đạo cảnh hậu kỳ thậm chí còn đỉnh cấp cường giả, nhưng đối với Diệp Thần cánh tay gánh vác, cũng là 10 phần to lớn. Hắn gặp thanh phù Trần chuẩn bị động thủ nữa, liền trước thời hạn thúc giục thiên ma cổ bảo, toàn lực phòng ngự. Lấy hắn thực lực trước mắt, đối chiến thần đạo cảnh đỉnh cấp tồn tại, đích xác là có chút cố hết sức. À! Nhưng ngay tại thanh phù Trần chuẩn bị lại thời điểm xuất thủ, cát tim đảo bên kia, truyền đến một tiếng thét chói tai. Đó là tân tinh nhã tiếng thét chói tai. Cái này đạo tiếng thét chói tai, hàm chứa to lớn sợ hãi, chấn động phố, sợ hãi, vẻ tuyệt vọng. Có thể tưởng tượng, tân tinh nhã nhất định là đụng phải vật gì đáng sợ. Ở tân tinh nhã tiếng thét chói tai sau khi rơi xuống, chính là một hồi ầm ầm vang lớn, hòn đảo bên kia, vô tận ma khí bùng nổ, bóng tối ma khí ùn ùn kéo đến, rất nhanh cuốn sạch toàn bộ cát tim đảo. Liền liền phía trên bầu trời, cũng bị hắc ám che phủ, mây đen cuồn cuộn, giống như có cái gì kinh thiên cự ma nổi lên trong đó, làm người ta rợn cả tóc gáy. Tiểu thư xảy ra chuyện. Vậy hai cái đến từ tân gia chấp sự, nghe được tân tinh nhã tiếng thét chói tai sau đó, nhất thời hoảng hốt thất sắc. Tinh nhã tiểu thư, thanh phù Trần cũng là lấy làm kinh hãi, ánh mắt đi hòn đảo bên kia phương hướng nhìn lại. Thằng nhóc, coi là ngươi may mắn. Hắn tưởng nhớ tân tinh nhã an nguy, cũng sẽ không cùng Diệp Thần dây dưa, nhanh chóng dẫn người đi hòn đảo bên kia bay đi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, trong đầu nghĩ tân tinh nhã một mình đi tìm dị ma, rất có thể thật xảy ra chuyện. Hắn vậy lo lắng tân tinh nhã, lập tức phi thân lên, bay về phía tiếng thét chói tai phát ra địa phương. Thanh phù Trần gặp Diệp Thần theo sau, gương mặt hơi vặn vẹo, nói, thằng nhóc, ngươi cùng tới làm gì? Diệp Thần chỉ làm không nghe được, lăng phong thần mạch mở một cái, quanh người gió bão cuồn cuộn, tốc độ tăng vọt, lập tức lướt qua thanh phù Trần các người, đem bọn họ vung ở phía sau. Thanh phù Trần khí được mắng to, cấp tốc đuổi theo đi. Diệp Thần trước một bước, đi tới hòn đảo bên kia. Xuất hiện trước mắt hắn, là vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Ma khí phân bố mặt đất cùng rừng rậm, hết thảy đều là mờ tối cùng đen nhánh hình dáng, mặt đất đã nứt ra, lộ ra phía dưới một cái ẩn núp lòng đất cung điện. Vậy mảnh đất để cung điện, như vậy u minh địa ngục, vô số âm hồn bồng bềnh, quỷ khóc gầm thét, trung tâm là một tòa bạch cốt đống xây thành tế đàn. Một đầu dị ma, cầm trong tay cốt trượng, đứng ở phía trên tế đàn, hai tay hơi vũ động. Trong miệng phát ra khàn khàn khó nghe, cổ xưa thâm trầm thần chú, như viễn cổ ma thần ngâm sướng. Đầu kia dị ma, hình dáng vặn vẹo, tóc đen 3000 trượng. Tóc hắn, dày đặc đáng sợ, dính đầy dơ bẩn, mỗi một sợi tóc phía trên, quấn vòng quanh đếm không hết con giòi và bẩn thỉu mủ dịch, giống như từng cái rắn độc vậy, từ trên tế đàn phô tán xuống, bầy khắp toàn bộ địa cung, gai mũi như thi thúi mùi vị, làm người ta nôn mửa. Tại địa cung trên vách tường bốn phía, khắc vẽ rất nhiều đồ đằng, còn có từng tờ một vặn vẹo xấu xí mặt người. Vậy từng tờ một mặt người, đều là sử thần hình dáng, Diệp Thần là đã gặp. Bất quá, địa cung bốn bức tường trên vách sử thần bích họa, lộ vẻ được có chút tượng khí, người là khắc vẽ dấu vết rất nặng, không có tân tinh nhã cho Diệp Thần khối đá kia bản, như vậy trông rất sống động,
hồn nhiên sẵn có. Chí ít, trên tấm đá sửu thần, Diệp Thần không dám xem lần thứ hai. Nhưng cái này địa cung bên trong bích họa, hắn có thể ung dung nhìn thẳng, cũng không có bị bao lớn đánh vào. Sửu thần bích họa, đầu này dị ma, quả nhiên là sửu thần tín đồ sao. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhìn chằm chằm phía dưới địa cung trên tế đàn dị ma. Đầu này dị ma, che giấu trong lòng đất, không biết lúc nào, kiến tạo một tòa cung điện, trong bóng tối thờ phụng sửu thần, một mực không bị người ngoài phát hiện, cho đến hiện tại, mới bị Tân Tinh Nhã phát hiện. Tân Tinh Nhã đang nằm ở cung điện trên đất, đầy mặt kinh hoàng tủng sợ hãi, không ngừng nhọn kêu thành tiếng. Đầu kia dị ma, từng cái vặn vẹo hôi thối tóc đen, như xúc tu, như rắn độc vậy quấn quanh đến trên người nàng. Bất quá, Tân Tinh Nhã tựa hồ có vật gì đặc biệt hộ thể, trên mình bị một tầng thần mang trạm nhiên bảo vệ che chở bao phủ ở, đầu kia dị ma tóc đen, còn không có tổn hại đến nàng, nàng da vẫn là sáng bóng trắng nõn hình dáng. Nhưng bị như thế nhiều hôi thối, chảy xuôi mủ dịch tóc đen quấn quanh ở, Tân Tinh Nhã trong lòng đánh vào cùng không giúp, có thể tưởng tượng được. Đây là, thành phù trần đoàn người, vậy đi tới nơi này. Khi thấy đầu kia dị ma, tóc đen 3.000 trượng hình dáng, còn có địa cung trên vách tường sửu thần bích họa, bọn họ tất cả đều nôn mửa, đạo tâm bị cực lớn đánh vào. Bọn họ đạo tâm, cũng không có Diệp Thần như thế cường hãn, coi như sửu thần bích họa, tràn đầy tượng khí và phác họa dấu vết, không đủ hồn nhiên sẵn có, nhưng đối với bọn họ mà nói, vậy có thể nói ác mộng vậy tồn tại. Chỉ là nhìn sửu thần một mắt, bọn họ liền không cách nào lại nhìn thẳng, kịch liệt nôn mửa. Diệp Thần, mau cứu ta. Tân Tinh Nhã ngẩng đầu, kêu khóc trước hướng Diệp Thần nhờ giúp đỡ. Nàng gặp Thanh Phù Trần vậy tới chỗ này, 10 phần bất ngờ, nhưng nàng cũng không muốn cùng Thanh Phù Trần tiếp xúc quá nhiều, cho nên chỉ hướng Diệp Thần cầu cứu. Thanh Phù Trần nghe Tân Tinh Nhã cầu cứu giọng, lại có chút không muốn xa rời ý, trong lòng hết sức ghen tị, lớn tiếng nói, Tinh Nhã tiểu thư, ta tới cứu ngươi. Hắn cũng không cùng Diệp Thần ra tay, tự mình phi thân hạ xuống đi xuống, sau lưng dung thiên thần lô xô trào, từng đạo kinh thiên lửa cháy mạnh phun ra, rơi xuống đất. Phô tán trên đất từng cái tóc đen, tiếp xúc tới dung thiên thần lô lửa cháy mạnh, nhất thời liền vặn vẹo bốc hơi, mỗi một cái tóc, đều giống như vật còn sống vậy, phát ra dữ tợn thảm thiết gầm thét, làm người ta nghe liền rợn cả tóc gáy. Cuồng bạo dung thiên lửa cháy mạnh, không hề thiếu phóng đến địa cung 4 bức tường trên vách. Đem những cái kia bích họa cũng phá hư rất nhiều, sửu thần hình dáng vậy gặp phải phá hoại. Loài người, dám ô nhục chủ thần tượng thần, người ở tự tìm cái chết. Trên tế đàn dị ma, thấy một màn này, nhất thời phát ra tức giận, âm u, như địa ngục khàn khàn vậy lời nói. Hắn huy động cốt trượng, trong miệng tiếng ngâm sướng không ngừng, một tòa bóng tối luân hồi thiên quốc, xuất hiện ở giữa không trung bên trong, rồi sau đó quay đầu hướng Thanh Phù Trần đập tới. Chỗ tòa này luân hồi thiên quốc, không có nửa điểm trật tự cùng quang minh khí tượng, chỉ có hỗn loạn, hắc ám, tội nghiệt, dơ bẩn, âm u, phía trên lập có Diệp Thần pho tượng, nhưng đã sớm bị con giỏi đóng đầy. Diệp Thần bỗng nhiên thấy luân hồi thiên quốc khí tượng, lấy làm kinh hãi. Nhưng hắn rất nhanh biết, cái này luân hồi thiên quốc, cùng hắn không liên quan, là tinh không bờ bên kia bên trong, đã hắc ám hư hỏng thiên quốc, không phải hắn nơi cấu tạo. Đầu này dị ma. Quả nhiên là đến từ tinh không bờ bên kia, thậm chí có thể cho gọi ra đã hắc hóa rớt xuống luân hồi thiên quốc khí tượng. Hắc hóa sau luân hồi thiên quốc, hắc ám sát khí cực kỳ khủng bố, chấn áp xuống tới, nhất thời liền để cho Thanh Phù Trần nghẹt thở. Thằng nhóc, cái này dị ma là thư của ngươi đồ. Thanh Phù Trần sợ hãi tức giận, nhìn lại Diệp Thần một mắt. Lúc này, hắc hóa luân hồi thiên quốc, đã bạo nện xuống tới. Thanh Phù Trần không dám thở ơ. Vội vàng thúc giục dung thiên thần lô ngăn cản. Oanh! Hắc hóa luân hồi thiên quốc nổ lên, dung thiên thần lô gặp phải ô nhiễm, ngọn lửa tại chỗ dập tắt. Phốc xích! Thanh Phù Trần gặp cắn trả, tại chỗ hộc máu. Thiếu chủ! Bầu trời bên trong, vậy mười mấy thiên đan tháp đệ tử, lật đật phi hàng xuống, bảo vệ Thanh Phù Trần. Tiểu thư! Đến từ Tân gia hai người chấp sự, vậy lật đật hạ xuống, phải bảo vệ Tân Tinh Nhã. Một đám dị giáo đồ, nếu xông vào ta lãnh địa, liền lấy các ngươi máu, hiến tế cho chủ thần đại nhân. Trên tế đàn, dị ma nhãn thần tàn bạo, gào thét một tiếng, trong hư không, vô số âm hồn đạp chết xuống, phải đem Thanh Phù Trần, Tân Tinh Nhã đoàn người,
toàn bộ vặn cổ hết. Rào 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 rào. Trên tế đàn dị ma, cả người ma khí nhô lên, từng cái đen sẫm dơ bẩn tóc, lần nữa phô triển ra, cũng hóa thành một đoạn bẩn thỉu trù đệm lông vậy, từ tế đàn phương hướng, một mực phô triển đến tân tinh nhã trước người. Dị ma cầm cốt trượng, bước lên trù đệm lông, bước chân nhìn như thật chậm, kỳ thực cực nhanh, hướng tân tinh nhã đi tới, dữ tợn nói. Mỹ thần, người lúc nào, lại luân lạc đến đây, chỉ có hạ vị thần tu vi sao? Tân tinh nhã cùng Mỹ thần tướng mạo giống nhau như đúc, dị ma lấy là nàng liền là chân tránh Mỹ thần, lần này tự mình ra tay, muốn đích thân đem nàng vặn cổ. Tà ma ngoại đạo, không cho phép tổn thương tinh nhã tiểu thư. Thanh phù trần khẽ cắn răng, nhai bể một viên mang theo cuồng bạo hiệu quả đan dược, cả người lập tức như điên hóa vậy, ánh mắt ứ máu, cả người bắp thịt nổ tung, lực lượng đổi được dâng trào, từ dưới đất nảy lên lên, một chưởng đánh giết hướng dị ma. Thần đạo cảnh đỉnh cấp lực lượng, vào thời khắc này nhanh mạnh bùng nổ. Nguyên sơ quy luật, trở về nguyên điểm, phá. Vậy dị ma thong thả, huy động cốt trượng, quy luật lực lượng vận chuyển, một vòng rung động vậy ma hy tràn ngập ra, vặn vẹo không gian. Cái này cổ quy luật lực lượng, không thuộc về chủ thế giới, thậm chí không thuộc về chư thiên bất kỳ một người nào thế giới, là tới từ đã sớm hủy diệt, đã sớm bị năm tháng bụi bẩm chìm ngập nguyên sơ thế giới. Đó là nguyên sơ thế giới quy luật lực lượng. Cái này cổ quy luật lực lượng, tựa hồ mang theo nghịch chuyển thời gian thần uy, có thể để cho hết thảy trở về đến nguyên điểm. Mới vừa ăn cuồng bạo đan dược thanh phù trần, gặp phải cái này cổ nguyên sơ phép tắc đánh vào, dược liệu lại có thể ngay tức thì mất, hắn cả người trở lại không uống thuốc trước trạng thái. Nguyên bản nhanh mạnh bùng nổ một trường, cũng thay đổi được mềm nhũn không có khí lực, đánh vào dị ma thân trên, cũng không có để cho dị ma bị tổn thương chút nào. À! Thanh phù trần một tiếng hét thảm, nơi tay trưởng chạm đến dị ma khu thể đồng thời, hắn được từng cái rắn độc vậy ma khí quấn quanh, bàn tay cùng cánh tay, nhất thời đổi được đen nhánh tím xanh, thật giống như dính vào kịch độc, đau nhức bứt rứt, hắn che tay hoảng hốt lui về phía sau, trực tiếp ngã nhào trên đất. Dị ma nhãn thần lạnh lùng, cũng không có lại để ý thanh phù trần, mà là từng bước một hướng tân tinh nhã đi tới. Tân tinh nhã thấy dị ma ép tới gần. Ánh mắt đã tràn đầy tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Diệp Thần. Nhưng, nàng cũng không thể nhìn thấy Diệp Thần bóng người. Bởi vì lúc này giờ phút này, một vòng to lớn mặt trời, ở Diệp Thần sau lưng nổi lên. Nóng rực, chói mắt, mênh mông mặt trời gay gắt chói lọi, đem Diệp Thần bóng người, vậy hoàn toàn chìm ngập. Liệt nhật mệnh tinh, mở. Giờ khắc này, Diệp Thần mở ra liệt nhật mệnh tinh. Hừng hực mặt trời gay gắt chói lọi. Ngay tức thì từ trên trời hạ xuống, bày khắp toàn bộ địa cung. Ở huy hoàng, nhức mắt, nóng bỏng ánh mặt trời chiếu xuống, vậy dị ma tại chỗ hét thảm lên, ra tí tách vang dội, thật giống như bị nước sôi nấu, trên mình ma khí không ngừng bốc hơi. Phô tán trên đất vô số điều tóc, trong hư không quanh quẩn vô số âm hồn, ở Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh chiếu dọi xuống, cũng là nhanh chóng tán loạn đi, hoàn toàn không ngăn được mặt trời gay gắt huy hoàng chiếu sáng. Tân tinh nhã. Thanh phù trần các người, hoàn toàn ngây dại. Bọn họ dần dần ở mặt trời gay gắt chói lọi bên trong, thấy được Diệp Thần bóng người, là như vậy to lớn, phảng phất là trong truyền thuyết xưa nhất thần mặt trời vậy. À, luân hồi chi chủ, ngươi là luân hồi chi chủ. Tinh không bờ bên kia lớn nhất ung thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vậy dị ma phát ra kinh hoàng, chấn nộ tiếng kêu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ở mặt trời gay gắt huy hoàng chiếu dọi xuống. Hắn thân thể không ngừng vặn vẹo, ma khí không ngừng bốc hơi, rơi vào cực đoan thống khổ bên trong. Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh, đối phó cái loại này hắc ám tà ác tồn tại, khắc chế hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Dựa vào liệt nhật mệnh tinh, liền thanh phù trần đều khó chống lại dị ma, ở Diệp Thần dưới quyền, chỉ có vùng vẫy gào thảm kết quả. Đại hoang trần diệt chỉ. Diệp Thần thừa dịp vậy dị ma khí tức suy kiệt để gặp, ra lại chỉ một cái. Mạnh mẽ chỉ lực xuyên qua đi ra ngoài, phốc đích một tiếng, liền đem vậy dị ma khu thể xuyên thủng. Dị ma há mồm trào máu, thân thể đổ bay rơi xuống đến trên tế đàn, đem tế đàn cũng đập mặc, hiển hiện ra phía dưới chôn rất nhiều thi hài cùng xương, nhìn thấy mà đau lòng, khủng bố dị thường. Lúc đầu hơn năm qua, bước vào biển cát tu sĩ, có rất nhiều đều bị đầu này dị ma giết chết, trở thành cung phụng sử thần tế phẩm. Diệp Thần đánh tan dị ma, hạ xuống. Đi tới tân tinh nhã bên người,
đem nàng đỡ ngồi dậy, nhẹ nhàng sờ sờ mặt nàng gò má, nói, không có sao chứ. Tân Tinh Nhã lại là kích động, vừa cảm động, xít sao ôm Diệp Thần cổ, ôm thật chặt hắn, nói, Diệp Thần, đa tạ ngươi. Nếu như không phải là Diệp Thần xuất thủ, nàng rất có thể liền chết. Diệp Thần cảm nhận được Tân Tinh Nhã ngọn lửa kia vậy vóc người, mang tới mãnh liệt đánh vào, tâm thần không khỏi được hơi rung động. Thật ra thì lấy hắn đạo tâm, cái này thế gian, đã không có gì cô gái, có thể quá hấp dẫn đến hắn. Nhưng, Tân Tinh Nhã, lại tựa hồ như là một cái ngoại lệ. Bởi vì, nàng chính là Mỹ Thần. Giờ phút này cùng Tân Tinh Nhã ôm chung một chỗ, hắn đúng là cảm thấy có điểm tâm động, hơn nữa còn là đặc biệt tinh khiết động tâm, không mang theo chút nào dục vọng. Thanh Phù Trần thấy hai người ôm nhau, lại là tức giận, lại là đố kỵ, cặp mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Luân hồi chi chủ. Lúc này, trên tế đàn, mới vừa bị thương nặng dị ma, chậm rãi bỏ dậy, ánh mắt mang theo không cam lòng cùng cừu hận, nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại nhìn xem Tân Tinh Nhã. Còn có ngươi, Mỹ Thần. Thôi, ngày hôm nay hiến tế ta tánh mạng, ta cũng muốn các ngươi chết. Chủ thần à, xin hàng hạ ngươi lực lượng, để cho hỗn loạn cùng vặn vẹo, tà ác cùng hắc ám, cọ rửa mảnh thiên địa này đi. Ca ngợi kinh tởm. Dị ma phát ra lanh lảnh ngâm sướng, rung động chư thiên càn khôn. Hắn thân thể, một tiếng nổ, mãnh liệt bốc cháy, vô số hắc ám dơ bẩn mủ cùng máu, không ngừng dòng nước chảy ra, bơm vào đến nước ra trong tế đàn. Vù vù. Tế đàn chấn động đứng lên, một cổ ma khí phóng lên cao. Ung ung. Trên 9 tầng trời, mây đen trào đắng, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại, được triệu hoán xuống. Một đạo to lớn, lơ lửng. Mơ hồ, như âm hồn ma thần vậy bóng người, xuất hiện ở bầu trời bên trong. Đạo thân ảnh này, lộ ra uy áp thiên đế bàng bạc hơi thở, không biết là cái gì thần linh, vô cùng kinh tởm dữ tợn, trên người đóng đầy con giòi, rắn độc, tất cả loại dơ bẩn đồ xấu xí, từng giọt mủ cùng thi nước, còn có ác đồ thúi nhỏ giọt xuống, hóa thành cổ quái bốc mùi hắc mưa. Những thứ này hắc mưa bay xuống, cát tim trên đảo tất cả thực vật, rất nhiều dược liệu, ở trong nháy mắt toàn bộ khô héo hết. Mặt đất thổ nhưỡng vậy trở thành hôi thối như hầm phân vậy tồn tại. Cát tim đảo bên ngoài biển cát, gặp phải những thứ này hắc mưa tưới, rất nhanh biến thành chân chính biển, mỗi một giọt nước biển cũng thấm ra thế gian nhất là đục ngầu, nhất là hôi thối hơi thở, có rất nhiều hơn vạn vẹo quái đản ma vật nổi lên sản sinh ra tới. Diệp Thần ngơ ngác nhìn trên trời xuất hiện bóng người, đó chính là truyền thuyết Sửu Thần. Hắn chân chính gặp được Sửu Thần hình dáng, không phải trên vách tường bích họa. Không phải trên tấm đá đổ đằng, là chân chánh Sửu Thần, thân thể là như vậy vặn vẹo, hơi thở là như vậy hôi thối, gương mặt dữ tợn, ngũ quan nghiêng ngã, không được cân đối, thật dài đầu lưỡi rủ xuống trước, ánh mắt không ở trên mặt, nhưng lớn lên ở trong cổ họng. Ói! Diệp Thần tại chỗ liền ói phun ra ngoài, đạo tâm bị cực kỳ mãnh liệt đánh vào. Hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, thế gian lại có thể sẽ có xấu như vậy lậu tồn tại. Đây chính là Sửu Thần. Hội tụ cái này thế gian, tất cả kinh tởm, dữ tợn, dơ bẩn, hôi thối. Tân Tinh Nhã gương mặt trắng bệch, nàng thấy Sửu Thần hạ xuống, đầu ông ông tắc hưởng, thật giống như có cái gì nhớ lại bị kêu gọi. Nàng cảm giác được, mình trước kia, tựa hồ thật gặp qua Sửu Thần, hơn nữa quen biết hồi lâu. Cho nên, coi như Sửu Thần dữ tợn, nàng vậy thấy có lạ hay không, có thể chịu được Sửu Thần khí tượng đánh vào. Còn như Thanh Phù Trần, ở thấy Sửu Thần phủ xuống ngay tức thì, hắn tinh thần đã tan vỡ, kêu to, hai tay bắt sát mình gương mặt, tìm kiếm ra từng đạo vết máu. Còn như dưới tay hắn đệ tử, còn có vậy hai vị tân gia chấp sự, khi nhìn đến Sửu Thần ngay tức thì, bọn họ tinh thần liền nổ, đầu không cách nào chịu đựng Sửu Thần uy áp đánh vào, óc nổ lên, óc phun ra, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Dựa vào ư, Aspen là ư. Bầu trời bên trong, Sửu Thần ánh mắt nhìn xuống, thấy được Diệp Thần và Mỹ Thần, trong miệng phát ra cổ sơ trầm hậu, tối tăm vô hình âm tiết. Đó không phải là thuộc về cái thế giới này lời nói, lộ vẻ được đặc biệt thâm trầm thê lương. Rồi sau đó, Sửu Thần bàn tay đưa ra, đó là vô cùng dữ tợn, vô cùng vặn vẹo, dính liền vô số ma khí cùng xấu xí ác chọc hơi thở bàn tay. Hắn nhẹ nhàng bóp một cái pháp quyết, một đoàn bóng tối ma khí. Liền đi đôi với đẩy trời hắc mưa lăn xuống đi, xung nhét toàn bộ địa cung. Diệp Thần, Tân Tinh Nhã, Thanh Phù Trần ba người,
đều bị nồng đậm ma khí khỏa quấn lấy. À à à! Thanh phù trần kêu thê lương thảm thiết đứng lên, ở ma khí ăn mòn, từng cái thời gian tuyến bạo diệt. Diệp thần ôm trước tân tinh nhã, ở ma khí đánh tới ngay tức thì, cũng cảm nhận được nghẹt thở. Hắn liệt nhật mệnh tinh, ở sử thần hạ xuống sau đó, đã sớm mở đi. Hơn nữa coi như là liệt nhật mệnh tinh, cũng không cách nào ngăn cản sử thần ma khí tập sát. Sử thần uy năng, quá kinh khủng, vậy động trời ma khí, đủ để nghiền diệt thiên đế chủ thần. Diệp thần chỉ có vô lượng cảnh tu vi, mà tân tinh nhã, cũng chỉ là hạ vị thần, hai người đối mặt sử thần ma khí tập sát, căn bản không cách nào ngăn cản. Tân tinh nhã luống cuống, sử dụng một đạo bùa hộ mạng, còn có 7-8 kiện hộ thân pháp bảo, tạo thành một cái lồng bảo hộ, chống cự ma khí đánh vào. Nàng tất cả lá bài tẩy, đều lấy ra. Thiên bia, bảo vệ. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, cũng vội vàng cho gọi ra thiên bia, chống lên một cái vòng bảo vệ, ngăn cản sử thần ma khí đánh vào. Sử thần cao cứ ở trên trời, ánh mắt lãnh đạm, yên lặng nhìn chăm chú Diệp thần và tân tinh nhã, tựa như đang nhìn hai đầu sắp chết dãy giụa dê con. Diệp thần biết sử thần lợi hại, muốn triệu hoán nhâm phi phàm và Phật tổ hạ xuống tương trợ, nhưng phát hiện mình ý chí, lại thì không cách nào truyền ra. Ở sử thần dưới áp chế, hắn toái tâm linh, thanh âm vậy không truyền ra đi. Suy suy suy, mênh mông vô lượng sử thần ma khí, không ngừng đánh thẳng vào Diệp thần và tân tinh nhã bảo vệ che chở. Vậy bảo vòng bảo vệ lực lượng, đang không ngừng đổi được yếu kém. Diệp thần ánh mắt bộ dạng sợ hãi, biết một khi bảo vệ che chở biến mất, hắn và tân tinh nhã, sẽ bị kinh khủng kia sử thần ma khí, ăn mòn thành một đống xương khô. Diệp thần khẽ cắn răng, đem thiên bia lực lượng, thúc giục đến mức tận cùng, liều chết ngăn cản. Nhưng, lấy hắn thực lực trước mắt, muốn chống lại sử thần, rõ ràng có chút nói vớ vẩn. Coi như là dựa vào thiên bia, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Diệp thần, chúng ta muốn chết phải không? Tân tinh nhã ánh mắt, từ khủng hoảng đổi được tuyệt vọng, lại từ tuyệt vọng đổi được có chút bình tĩnh lại, khóe miệng mang cười khổ, nhìn về Diệp thần, nhẹ nhàng nắm hắn tay. Diệp thần sắc mặt âm trầm, không nói gì, tự nhiên không muốn chết ở chỗ này, nói, không, chúng ta sẽ không chết. Ở tuyệt cảnh bên trong, Diệp thần nhớ lại Mạc Kim Lão Tổ nói. Lại xuất phát trước, Mạc Thể Kim Lão Tổ nói qua. Nếu như đụng phải cái gì khó giải quyết nguy hiểm, có thể mở ra mộ cung túi gấm. Cái này mộ cung túi gấm, Diệp thần còn dư lại hai cái. Hiện tại chính là nguy hiểm nhất giây phút, ở một bên cách đó không xa Thanh Phù Trần, ở sử thần ma khí dưới sự xung kích, đã ngã xuống. Sợ rằng không bao lâu, Diệp thần và tân tinh nhã, cũng phải rót hạ, thậm chí bị ma khí ăn mòn thành xương khô. Nguy cấp bên trong, Diệp thần liền cầm ra một cái túi gấm, đem mở ra. Trong cẩm nang mặt, lại có một tờ giấy, trên đó viết bốn chữ triệu hoán mỹ thần. Triệu hoán mỹ thần. Diệp thần sửng sốt một tí, cả người giật mình một cái, hình như là linh nghe được cái gì trời cao chỉ thị, trong nháy mắt phúc tới tâm linh, liền giang hai cánh tay, lớn tiếng ngâm sướng nói. Mỹ thần à, xin hàng hạ ngươi thương hại. Ung ung. Theo Diệp thần tiếng ngâm sướng rơi xuống, chín tầng trời trên hư không, thủy quang nhô lên, linh khí khoáng đạt, cuồn cuộn thần hy tách thả ra, ba hoa trích chòe, địa dũng kim liên, rất nhiều kinh tởm ma khí, rối rít tiêu tán, bị thơm mát ôn nhu, yên tĩnh nhã dịu dàng mùi thơm tràn đầy. Một cái xinh đẹp thần linh, từ trong hư không hạ xuống xuống, mặt nàng cho là như vậy tuyệt đẹp, vóc người tỷ lệ là như vậy vừa đúng lúc. Giống như pho tượng vậy, da thịt trắng noãn tràn đầy thần thánh chói lọi, cả người trên dưới thấm ra thánh mẫu vậy từ bi hơi thở, trong tròng mắt thần sắc, cũng là như vậy hiền hòa, ôn hòa, có một cổ thần yêu người đời thương hại ý, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy tâm thần yên lặng, muốn phải quỳ xuống quy theo. Cái này xinh đẹp thần linh, chính là Mỹ thần. Mỹ thần dung mạo mặt ngoài, cùng tân tinh nhã là giống nhau như đúc, chỉ là hơi thở cường đại hơn rất nhiều. Tân tinh nhã ngơ ngác nhìn Mỹ thần, giống như thấy được một cái khác mình. Mỹ thần, ngươi là, một cái khác ta. Tân tinh nhã suy nghĩ xuất thần, nàng cảm nhận được Mỹ thần huyết mạch hơi thở, và nàng lại là tương thông. Nàng và Mỹ thần, không chỉ là tương tự như thế đơn giản, thật là giống như là một khối, chỉ là bị chia nhỏ thành hai bộ phận. Nàng chính là Mỹ thần chính là nàng. Mỹ thần ánh mắt hiền hòa, cũng không nói lời nào.
chỉ là ngưng xem nhìn về Sửu thần. Sửu thần thấy Mỹ thần hạ xuống, hoàn toàn động dung, thanh âm vô cùng thê lương, lại là rung động nói, Mỹ thần, ngươi. Ngươi từ thiên đường thế giới trở về. Mỹ thần yên lặng, không nói một lời, bàn tay toát ra ánh sáng nhu hòa, một trường hướng Sửu thần vỗ tới, trường phong kích động, thần hy vạn nặng. Sửu thần sắc mặt trầm xuống, cũng là một trường giết ra. Hai tay giao kích, như vậy thế gian nhất cực đoan hai cổ lực lượng, va chạm nhau tới một chỗ. Tầng tầng thần hy hà thải, cuồn cuộn ma khí đợt sóng, kinh thiên va chạm bùng nổ, ở trong hư không nổ lên kịch liệt vòng xoáy. Oanh! Bầu trời sụp đổ, mặt đất cũng ở đây sụp đổ. Diệp thần và tân tinh nhã triển khai vòng bảo vệ, ở trong nháy mắt liền bị đánh vỡ, to lớn lực lượng, đánh vào đến bọn họ trên mình, hai người tại chỗ liền hộc máu. Thật may, Mỹ thần và Sửu thần kịch liệt va chạm, truyền tới bọn họ trên mình lúc đó, lực lượng đã suy giảm liền rất nhiều. Diệp thần mượn thiên ma cổ bảo và thiên bia phòng ngự, miễn cưỡng vậy cản lại, tuy nói bị thương không nhẹ, nhưng chí ít còn có thể chịu đựng. Trên bầu trời ma khí, dần dần tản đi. Mới vừa vẫn là vô cùng dữ tợn, bá đạo vô cùng Sửu thần, thân thể rất nhanh vặn vẹo tán loạn. Hiển nhiên, Sửu thần lực lượng, vẫn là không cách nào cùng Mỹ thần so sánh, giao thủ một trường, đã bị đánh được tan rã bể. Rất nhanh, tất cả ma khí, cũng tiêu tán được sạch sẽ. Bầu trời bên trong, chỉ có Mỹ thần bóng người, là như vậy vĩ đại, huy hoàng, đoan trang, đẹp, yêu nhã, từ bi. Mỹ thần, Diệp thần và tân tinh nhã, nhìn Mỹ thần bóng người, đồng thời mở miệng nhẹ nhàng gọi. Mỹ thần không nói, vẫn là không nói gì. Chỉ là yên lặng nhìn hai người một mắt, rồi sau đó, thân thể của nàng, liền dần dần không nhìn thấy ở đám mây, phảng phất từ tới không có xuất hiện qua. Ánh mặt trời ấm áp, từ trên trời rơi xuống, và gió hiu hiu, mười phần nhẹ nhàng khoan khoái. Toàn bộ các tim đảo, đã trở thành phế tích, mới vừa Mỹ thần và Sửu thần giao thủ, trực tiếp đem mảnh thiên địa này, cũng đánh được sụp đổ. Diệp thần liền thấy, ở phế tích trên vùng đất, có từng cục tinh thạch lật lộ chảy xuống. Những tinh thạch này, phơi bày màu đen, bên trong ẩn nhiên hiện lên thanh mang, thấm ra một cổ thái sơ nguyên thủy hơi thở, tựa như không phải cái thế giới này tạo vật, mà là tới từ nguyên sơ thế giới. Diệp thần và tân tinh nhã nhìn nhau một mắt, hai người cũng mơ hồ đoán được cái gì. Tân tinh nhã nói, thật ra thì ta tìm được vậy dĩ ma thời điểm, ta liền suy tính đến, Sửu thần không phải cái thế giới này thần linh, hắn đến từ nguyên sơ thế giới. Hiện tại gặp lại Mỹ thần, ta cũng có thể xác định, bọn họ đều không phải là chủ thế giới thần, bọn họ đến từ đã hủy diệt nguyên sơ thế giới. Nguyên sơ thế giới sao? Diệp thần ánh mắt hơi chăm chú, nguyên sơ thế giới, đây chính là một cái đặc biệt thế giới thần bí, là đệ nhất cỏ thần cố hương. Nghe nói nguyên sơ thế giới lúc mới bắt đầu nhất, là một phiến màu xám cho hỗn độn, chỉ có một bụi thanh liên tồn tại. Sau đó, vậy một bụi thanh liên, tạo ra hỗn độn. Tạo ra trời, tạo hóa ra một cái thế giới, chính là nguyên sơ thế giới. Vậy thanh liên, chính là trong truyền thuyết sáng thế thanh liên, là diệp thần thanh liên đúc thánh pháp linh cảm ngọn nguồn. Ta đoán, muốn sống lại ta lời của mẹ, có thể cần vận dụng nguyên sơ thế giới quy luật. Tân tinh nhã nói. Diệp thần cau mày nói, nguyên sơ thế giới quy luật sao? Cái này sợ rằng cũng không đơn giản. Tân tinh nhã thở dài nói, đúng vậy. Cái phương hướng này không thể thực hiện được, trong thời gian ngắn, ta muốn sống lại mẫu thân ta, có thể vẫn là phải dựa vào trời đan tháp đặc thù đan dược, kêu cửu chuyển hoàn mệnh đan, là một loại vô cùng lợi hại cấm đan, có thể không điều kiện sống lại thiên đế chủ thần trở xuống người. Kim đan thế gia nói, chỉ cần ta chịu gả cho thanh phù trần, bọn họ liền nguyện ý đem cửu chuyển hoàn mệnh đan cho ta. Diệp thần cười nói, vậy ngươi phải gả sao? Tân tinh nhã liếc hắn một mắt. Nói cái gì vậy, làm sao có thể? Nàng chỉ cách đó không xa, nơi đó có trước một chồng xương trắng, là đã chết thanh phù trần. Mới vừa Sửu thần ma khí mãnh liệt, trực tiếp đem thanh phù trần ăn mòn thành một chồng xương trắng. Sửu thần uy năng, đích xác là khủng bố, thanh phù trần nhưng mà thần đạo cảnh đỉnh cấp cường giả, hơn nữa lại có đủ loại lá bài tẩy hộ thân, nhưng vẫn là hóa thành xương khô. Thanh phù trần đã chết, ta nghĩ. Viên kia cửu chuyển hoàn mệnh đan, nhà bọn họ là không thể nào cho của ta, khẳng định sẽ cầm tới sống lại hắn. Diệp thần nói, vậy ngươi có cái gì dự định?
Nguyên sơ thế giới quy luật, khó mà nắm giữ, thanh phù trần nhà đặc thù đan dược, Tân Tinh Nhã lại không lấy được tay, Diệp Thần thật là tò mò, nàng bước kế tiếp định làm như thế nào. Tân Tinh Nhã nói, ta muốn đi Thiên Đan Tháp, thì đậu đan sư chứng nhận. Chỉ cần ta thông qua Thiên Đan Tháp chứng nhận, ta liền có thể tiến vào Thiên Đan Tháp tàng thư các, nơi đó có cửu chuyển hoàn mệnh đan đan phương. Chỉ cần ta biết cửu chuyển hoàn mệnh đan phương pháp luyện chế, ta liền có thể mình cầm đan dược luyện ra, không cần dựa vào thanh phù trần gia tộc bọn họ. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, ngày này đan tháp, không phải là thanh phù gia tộc địa bàn sao? Tân Tinh Nhã lắc đầu một cái, nói, không phải vậy, Thiên Đan Tháp tương tự với một cái liên minh, do rất nhiều đan sư thế lực tạo thành, thanh phù trần chỗ ở Kim Đan Thế Gia, trước mắt thế lực lớn nhất, cha hắn chính là tháp chủ, quyền cao chức trọng. Nhưng, bọn họ Kim Đan Thế Gia, còn không làm được một tay che trời. Ở trên trời đan tháp bên trong, còn có rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu thế lực, không phải thanh phù gia hoàn đều nói hết coi là. Chỉ cần là thiên phú thực lực đầy đủ đan sư, thông qua khảo hạch sau đó, đều có thể gia nhập Thiên Đan Tháp, đạt được đủ loại chỗ tốt. Thà dựa vào thanh phù gia, vậy ta ngược lại không như mình gia nhập Thiên Đan Tháp, bắt được cửu chuyển hoàn mệnh đan đan phương, mình luyện đan sống lại mẫu thân ta coi là. Diệp Thần cười nói, lúc đầu ngươi còn biết luyện đan. Tân Tinh Nhã nhẹ nhàng cau mày, thanh âm mang điểm cổ quái, nói thật ra thì, ta trước kia sẽ không, nhưng rất kỳ quái, mới vừa Mỹ Thần hạ xuống sau đó, ta trong sâu thẳm, thật giống như nhiều hơn rất nhiều trí nhớ. Những ký ức này, thật giống như thuộc về ta, thật giống như lại không thuộc về ta, tóm lại rất kỳ quái. Ta hoài nghi đây là Mỹ Thần trí nhớ, nhưng lại đầu ánh đến trên người ta. Những ký ức này bên trong, có rất nhiều cao siêu thuật luyện đan pháp. Cho nên, hiện tại ta cũng biết luyện đan, mặc dù không bằng ngươi, nhưng muốn thông qua Thiên Đan Tháp khảo hạch, hẳn không biết quá khó khăn. Diệp Thần ngẩn người, Tân Tinh Nhã và Mỹ Thần tới giữa, rốt cuộc tồn tại như thế nào nhân quả? Mỹ Thần trí nhớ, có thể đầu ánh đến Tân Tinh Nhã trên mình, để cho nàng vô căn cứ thu được rất nhiều thần thông tạo hóa. Tân Tinh Nhã nắm Diệp Thần tay, ngắm nhìn hắn ánh mắt, ôn nhu nói, Diệp Thần, ngươi có thể cùng ta đi Thiên Đan Tháp sao? Vậy cuối cùng là thanh phù gia lãnh địa, ta một người đi, vẫn có chút sợ. Nàng cũng không có che giấu mình nội tâm lo âu, muốn nàng một người đi Thiên Đan Tháp, nàng vẫn có chút không dám. Diệp Thần nói, muốn ta cùng ngươi sao? Tân Tinh Nhã nhẹ nhàng ngừ, một tiếng, càng nắm thật chặt Diệp Thần tay. Chúng ta về trước Cát Thành rồi hãy nói. Diệp Thần cười một tí, cũng không có lập tức nói đáp ứng, hắn còn muốn suy tính một tí Cát Hung Họa Phúc. Ngày hôm nay thanh phù trần chết ở chỗ này, hắn nếu là đi Thiên Đan Tháp, sợ rằng Thiên Đan Tháp bên kia, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như hắn thật phải bồi Tân Tinh Nhã đi qua, cũng cần trước thời hạn làm xong phòng bị, lấy sách vạn toàn. Được rồi. Tân Tinh Nhã không biết làm sao, cũng chỉ có thể cùng Diệp Thần quyết định. Diệp Thần thu hồi Mạc Kim Lão Tổ nguyên sơ cổ kiếm sắt, lại đem toàn bộ Cát Tim Đảo, tất cả nguyên sơ tinh thạch, toàn bộ lấy đi. Còn có chút không có chết khô dược thảo, vậy cùng nhau cầm đi. Những cái kia nguyên sơ tinh thạch, là khá là đặc thù quáng vật, nếu như nóng chảy hết, đem bên trong linh khí thả ra ngoài, có thể tưới hắc văn thạch đản, tiến một bước ấp trứng cấm yêu. Cát Tim trên đảo quáng vật tài nguyên, dược thảo tài nguyên, năng lượng ngọn nguồn đều là nguyên sơ cổ kiếm sắt. Thanh kiếm này, linh khí đặc biệt dư thừa, hơn nữa mang theo cường đại nguyên sơ quy luật. Những thứ này nguyên sơ quy luật tràn ngập ra, bao trùm Cát Tim đảo, cùng thiên địa linh khí hòa vào nhau, liền hình thành đặc thù quáng vật cùng dược thảo, đều là chủ thế giới không thể có nhiều tài nguyên. Có thể nói, Mạc Kim Lão Tổ kiếm, có tạo hóa thiên địa vĩ đại thần lực. Diệp Thần liền dẫn kiếm, còn có rất nhiều tài nguyên, cùng Tân Tinh Nhã cùng nhau rời đi biển cát, trở lại Cát Thành bên trong. Cát trong thành có tụ bảo thương hội chi nhánh, Tân Tinh Nhã về trước chi nhánh. Ước định và Diệp Thần ngày mai gặp lại. Diệp Thần mang nguyên sơ cổ kiếm sắt, thẳng đi mộ cung cứ điểm. Lúc đó ngày càng ngã về tây, ánh nắng chiều chiếu vào mộ cung bên trên, làm cho cả mộ cung, càng lộ vẻ được âm u đáng sợ. Diệp Thần mang kiếm, đi tới mộ cung chỗ sâu, chủ trong ngôi mộ. Trong ngôi mộ, ngồi hai người, một cái là Mạc Kim Lão Tổ, một cái khác nhưng là Phật Tổ Sư Đệ, Đoạn Mi Lão Tổ. Hai người đang uống rượu. Đều có hơi say men say. Tiền bối, ta trở về.
Diệp Thần trước hướng Mạc Kim lão tổ chắp tay, lại cau mày nhìn Đoạn Mi lão tổ, nói, Đoạn Mi lão tổ, người cũng ở nơi đây. Đoạn Mi lão tổ cười một tí, cầm rượu lên hồ lô, cho Diệp Thần rót một chén rượu, nói, uống một chén. Dùng đại lộ làm ngâm đi ra ngoài rượu, thanh rất thoải mái đâu, ha ha ha. Lần trước Diệp Thần từ trong tay hắn, lấy được rồi long tổ nước mắt, giá phải trả là dùng đại lộ làm trao đổi. Cái này Đoạn Mi lão tổ, thật vẫn cầm đại lộ làm tới pha rượu. Mạc Kim lão tổ tặc hề hề cười một tiếng, giơ chén uống một hớp, nhìn về phía Diệp Thần, gặp Diệp Thần cầm trong tay một thanh kiếm, chính là hắn năm đó binh khí, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, mở cờ trong bụng, kích động nói. Diệp Thần, người thật cầm ta kiếm lấy về lại. Diệp Thần nói, may mắn không làm nhục mệnh, chắp tay đem kiếm trả lại cho Mạc Kim lão tổ. Mạc Kim lão tổ mừng rỡ nhận lấy, vô cùng vui vẻ, nói, rất tốt, có thanh kiếm này, ta sẽ không sợ tên nội gián kia ám sát ta. Hắn thanh kiếm này, là năm đó Nguyên Thiên Đế giao cho hắn, uy lực to lớn, có tạo hóa thiên địa, chém ngang tinh không oai, còn có đặc thù nguyên sơ quy luật, hết sức thần bí. Có kiếm này hộ thân, coi như đạo tông tên nội gián kia, muốn ám sát hắn mà nói, hắn cũng có lòng tin phòng ở. Dừng một chút, Mạc Kim lão tổ lại nói, người yên tâm, Diệp Thần, người đại lộ làm, bị Đoạn Mi hòa thượng cầm đi pha rượu, ta có thể cho ngươi cung cấp một cái đầu mối, và vô chủ đại lộ làm có liên quan. Chỉ cần ngươi phá giải cái đầu mối này, có thể có được một khối vô chủ đại lộ làm, như nhau có thể tham gia tranh phong thi đấu. Hi hi, ta đã thấy tương lai, cái này tranh phong thi đấu, ngươi nhất định có thể đoạt cúp. Đảm nhiệm thiên nữ, Chu Võ Hoàng, Thanh Phù Trần, những người đó muốn cùng ngươi cướp đoạt hạng nhất, bọn họ không một ngoại lệ, cũng sẽ bị ngươi giết chết. Diệp Thần trong lòng rét một cái, tương lai tranh phong thi đấu, thiên nữ vậy sẽ tham gia. Nếu như có thể ở tranh phong trên thi đấu, giải quyết hết thiên nữ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Tiền bối, cái này đầu mối là cái gì? Diệp Thần hỏi, hắn hiện tại đang cần đại lộ làm. Khối ngọc bội này, người cầm trước, làm ngươi thấy khối ngọc bội này, từ màu xanh lá cây thay đổi thành màu đen, liền đem nó bóp vỡ, ngươi liền có thể biết vậy vô chủ đại lộ làm đầu mối. Mạc Kim lão tổ móc ra một khối màu xanh ngọc bội, ném cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận, cau mày nói, thần bí như vậy sao? Mạc Kim lão tổ cười hắc hắc, nói ta dẫu sao là đạo tông trưởng lão, dựa theo quy củ, có chút đầu mối, ta là không thể cung cấp cho ngươi, coi như muốn ngoại lệ, vậy phải khiêm tốn một chút. Hụ hụ, tóm lại, ngươi hiểu. Diệp Thần cười khổ một tí, cũng đại khái rõ ràng, nói, ta biết. Mạc Kim lão tổ gật đầu một cái, ánh mắt nhưng đổi được lạnh lùng xuống. Nói thật ra thì đạo tông bên trong tên nội gián kia, ta và Đoạn Mi hòa thượng mới vừa cùng nhau suy tính, đại khái tra được một chút mặt mũi. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, nội gián là ai? Mạc Kim lão tổ và Đoạn Mi lão tổ nhìn nhau một mắt, hai người gật đầu. Vậy nội gián, rất có thể là trưởng lão đoàn bên trong huyết đao tà tổ, là bát tổ một trong. Nhưng, chân tướng như thế nào, ta không xác thực định. Mạc Kim lão tổ trù trừ nói. Đoạn Mi lão tổ hung hăng uống một hớp rượu, thần sắc có chút âm ngoan, nói, còn có cái gì tốt hoài nghi, tên nội gián kia, chính là huyết đao tà tổ, ta suy tính, không có sai. Hi hi, cái này huyết đao tà tổ, nhưng mà thiên đao gia tộc gia chủ, đao thiên đế hàn thần cơ đệ đệ ruột. Năm đó hai bọn họ huynh đệ, một cái tu luyện nguyên đao nghĩa sâu xa, một cái tu luyện tà đao nghĩa sâu xa, tranh đoạt đao thiên đế danh tiếng. Cuối cùng là hàn thần cơ thắng, bước lên vô cùng trở thành đao thiên đế. Ta không biết đại chủ tể là nghĩ như thế nào, cái này huyết đao tà tổ, vừa thấy liền tâm thuật bất chánh, đại chủ tể lại có thể mời hắn giữa đường tông trưởng lão, thậm chí trở thành chí cao bát tổ một trong. Chẳng lẽ đại chủ tể, đã sớm biết hắn là hồn thiên đế tín đồ, muốn dựa vào hắn cầm hồn thiên đế đưa ra? Mạc Kim lão tổ nói, đại chủ tể tâm tư, ta không dám tính toán. Nhưng huyết đao tà tổ người này, đao pháp âm ngoan cay độc, bá đạo dị thường, nếu là hắn thật là nội gián, muốn giết ta, ta có thể rất phiền toái. Vừa nói, Mạc Kim lão tổ một bên nhẹ nhàng vuốt ve nguyên sơ cổ kiếm sắt, lần nữa hướng Diệp Thần nói cảm ơn, Diệp Thần, lần này thật đúng là cảm ơn ngươi, có thanh kiếm này, ta ít nhất có tự vệ thực lực. Bất quá, tên nội gián kia, rốt cuộc có phải hay không huyết đao tà tổ,
ta vẫn không thể hoàn toàn xác định. Diệp thần, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến Trảm Linh thời không, đó là huyết đao tà tổ lãnh địa. Ngươi chỉ cần có thể bước vào vậy phiến lãnh địa, tiếp xúc tới chỗ đó thiên địa linh khí, ta liền có thể lấy được càng nhiều hơn đầu mối, suy tính ra cuối cùng chân tướng. Diệp thần cau mày nói, muốn ta đi huyết đao tà tổ lãnh địa. Mạc Kim lão tổ nói, đúng vậy, cùng sau khi chuyện thành công, ta có thể mang ngươi đi gặp Quang Thần Thiên Tôn hậu duệ. Quang Thần Thiên Tôn năm đó kiệt tác, quang minh chi tâm, ngay tại trên mình ngươi chứ. Ta có thể cảm nhận được quang minh chi tâm hơi thở. Bất quá, vậy quang minh chi tâm, chỉ là bán thành phẩm, hiệu quả có hạn. Ta thấy ngươi tương lai ngươi, sẽ bị vô vô thời ý không hắc ám chiếm đoạt, chỉ có quang minh chi tâm, có thể cứu vãn ngươi. Ta biết có một chi quang thần hậu duệ, bọn họ nắm giữ quang minh chi tâm chế tạo bản vẽ, ngươi bắt được bản vẽ sau đó, liền có cơ hội cầm quang minh chi tâm chế tạo nguyên vẹn, từ đó đối kháng hắc ám. Mạc Kim lão tổ năm đó là nguyên thiên đế người bên dưới, quang thần thiên tôn cũng là nguyên thiên đế người làm, cho nên hai người là biết, hơn nữa cảm tình không tệ. Quang thần thiên tôn hậu duệ, Mạc Kim lão tổ cũng sẽ cho dư chiếu cố, gìn giữ quang thần đạo thống khí vận. Diệp thần trong lòng động một cái, ở biển cắt thời điểm, võ tổ liền cùng hắn nói qua, hắn tương lai sẽ biến mất, sẽ bị vô vô thời ý không hắc ám chiếm đoạt. Vũ hoàng cổ đế giết không chết hắn, thiên nữ cũng giết không chết hắn, bởi vì hắn chiến lực mạnh mẽ, khí vận hừng hực, lại có rất nhiều cường giả bảo vệ. Nhưng, vô vô thời ý không sâu nhất tầng, nguyên thủy nhất hắc ám, nhưng là vô cùng kinh khủng lực lượng, vượt qua sức người, vượt qua thần minh, là thời không bổn nguyên năng lượng. Đủ để đem hết thảy chìm ngập chiếm đoạt. Diệp thần tương lai, không phải là bị người giết chết, mà là bị hắc ám cắn nuốt. Đây là võ tổ nói, hiện tại Mạc Kim lão tổ nhờ như vậy nói. Diệp thần tương lai, nhất định phải biến mất. Nhưng, cái này tương lai, còn chưa từng đến, còn có nghịch chuyển có thể. Quang minh chi tâm, chính là phá giết hắc ám, nghịch chuyển vận mạng mấu chốt. Diệp thần tâm tư hoạt lạc. Nếu có thể đem quang minh chi tâm, chế tạo nguyên vẹn, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Huyết đao tà tổ lãnh địa, người khác không thể đi vào sao? Diệp thần thận trọng hỏi. Mạc Kim lão tổ lắc lắc đầu nói, huyết đao tà tổ tính tình cổ quái rất, trừ mình tín đồ bên ngoài, không cho phép người khác tiến vào hắn địa bàn. Người bất kỳ dám can đảm bước vào hắn lãnh địa, đều phải bị hắn xử tử. Người nếu là muốn đi vào, vậy phải hao phí một chút thủ đoạn. Bất quá, người yên tâm, ta đều an bài xong, người đi trước thiên đan tháp một chuyến, có người sẽ mang người đi Trảm Linh thời không? Diệp thần kỳ dị nói, thiên đan tháp, là ai muốn mang ta đi? Mạc Kim lão tổ trầm ngâm nói, ta không thể nói quá nhiều, tuy nói bởi vì có Cát Thành che chở, chúng ta ở chỗ này mật mưu, thiên cơ sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, nhưng nếu là ta nói quá nhiều, vẫn là có bại lộ có thể. Tóm lại, người đi đến thiên đan tháp sau đó. Sẽ có người liên lạc ngươi. Chờ ngươi tiến vào Trảm Linh thời không sau đó, cầm ta lạc bảo kim tiền lấy ra, hấp thu bên kia thiên địa linh khí, ta liền biết cảm ứng được. Chỉ phải có đầy đủ dấu vết, ta có thể suy tính đến sau lưng chân tướng. Ta lạc bảo kim tiền, ở trên tay ngươi chứ? Diệp thần nói, có mặt. Lập tức cầm ra lạc bảo kim tiền. Mạc Kim lão tổ nhìn vậy lạc bảo kim tiền, cười hắc hắc một tí. Nói cái này lạc bảo kim tiền, nhưng thật ra là ta cho các đạo bảo đoàn, kêu bọn họ giúp ta thu liễm một chút tiền tài, hi hi, chỉ bất quá, bọn họ quá phận, lại có thể đi trộm phiếu miểu thương hội đồ. Ngươi cầm bọn họ làm thịt, đây là chuyện tốt, sau này cái này lạc bảo kim tiền, ngươi liền thật tốt cầm, đây có thể là đồ tốt, có thể rơi người pháp bảo binh khí. Ta là không cần, cho ngươi dùng thích hợp nhất. Mạc Kim lão tổ đã là thiên đế chủ thần. Cái này lạc bảo kim tiền đối hắn mà nói, không tác dụng gì. Bởi vì hắn phải đối mặt người, cũng là thiên đế cấp cường giả. Loại cấp bậc này cường giả, binh khí pháp bảo chỉ là ngoại vật, chân chính lợi hại, là tự thân bổn nguyên thiên đế khí. Cho nên, lạc bảo kim tiền pháp bảo này, ở thiên đế cấp chiến đấu bên trong, tác dụng có thể không đáng kể. Nhưng Diệp thần chỉ là vô lượng cảnh, pháp bảo này đối hắn chỗ dùng vẫn rất lớn. Đa tạ tiền bối tặng bảo. Diệp thần đem lạc bảo kim tiền thu hồi, lại trù trừ nói. Bất quá, đi huyết đao tà tổ lãnh địa, chuyện này không phải chuyện đùa,
ta được cân nhắc một tí, ngày mai sẽ trả lời cho ngươi. Diệp Thần không phải người lỗ mãng, hắn tuy không gặp qua huyết đao tà tổ, nhưng nghe đến đối phương danh hiệu sau đó, liền cảm nhận được cực kỳ hào hùng khí tức uy nghiêm, thiên cơ mênh mông. Huyết đao tà tổ người này, chính là đạo tông bát tổ một trong, đao thiên đế đệ đệ ruột, thực lực không phải chuyện đùa. Hắn và Mạc Kim lão tổ, ở chỗ này mật mưu tính toán, nếu như bị huyết đao tà tổ phát hiện, vậy hắn thì có nguy hiểm tánh mạng. Mạc Kim lão tổ có chút nóng nảy, nói cái này còn có cái gì phải suy tính, ngươi chẳng lẽ không muốn quang minh chi tâm bản vẽ. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, không phải, tóm lại, tiền bối, ngươi để cho ta cân nhắc một đêm nói sau, ta cáo từ trước. Dứt lời, Diệp Thần liền đứng lên nói đừng. Mạc Kim lão tổ hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thần như thế thận trọng, nhưng loại chuyện này, hắn cũng không cách nào cưỡng bách, chỉ có thể chờ Diệp Thần quyết đoán. À, vậy ta chờ ngươi. Nơi này có 500.000 nguyên ngọc, là cho ngươi thù lao. Mạc Kim lão tổ thở dài một cái, ném ra một cái trang bị đầy đủ nguyên ngọc túi đựng đồ. Diệp Thần giúp hắn lấy lại bội kiếm, hắn dĩ nhiên là vô cùng cảm kích, chỗ hứa hẹn thù lao, phân tiền không thiếu. Đa tạ. Diệp Thần cười một tiếng, nhận lấy nguyên ngọc, rồi sau đó xoay người rời đi. Đêm đến, trở lại Mây Xanh Thương Hội chi nhánh, ở trong phòng nghỉ ngơi. Bận rộn một ngày, Diệp Thần cuối cùng là thanh tĩnh lại, thân thể có chút mệt mỏi. Trước đây ở Cát Tim Đảo, Mỹ Thần cùng Sửu Thần giao chiến, hắn bị đánh vào, xảy ra chút nội thương. Lập tức, Diệp Thần cầm ra chút chữa thương đan dược, uống vào, thoáng điều tức. Lần này Cát Tim Đảo chuyến đi, không chỉ hắn bị thương, Huyết Long vậy được không ít đánh vào. Huyết Long, người khá tốt. Diệp Thần hỏi. Khá tốt, chủ nhân, ta không có gì đáng ngại, chỉ là Sửu Thần ma khí đánh vào, quả thực không phải chuyện đùa, ta cần nghỉ ngơi mấy ngày. Phá giải Nguyệt Thần Thiên Đế bản đồ bảo tàng, thời gian có thể phải theo sau một ít. Huyết Long áy náy nói, hiện tại lấy trạng thái của nó, sợ rằng mấy ngày nay, là không có biện pháp phá giải bản đồ bảo tàng. Không sao, ngươi không có sao liền tốt. Diệp Thần nói, chủ nhân, ngươi nếu như có thể, hay là đi Thiên Đan Tháp một chuyến. Ta có thể cảm giác được, Thiên Đan Tháp bên kia, có Nguyệt Thần Thiên Đế lưu lại đan dược, đó là Thiên Đế cấp đan dược. Vô cùng lợi hại. Viên kia thiên đế cấp đan dược, người không cần đạt được, chỉ cần đến gần nó, dính liền đan khí, là có thể để cho ta trạng thái nhanh chóng khôi phục, hơn nữa nhân quả thông suốt, thiên cơ dung hợp, ta có thể nhanh hơn phá giải vậy bản đồ bảo tàng. Huyết Long nói, thiên đế cấp đan dược. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, loại cấp bậc này đan dược, hắn còn chưa từng gặp, không biết sẽ có cường đại dường nào. Cái đó Nguyệt Thần thiên đế. Quả nhiên là lợi hại, liền thiên đế cấp đan dược cũng có thể luyện chế. À, ngày trước đan tháp, ta ngày mai đi liền đi một chuyến. Diệp Thần ngưng thần tĩnh tư, Tân Tinh Nhã muốn hắn đi theo đi Thiên Đan Tháp, mà Kim Lão Tổ cũng gọi hắn đi trước Thiên Đan Tháp, hiện tại Huyết Long cũng nói, Thiên Đan Tháp có Nguyệt Thần Thiên Đế lưu lại nhân quả. Chỗ này, xem ra hắn là không đi không thể. Chủ nhân, vậy, Huyết Đao Tà Tổ lãnh địa, Trảm Linh Thời Không. Người cũng phải đi sao? Huyết Long lại hỏi. Diệp Thần cong ngón tay tính toán, thôi diễn tương lai cát hung, liền cảm giác được Trảm Linh Thời Không bên kia, tồn tại đủ loại cơ duyên, cũng có đủ loại nguy hiểm. Hắn tuét miệng cười một tiếng, nói thôi, đáp ứng Mạc Kim Lão Tổ, đi một chuyến đi. Dù sao, Mạc Kim Lão Tổ và Võ Tổ Sư Tôn đều nói, ta cuối cùng sẽ bị Hắc Ám chiếm đoạt, nói cách khác, đang bị Hắc Ám chiếm đoạt trước. Ta hơn phân nửa là sẽ không chết, vậy còn sợ gì? Ta còn muốn quang minh chi tâm chế tạo bản vẽ đây. Huyết Long nói, chủ nhân, ta cùng ngươi cùng nhau. Diệp Thần gật đầu một cái, nếu làm xong quyết định, vậy thì không nghĩ nhiều nữa. Hắn thận trọng, cầm ra viên kia hắc văn thạch đản, treo trên bầu trời để, ngón tay nhẹ nhàng nặn quyết, thi triển kêu sinh quỷ thuật, trước tiên ở hư không bày ra một tầng trận pháp. Trong trận pháp hắc văn thạch đản, vỏ trứng gần như là trong suốt, phía trên hoa văn như chạm giống, rất là tinh xảo. Trứng đá bên trong, là một cái màu vàng kim đứa bé, đó chính là trong truyền thuyết cấm yêu. Diệp Thần ánh mắt híp lại, đem rất nhiều nguyên sơ tinh thạch, còn có hàng loạt hoàng kim nguyên ngọc, cũng đống đặt ở trên trận pháp, cũng lợi dụng kêu sinh quỷ thuật, đem tất cả tài nguyên toàn bộ nóng chảy hết, hóa thành tinh thuần màu vàng linh dịch,
tưới đến trên vỏ trứng. Đứa nhỏ, đi ra đi. Diệp Thần nhẹ giọng kêu, thanh âm như mang theo ma tính, cũng là kêu sinh quỷ thuật hiệu quả. Ở hắn kêu gọi hạ, vỏ trứng bên trong tiểu cấm yêu, nghẹn ngào một tiếng, mở mắt ra, tỉnh lại. Tiểu cấm yêu vừa tỉnh lại, liền cảm thấy có vô số năng lượng linh khí, hội tụ vào cơ thể, không khỏi được hưng phấn sống tái máy tay chân, bất quá ở vỏ trứng bên trong, hắn hoạt động biên độ rất có hạn. Rắc rắc, ở vô số linh khí bơm vào hạ, cái đó vỏ trứng, cũng là nứt ra một kẽ hở, có màu vàng kim thần mang, từ bên trong dòng nước chảy ra. Thấy vỏ trứng rạn nứt, Diệp Thần trong lòng nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, lại lấy ra rất nhiều hoàng kim nguyên ngọc, coi là tế phẩm cung phụng. Rắc rắc, ở Diệp Thần trước sau, tiêu hao mấy trăm ngàn nguyên ngọc sau đó, vỏ trứng lại có một cái khe hở nứt ra, bên trong tiểu cấm yêu, thật giống như tùy thời có thể lột vỏ đi ra. Tiểu cấm yêu biết mình mau ra đời, bàn tay vỗ nhẹ vỏ trứng, trong miệng y nha nghẹn ngào lên tiếng, giống như một đứa bé vậy ngây thơ khả ái. Nhưng mà, trứng kia xác ở nứt ra hai cái lỗ sau đó, liền lại nữa rạn nứt, không có lại ấp trứng dấu hiệu. Diệp Thần đã hao hết mấy trăm ngàn nguyên ngọc, nhưng tựa hồ còn xa xa không đủ. Như thế nhiều nguyên ngọc, còn có nguyên sơ thế giới tinh thạch, nhiều tài nguyên như vậy, còn chưa đủ. Viên này cấm yêu trứng đá, thật là một cái động không đáy à. Diệp Thần âm thầm chắc lưỡi hít hà, xem ra ấp trứng cấm yêu trứng đá, so hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn rất nhiều. Tiểu cấm yêu vỗ mấy cái vỏ trứng, gặp vỏ trứng không có lại phá vỡ, tựa hồ cũng có chút nóng nảy, y nha kêu to, ánh mắt lại mang đáng thương cùng mong đợi, trợn mắt nhìn Diệp Thần, hình như là muốn gọi Diệp Thần tiếp tục hiến tế nguyên ngọc, tốt để cho hắn nhanh lên một chút lột vỏ ra. Diệp Thần ngưng xem chút, liền thấy tiểu cấm yêu trên da, nhiều hơn từng cái màu vàng kim hoa văn, những thứ này hoa văn, hình như là vô lượng cảnh phép tắc dấu vết. Những thứ này hoa văn, trước kia là không có, là Diệp Thần mới vừa hao hết mấy trăm ngàn nguyên ngọc, tiểu cấm yêu mới sản sinh ra những thứ này quy luật hoa văn dấu vết. Hiển nhiên, Diệp Thần nơi dâng ra nguyên ngọc, phần lớn năng lượng, đều bị cái này tiểu cấm yêu hấp thu. Chỉ muốn cái này tiểu cấm yêu, lực lượng trưởng thành đến đủ quá cường hãn bước, liền có thể lột vỏ ra. Nhưng bây giờ nhìn lại, coi như ép khô Diệp Thần trên mình thiên tài địa bảo, chỉ sợ cũng không có thể đem hắn ấp trứng xuất thế. Đứa nhỏ, người vẫn là ngủ đi đi, đừng nghĩ ép khô ta. Diệp Thần nhếch mép, ở tiểu cấm yêu ánh mắt u oán bên trong, đem trứng đá thu hồi. Muốn ấp trứng trứng đá mà nói, Diệp Thần phỏng đoán, ít nhất phải tìm được Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, mới có khả năng có được đầy đủ tài nguyên. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần tỉnh lại, Long Tuyết Hiên tới đây bẩm báo, luân hồi chi chủ, bên ngoài có mấy người tìm ngươi. Diệp Thần ga một tiếng, đi tới thương hội ngoài cửa vừa thấy, liền thấy ba người. Trong đó hai người, là Tân Tinh Nhã và Đoạn Mi Lão Tổ. Còn có một người, ra Diệp Thần dự liệu, lại là Thông Thiên Viên tộc Viên Vương. Ba người tựa hồ sáng sớm đã tới rồi, chờ Diệp Thần đã lâu, thấy hắn đi ra, vội vàng đi lên. Tân Tinh Nhã nói, Diệp Thần, có thể cùng ta đi Thiên Đan Tháp sao? Đoạn Mi Lão Tổ nói, thằng nhóc, mà Kim Lão Tổ sự việc, người cân nhắc được như thế nào? Thông Thiên Viên Vương nói, luân hồi chi chủ, mời mượn một bước nói chuyện. Ba người là cùng lúc mở miệng, lời nói đan vào một chỗ, sau khi nói xong, nhìn nhau nhìn đối phương. Diệp Thần cười khổ một tí, hướng Tân Tinh Nhã và Đoạn Mi Lão Tổ nói, các ngươi trước đợi một chút. Hướng Thông Thiên Viên Vương nói, tiền bối, mời. Liền dẫn Thông Thiên Viên Vương, tiến vào thương hội phủ đệ, ở một nơi tĩnh lặng địa phương nói chuyện. Diệp Thần biết, Thông Thiên Viên Vương đến, nhất định là có chuyện trọng yếu. Thông Thiên Viên Vương trước hướng Diệp Thần khom người thi lễ một cái, nói, luân hồi chi chủ, vậy cấm yêu tà trứng, người ấp trứng thành công không? Diệp Thần lắc đầu nói, còn không có, cái này cấm yêu trứng đá muốn ấp trứng, cần đại lượng tài nguyên. Ta tài nguyên còn chưa đủ. Thông Thiên Viên Vương ngưng trọng nói, vậy ngươi phải nhanh lên một chút, ta đã thử liên lạc Huyền Yêu Đại Nhân, cho biết hắn cấm yêu tà chứng sự việc. Huyền Yêu Đại Nhân nói, hắn còn ở hoang thế giới, không tiện trở về, cũng gọi ngươi không nên chủ động liên lạc hắn, nếu không thiên cơ tiết lộ, rất có thể sẽ gặp phải cổ tinh môn dòm ngó. Hơn nữa, cổ tinh môn chắc mau tra được cấm yêu tà chứng sự việc, ngươi phải cướp ở bọn họ ra tay trước, đem cấm yêu ấp ra. Huyền Yêu Đại Nhân nói,
cái này cấm yêu, là tương lai đối kháng cổ tinh môn chỗ mấu chốt, không cho sơ thất. Cái này cấm yêu tên thật, kêu Vong Xuyên, người thật tốt nhớ. Cái này Vong Xuyên hai chữ, vừa là hắn tên thật, cũng là hắn nguyền rủa. Năm đó huyền yêu, thiên yêu cùng đại nhân, ở cấm yêu tà chứng bên trên, bày ra nặng trọng nhân quả luật, trong đó một cái nhân quả luật, chính là tụng niệm cấm yêu tên thật, hắn liền sẽ phải chịu vô cùng mãnh liệt thống khổ. Có điều này nguyền rủa, sẽ không sợ vậy cấm yêu làm phản. Năm đó huyền yêu, thiên yêu các người, muốn khu hổ nuốt chó sói, lợi dụng cấm yêu, công kích cổ tinh môn. Nhưng bọn họ cũng biết, trạng thái đỉnh phong xuống cấm yêu, thực lực có kinh khủng dường nào. Cho nên, bọn họ đã sớm trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, bày nhân quả luật nguyền rủa. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, Vong Xuyên, ta nhớ. Thông Thiên Viên Vương nói, được, vậy ta đi trước, luân hồi chi chủ, chúc ngươi có thể sớm ngày đem cấm yêu ấp ra. Lập tức, Thông Thiên Viên Vương cáo từ rời đi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, lần nữa đi tới thương hội cửa, Tân Tinh Nhã và Đoạn Mi Lão Tổ cũng đang đợi. Tinh Nhã, ta có thể cùng ngươi đi Thiên Đan Tháp. Diệp Thần hướng Tân Tinh Nhã cười nói, lại nhìn Đoạn Mi Lão Tổ một mắt. Ý nói, chính là hắn đáp ứng Mạc Kim Lão Tổ thỉnh cầu, nguyện ý đi Trảm Linh Thời Không, thu thập đầu mối. Cái này Trảm Linh Thời Không, hàng năm khép kín, huyết đao tà tổ không cho phép người ngoài tiến vào. Diệp Thần cũng không biết làm sao đi vào, hết thảy cũng cùng Mạc Kim Lão Tổ an bài. Tân Tinh Nhã nghe được Diệp Thần đáp ứng, nhất thời đại hỉ, nói, vậy thì tốt quá. Đoạn Mi Lão Tổ uống một hớp rượu, cười hắc hắc nói, các ngươi hai cái muốn đi Thiên Đan Tháp, cùng để ta đi, ta mang các ngươi đi ngồi truyền tống trận, có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Tân Tinh Nhã chăn thủ nhẹ một chút, chỉ làm Đoạn Mi Lão Tổ là Diệp Thần bằng hữu, cũng không nghĩ nhiều. Diệp Thần liền dẫn Tân Tinh Nhã, đi theo Đoạn Mi Lão Tổ đi. Đoạn Mi Lão Tổ mang hai người, một đường đi thành khu náo nhiệt nhất phồn hoa địa phương đi tới. Trên đường đi, Diệp Thần cười nói, Đoạn Mi Lão Tổ, ta còn lấy vì ngươi thật là một phế nhân, cả ngày chỉ biết là uống rượu, không làm chánh sự. Đoạn Mi Lão Tổ cười nói, ngươi đoán một chút ta cả ngày uống rượu, tiền rượu từ đâu tới. Hi hi, ta vậy không muốn làm việc, nhưng không làm việc, nơi nào có tiền à. Vừa nói, hắn lại cầm rượu lên hồ lô, uống một hớp rượu. Lúc đầu hắn là Mạc Kim Lão Tổ dốc sức, là vì được lợi tiền rượu. Diệp Thần cười một tiếng, lại không giấu vết hỏi, này, Đoạn Mi Lão Tổ, người nghe nói qua Mỹ Thần sao? Đoạn Mi Lão Tổ sửng sốt một chút, nói cái gì Mỹ Thần, chưa nghe nói qua, có danh này thần linh sao? Danh tự này nghe không quá thô bạo. Diệp Thần nhún vai một cái, nói chưa từng nghe qua cũng được đi. Đoạn Mi Lão Tổ và Phật Tổ sư xuất đồng môn, Nhâm Phi Phàm từng nói qua, Mỹ Thần có thể là Phật Tổ sư phụ. Nói cách khác, Mỹ Thần cũng là Đoạn Mi Lão Tổ sư phụ. Nhưng hiện tại, Diệp Thần nói tới Mỹ Thần, Đoạn Mi Lão Tổ nhưng thờ ơ, nói cho tới bây giờ vậy chưa từng nghe qua. Diệp Thần còn muốn từ Đoạn Mi Lão Tổ trên mình, khai thác ra càng nhiều Mỹ Thần đầu mối, nhưng xem ra là không được. Người thằng nhóc này, làm sao có chút cổ cổ quái quái dáng vẻ. Đoạn Mi Lão Tổ lẩm bẩm, rất là nghi ngờ nhìn Diệp Thần một mắt, rồi sau đó lại ngưỡng hầu uống một hớp rượu, thoải mái thở dài một cái. Thôi, bỏ mặc ngươi, dù sao lão tử đây đời này, tuyệt không rời đi Cát Thành, vậy không người có thể gây tổn thương cho hại ta, bỏ mặc các ngươi có âm mưu gì tính toán, đều cùng lão tử không liên quan. Tân Tinh Nhã gặp Đoạn Mi Lão Tổ một mặt chán trường, cả người mùi rượu hình dáng, mày liễu khẽ nhíu, nói, yến không xanh, ngươi có thể uống ít chút đi. Đoạn Mi Lão Tổ nghe nói như vậy, cả người đều ngây dại, mặt đầy kinh ngạc nhìn Tân Tinh Nhã, hồ lô rượu bót đích một tiếng, liền rớt xuống đất, vô cùng kinh hãi nắm cánh tay nàng, mặt đầy dữ tợn nói. Ngươi mới vừa rồi kêu ta cái gì? Yến không xanh. Ngươi làm sao biết ta tên thật? Ta tên thật, cái này thế gian, trừ ta Phật Tổ sư huynh và sư phụ bên ngoài, liền không người biết, ngươi làm sao biết? Tân Tinh Nhã cánh tay bị Đoạn Mi Lão Tổ bắt, như rơi vào khẩn cô bên trong, đau nhức bứt rứt, nàng ngai yêu một tiếng kêu, muốn đem tay hắn hất ra, nhưng vô luận như thế nào cũng vung không ra. Diệp Thần thấy vậy, vội vàng đem Đoạn Mi Lão Tổ kéo ra, nói, nàng là tụ bảo thương hội đại tiểu thư, biết tên ngươi, lại có cái gì hiếm lạ. Đoạn Mi Lão Tổ ngẩn ngơ,
hơi có điểm thất hồn lạc phách, nói cũng vậy, các ngươi tụ bảo thương hội, thần thông quảng đại, biết ta tên chữ, cũng không hiếm lạ. Bất quá, ngươi mới vừa giọng nói chuyện, thật là giống sư phụ ta à? Sư phụ ta là ai, ta đã không nhớ, nhưng ta đại khái còn nhớ, ta mỗi lần trộm uống rượu, nàng cũng sẽ như vậy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng ta. Tân Tinh Nhã suy nghĩ xuất thần, lại có điểm rợn cả tóc gáy. Nàng rất rõ ràng xác định, mình trước kia là không nhận biết Đoạn Mi lão tổ, cũng không biết hắn tên thật, nhưng mới vừa nàng kêu lên hắn tên chữ, giống như xuất từ tự nhiên, thật sự là cực kỳ cổ quái. Ta là Mỹ Thần, chẳng lẽ chính là hắn và Phật Tổ sư phụ? Tân Tinh Nhã chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, Phật Tổ bực nào nhân vật, nàng lại có tài đức gì, làm sao phối làm Phật Tổ sư phụ? Ba người cũng trầm mặc lại, theo đuổi tâm tư của mình. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới thành khu trung tâm, một tòa phủ đệ thật to trước. Tòa phủ đệ này, khí phái sang trọng, trước phủ đối ra trên đất trống, có từng cái phi kiên cầm sắc bén vệ binh, đang tập trận trận pháp, khí thế ngất trời, khá là nguy nga. Đến, Đoạn Mi lão tổ phục hồi tinh thần lại, dừng lại hạ bước chân. Nơi này là, Diệp Thần có chút hiếu kỳ nhìn tòa phủ đệ này, chỉ cảm thấy từng cơn binh ra sát phạt khí. Giống như có chiến trường khói lửa đang cháy, tinh thần mơ hồ bị kích động, thật giống như nghe được trống trận kèn hiệu thanh âm, chấn động tâm hồn người. Minh Tổ Thiên Tôn ở Cát Thành phủ đệ, chúng ta vào đi thôi. Đoạn Mi lão tổ trả lời, nghênh ngang mang Diệp Thần và Tân Tinh Nhã đi vào. Giữ cửa vệ binh, cung kính hướng Đoạn Mi lão tổ thi lễ. Hiển nhiên, Đoạn Mi lão tổ là cái này Minh Tổ phủ đệ chỗ thượng khách, hắn dẫu sao là Phật Tổ sư đệ. Thân phận bầy ở chỗ này, coi như mình cả ngày là rượu bầy nát vụn, người khác xem ở Phật Tổ mặt mũi, vậy sẽ lễ để cho ba phần. Diệp Thần theo Đoạn Mi lão tổ, bước vào Minh Tổ Thiên Tôn phủ đệ, liền thấy phòng khách đối ra trên quảng trường, xây dựng trước một cái truyền tống trận. Một cái tiên phong đạo cốt, mái tóc dài thùy ngực, tay bưng một quyển trúc giản ông già, đang cười híp mắt đứng ở truyền tống trận bên cạnh, tựa hồ ở chỗ này chờ đã lâu. Minh Tổ Thiên Tôn, đợi lâu. Đoạn Mi lão tổ cười lên tiếng chào. Cái này tiên phong đạo cốt ông già, chính là trong truyền thuyết Minh Tổ, đạo tông bát tổ một trong. Minh Tổ Thiên Tôn cười nhạt, ánh mắt nhìn về Diệp Thần, chắp tay, khách khí nói, luân hồi chi chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lão phu sớm nghe người tới Cát Thành, chỉ là tạp vụ triền thân, bất tiện viếng thăm, ngày hôm nay cuối cùng là thấy ngươi, quả nhiên là nhân trung long phượng. Diệp Thần vậy vội vàng chắp tay đáp lễ, nói tiền bối khen ngợi. Hắn đã sớm biết, Minh Tổ Thiên Tôn và Mạc Kim Lão Tổ là bạn tốt chí giao. Lần này Mạc Kim Lão Tổ, muốn phái Diệp Thần đi Trảm Linh Thời Không, điều tra huyết đao tà tổ lai lịch, Minh Tổ Thiên Tôn khẳng định là biết, hơn nữa vậy sẽ cung cấp trợ giúp. Đoạn Mi Lão Tổ không nhịn báo, được nói, tốt lắm, hãy bớt nói nhảm đi, Minh Tổ, mau mở truyền tống trận đi. Minh Tổ Thiên Tôn cười một tiếng, sử dụng một bộ trục cuốn, đưa cho Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ. Lần đầu gặp mặt, không thứ tốt gì đưa cho ngươi, đây là lễ ra mắt, bất thành kính ý. Đây là... Diệp Thần nhận lấy trục cuốn, chỉ gặp cái này trục cuốn toàn thân trắng như tuyết, phía trên có dấu hình rồng điêu khắc, nhàn nhạt binh ra hung sát khí, từ trục cuốn bên trong thấm ra. Minh Tổ Thiên Tôn nói, đây thật ra là một phần triệu hoán trục cuốn, chỉ cần ngươi mở ra cái này trục cuốn, liền có thể từ ta lãnh địa, triệu hoán 3.000 đại tuyết long kỵ đi ra. Ha ha. Nếu như người đụng phải có nguy hiểm gì, đem 3.000 đại tuyết long kỵ cho gọi ra tới, không người có thể gây tổn thương cho hại ngươi. Bất quá, cái này trục cuốn chỉ có thể sử dụng một lần, xin ngươi hãy không nên chê. Ở đạo tông bát tổ bên trong, binh tổ am hiểu nhất binh ra giết hại cùng trận pháp chi đạo. Hắn huấn luyện rất nhiều binh chủng, kỵ binh, trọng giáp bộ binh, cung binh, long binh, cuồng chiến sĩ vân. Vân, binh trận tụ họp, dựa vào trận pháp đánh ra. Sát khí ngất trời, vô cùng lợi hại. Trong đó, Đại Tuyết Long Kỵ, chính là binh tổ dưới quyền rất nhiều binh chủng một trong, là tinh nhuệ chỗ. Hắn vừa thấy mặt, liền đem Đại Tuyết Long Kỵ triệu hoán trục cuốn, đưa cho Diệp Thần, có thể gặp đối Diệp Thần coi trọng. Đa tạ tiền bối lễ vật. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, cũng biết vậy Đại Tuyết Long Kỵ lợi hại, lập tức hướng binh tổ nói cảm ơn. Binh tổ vuốt râu cười một tiếng, nói tốt lắm. Các ngươi lên đường đi. Hắn tiếng nói rơi xuống, vậy truyền tống trận ông một tiếng,
sáng lên một cổ ánh sáng xanh lam. Đoạn Mi lão tổ nói, thằng nhóc, chính ngươi lên đường, ta cũng không cùng ngươi đi, chờ ngươi đi đến Thiên Đan Tháp sau đó, tự nhiên sẽ có người liên lạc ngươi. Diệp Thần nói, ừ. Lập tức, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp mang Tân Tinh Nhã, bước vào truyền tống trận. Tân Tinh Nhã khá có chút hiếu kỳ nhìn Diệp Thần một mắt, xem Diệp Thần hình dáng, lần này đi Thiên Đan Tháp, hiển nhiên không phải bầu bạn nàng như thế đơn giản, mà là có kế hoạch khác. Bất quá, nàng cũng không hỏi nhiều, nàng chính là muốn Diệp Thần phụng bồi, nhiều người tốt thêm can đảm. Không gian khí lưu xoay tròn. Ngay chớp mắt, Diệp Thần và Tân Tinh Nhã liền bị truyền tống đến một cái địa phương xa lạ. Đây là một phiến đặc biệt bát ngát mênh mông địa giới, sơn xuyên liên miên, thành trì san sát, kỳ hoa thụy thảo khắp nơi, phượng các long lầu liền tiêu hán, trong không khí tràn ngập đan dược hơi thở, trên vùng đất khắp nơi đều có từng luồng khói trắng, thăng thiên lên, đó là rất nhiều luyện đan sư, luyện đan lúc toát ra hơi khói. Một tòa cao ngất nhọn tháp, sừng sững ở khắp nơi ương, không biết có nhiều ít ngàn trượng cao, trực tiếp xuyên qua bầu trời, đặc biệt nguy nga. Đây chính là Thiên Đan Tháp sao? Diệp Thần ánh mắt híp lại, vẫn nhìn mảnh thiên địa này cảnh tượng kỳ dị. Hắn và Tân Tinh Nhã, bị truyền đến mặt đất bên bờ vùng, trước mắt của hai người, là một tầng tinh bích hệ, chỉ có đột phá tầng này tinh bích hệ, mới có thể đi vào cái này phiến Thiên Đan Tháp thế giới. Luân hồi chi chủ, hoan nghênh đi tới Thanh Phủ Thiên. Lúc này, lại nghe một hồi nhu hòa thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cô gái, đạp nhang gió, chậm rãi từ bầu trời phương xa bay tới. Cô gái kia người mặc xanh nhạt sắc đan bào, thân dưới mặc trước một cái màu xanh nhạt váy xếp nếp, cả người mặc lên thanh nhã dịu dàng, tóc xanh như suối rủ đến giữa eo, trên đầu mái tóc dùng một cây ngọc cây châm khoác ở, tướng mạo rõ ràng là thanh thông thiếu nữ hình dáng, nhưng lộ ra khí chất, nhưng mang điểm trong trẻo lạnh lùng, không ăn nhân gian lửa khói. Ngươi là... Diệp Thần nhìn cô gái này, lại từ trên người nàng, bắt được một chút thiên đế khí chập chờn, lại có hàng loạt đan dược thơm mát. Ta kêu Thanh Phù Tuyết, là Mạc Kim lão tổ kêu ta tới tiếp ứng ngươi. Thiếu nữ sửng dưng nói. Ngươi là Thanh Phù gia người. Diệp Thần cảnh giác. Cái này kêu Thanh Phù Tuyết thiếu nữ, nhưng khẽ gật đầu một cái, nói, không phải, ta tên chữ, chỉ là một biệt hiệu, ta cùng Thanh Phù gia không liên quan, ta là Thiên Đan Tháp Thánh Nữ. Thiên Đan Tháp chỗ ở địa giới, kêu Thanh Phù Thiên, lấy Thanh Phù gia thế lực lớn nhất, nhưng trừ Thanh Phù gia bên ngoài, còn có rất nhiều đan sư thế lực, chung nhau hợp thành Thiên Đan Tháp. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Hắn tâm lý cảm thấy có chút kỳ quái, không biết cái này Thanh Phù Tuyết sốt cuộc là lai lịch gì. Chủ nhân, người phụ nữ này, tựa hồ là một viên đan dược. Bỗng nhiên, Huyết Long truyền âm đi ra, hơi có chút khiếp sợ hướng Diệp Thần nói. Một viên đan dược. Diệp Thần sửng sốt một tí. Huyết Long nói, đúng vậy, ta ở người phụ nữ này trên mình, bắt được ngày xưa Nguyệt Thần Thiên Đế một chút nhân quả. Người từ trên người nàng, có phải hay không đánh hơi được đặc biệt đậm đà đan nhang? Năm đó Nguyệt Thần Thiên Đế, ở trên trời đan tháp bên trong, để lại một viên Thiên Đế cấp đan dược, nếu như ta đoán không lầm, viên kia Thiên Đế cấp đan dược, chính là nàng. Diệp Thần ngạc nhiên. Nói cái này Thanh Phù Tuyết, bản thể là một viên đan dược. Huyết Long nói, có lẽ vậy, Thiên Đế cấp đan dược, vô cùng lợi hại, có thể tu luyện thành hình người, cũng không hiếm lạ. Diệp Thần âm thầm ngạc nhiên, ánh mắt không ngừng quan sát Thanh Phù Tuyết, không nghĩ tới nàng lại chính là Nguyệt Thần Thiên Đế năm đó luyện chế đan dược. Huyết Long nói, chủ nhân, người đến gần nàng một chút, trên người nàng đan khí, có thể giúp ta khôi phục, hơn nữa có thể tăng tốc độ phá giải bản đồ bảo tàng. Diệp Thần âm thầm gật đầu, bước chân không giấu vết đi về trước di động một ít, cùng Thanh Phù Tuyết kéo khoảng cách gần. Gần dưới khoảng cách, Diệp Thần càng có thể rõ ràng ngửi được, trên người nàng từng cơn đan nhang, thấm vào lòng người, để cho người hít thở một cái, chỉ muốn cắn nàng một hơi, thật tốt thưởng thức vậy. Chỉ là Thanh Phù Tuyết trên người tán phát ra đan nhang, thì có hoạt tử nhân, nhục bạch cốt hiệu quả, Thiên Đế cấp đan dược, tất nhiên không phải chuyện đùa. Đi thôi. Luân hồi chi chủ, ta mang ngươi đi Thiên Đan Tháp. Thanh Phù Tuyết sửng dưng nói, từ đầu đến cuối, ánh mắt chỉ rơi vào Diệp Thần trên mình, vậy không có để ý Tân Tinh Nhã. Phải như thế nào tiến vào Trảm Linh Thời không? Diệp Thần hỏi, hắn chuyến này trọng yếu nhất mục đích, chính là tiến vào Trảm Linh Thời không, thu thập đầu mối,
xác định huyết đao tà tổ có phải hay không nội gián. Trảm linh thời không hàng năm khép kín, không huyết đao tà tổ tín đồ, không thể bước vào, nếu không giết không tha. Bất quá gần đây, huyết đao tà tổ bị trọng thương, hắn cần ta thiên đan tháp ra tay, phái ra đan sư, thay hắn luyện đan chữa trị. Ta thiên đan tháp, chuẩn bị thành lập một chi đan sư đội ngũ, tiến vào trảm linh thời không. Ta trước mang ngươi đi thiên đan tháp, thông qua đan sư khảo hạch sau đó, ngươi là có thể đi theo đội ngũ, cùng đi trảm linh thời không. Hơn nữa, ta thiên đan tháp khảo hạch chứng nhận, vô thời ý không tuyệt đại đa số thế lực, cũng biết nhận có thể, ngươi thông qua chứng nhận sau đó, sau này ở vô thời ý không làm việc, vậy sẽ thuận lợi rất nhiều. Thanh Phù Tuyết nói đến thiên đan tháp thời điểm, nàng giọng vậy hơi có mấy phần kiêu ngạo ý. Ở vô thời ý không. Thiên đan tháp là hết sức đặc thù thế lực, là một cái đan sư liên minh. Vậy mà nói, vô thời ý không các cường giả, hàng năm chiến đấu, luôn có cầu đan hỏi thuốc thời điểm. Còn có cảnh giới tu vi đột phá, cũng cần mượn đan dược. Cho nên, luyện đan tầm quan trọng, liền thể hiện ra. Luyện đan sư ở vô thời ý không bên trong, cũng là khá cái địa vị. Thiên đan tháp là luyện đan sư liên minh, người sau lưng mạch 10 phần rộng lớn. Không biết kết giao liền nhiều ít cường giả. Vậy vô thời ý không người, cũng không muốn đắc tội thiên đan tháp. Diệp thần cùng Thanh Phù ra kết thù, nhưng cái này là ân oán cá nhân, cũng không phải là đắc tội toàn bộ thiên đan tháp. Thanh Phù ra nếu như muốn dùng việc công để báo thù riêng mà nói, cao tầng các trưởng lão, cũng sẽ không cho phép, bởi vì người người đều biết, luân hồi trận doanh mạnh mẽ cùng đáng sợ. Diệp thần rõ ràng tới đây. Nguyên lai là muốn hắn trước thông qua thiên đan tháp khảo hạch, trở thành nhận chứng đan sư sau đó, lại gia nhập đan sư đội ngũ, đi trảm linh thời không, thay huyết đao tà tổ chữa thương. Cái này đơn giản, lấy tà thuật luyện đan, muốn thông qua khảo hạch, dễ như trở bàn tay. Diệp thần nói, cái này, thánh nữ cô nương, ta cũng muốn tham gia thiên đan tháp khảo hạch chứng nhận. Tân tình nhã nhẹ giọng nói, Thanh Phù Tuyết mắt đẹp ngắm nhìn nàng, ánh mắt như đuốc. Tựa như đã cảm nhận liền tất cả nhân quả, nhẹ khẽ gật đầu, nói. Có thể, người cùng nhau tham gia khảo hạch là được. Bất quá, coi như bị người thấy cửu chuyển hoàn mệnh đan đan phương, vậy cũng vô dụng, viên kia cấm đan, người không thể nào luyện chế được, nơi yêu cầu vật liệu liêu quá hà khắc. Tân tinh nhã nói, không sao, ta trước thấy đan phương nói sau. Thanh Phù Tuyết nói, được rồi, vậy chúc các người khảo hạch thuận lợi. Lập tức. Thanh Phù Tuyết trước cháy một đạo phù chiếu, hướng trời đan tháp bên kia thông báo, lại mang Diệp Thần và Tân Tinh Nhã, lên đường đi. Ba người ngự gió phi hành, rất nhanh sẽ đến Thanh Phù Thiên Trung ương địa giới. To lớn, dốc, cao vút như mây thiên đan tháp, xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần liền thấy, ở trên trời đan tháp cửa trước, vây quanh một đống người, cũng đang xì xào bàn tán, thấy hắn và Thanh Phù Tuyết, Tân Tinh Nhã tới, tất cả người nghiêm nghị yên lặng. Ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Luân hồi chi chủ, thật lâu không gặp. Chỉ gặp một người mặc đan bào nam tử, cười ha hả đi tới trước, cùng Diệp Thần chào hỏi. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, nam tử này, lại là thiên đan tông tông chủ, đan đế. Hắn đạo tông chú đan thuật, chính là đan đế truyền thụ cho. Đan đế tiền bối, người tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần thấy đan đế, một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Đan đế cười nói, ta thiên đan tông, thật ra thì cũng là thiên đan tháp một phần chia, đã từng ta thiên đan tông, là thiên đan tháp nắm giữ. Bất quá sau đó, tổ tiên đan thiên đế chết, ta thiên đan tông không dám lại đem cầm quyền bính, cho nên liền đem thiên đan tháp nắm giữ vị, nhường ngôi cho liền Thanh Phù gia. Đoạn này nhường ngôi, cũng là thiên cổ giai thoại. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày một cái. Hắn không nghĩ tới, lúc đầu thiên đan tháp đã từng là nắm giữ. Chính là đan đế chỗ ở thiên đan tông, sau đó nhường ngôi cho liền Thanh Phù gia. Cái này cái gọi là nhường ngôi, Diệp Thần nhưng ngửi được một chút mùi máu tanh. Muốn đến năm đó, thiên đan tông cầm ngôi nhường ngôi đi ra ngoài, khẳng định không phải bề ngoài nhìn như thế đơn giản, sau lưng khác có một phen mưa gió quỷ quyệt. Đan đế không có lại sách chuyện năm đó, cười nói ta mới vừa nhận được thánh nữ đại nhân đưa tin, nàng nói ngươi và Tân Tinh Nhã tiểu thư. Cũng nghĩ ra được thiên đan tháp chứng nhận. Diệp Thần nói, đúng vậy. Đan đế mỉm cười gật đầu, nói, rất tốt, ta thiên đan tháp đem đan sư chia cấp 9, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất,
ta là cấp 7, các ngươi muốn lấy được chứng nhận, vậy sẽ phải trước thông qua khảo hạch. Đan này sư khảo hạch, do ta tới trọng tài. Tinh Nhã tiểu thư, ngươi muốn làm mấy phẩm đan sư? Tân Tinh Nhã trong đầu nghĩ, mình cho tới bây giờ không có luyện qua đan, nắm giữ đan thuật, đều là xuất xứ từ Mỹ thần trí nhớ, rốt cuộc hiệu quả như thế nào, nàng cũng không xác định, lập tức liền nói. Nhất phẩm là đủ rồi. Coi như chỉ là nhất phẩm luyện đan sư, cũng có tư cách xem thiên đan tháp rất nhiều đan phương, trong đó bao gồm sống lại mẹ nàng cửu chuyển hoàn mệnh đan. Đan đế nói, người muốn trở thành là đan sư cấp 1 mà nói, cần tỷ đấu đan khí, ở đan sư cấp 2 dưới quyền, chống nổi một nén nhang thời gian. Chỉ cần ngươi có thể chống nổi, liền coi là ngươi thông qua khảo hạch. Lúc đầu đan này sư chứng nhận khảo hạch, chính là tỷ đấu đan khí. Phàm là đan sư, cũng nắm giữ luyện đan thần thông, những thứ này thần thông, có thể hiển hóa ra đan khí. Từ đan khí dày mỏng, mạnh yếu, màu sắc, khí tượng, liền có thể đoán được một cái đan sư, hắn luyện đan thành tựu như thế nào. Luân hồi chi chủ, người đâu? Người muốn trở thành là mấy phẩm luyện đan sư? Ta xem người luyện đan tu vi, có thể so ta còn lợi hại hơn, ta là cấp 7, vậy người ít nhất là cấp 8. Đan đế ánh mắt mang khen ngợi thần sắc, hắn biết Diệp Thần Thiên Phú luyện đan lợi hại, vậy đạo tông chú đan thuật tu vi, sợ rằng đã vượt qua hắn. Nghe được đan đế mà nói, tại chỗ rất nhiều đan sư, đều là rối loạn. Bọn họ tự nhiên biết đan đế lợi hại, đan đế như vậy sùng bái Diệp Thần, chẳng lẽ nói Diệp Thần đan thuật tu vi, thật có thể đạt tới cấp 8. Đan đế, người vậy quá khoa trương đi. Đan sư cấp 8, người biết cái gì khái niệm sao? Coi như là dõi mắt toàn bộ thiên đan tháp, đan sư cấp 8 cũng không đủ 30 người. Luân hồi chi chủ coi như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không như thế ngoại hạng chứ. Rất nhiều đan sư không dám tin tưởng, đan sư cấp 8 khái niệm, bọn họ so người bất kỳ đều biết. Đan đế khoát khoát tay, nói các ngươi là không biết luân hồi chi chủ lợi hại, ha ha, ta nhưng mà rất coi trọng hắn. Luân hồi chi chủ, phẩm cấp càng cao đan sư, đãi ngộ thì càng phong phú. Ngươi nếu có thể trở thành đan sư cấp 8, sau này tài nguyên tu luyện liền không cần lo, ta thiên đan tháp có thể cho ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên. Diệp Thần trong lòng động một cái, nhưng gặp toàn trường tất cả mọi người ánh mắt, cũng hội tụ ở trên người mình, hắn nhưng không nghĩ phô trương quá mức. Đan đế tiền bối, cấp 8 quá phóng đại, ta cảm thấy, ta tối đa thử một chút cấp 5. Diệp Thần nói, lời nói này thật ra thì đã 10 phần khiêm tốn. Nhưng ở rất nhiều đan sư trong tai nghe tới, vẫn là quá phận. Bởi vì, ở trên trời đan tháp bên trong, đan sư cấp 5, cũng là quyền cao chức trọng tồn tại, bao trùm ở rất nhiều phổ thông đan sư bên trên. Rất tốt, các vị, không biết có ai nguyện ý, đi ra khảo hạch luân hồi chi chủ. Đan đế nhìn về tại chỗ rất nhiều đan sư, cười hỏi. Diệp Thần muốn trở thành là đan sư cấp 5, vậy phải khảo hạch hắn, ít nhất là đan sư cấp 6. Chỉ cần Diệp Thần ở đan sư cấp 6 dưới quyền, chống nổi một nén hương thời gian, coi như khảo hạch thông qua. Tại chỗ đan sư bên trong, cấp 6 chỉ có mấy cái, đều là mặt đầy nếp nhăn, dãi gió rầm xương ông già. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, chau mày, lại không có ai muốn đứng ra. Tuy nói bọn họ không hề cho rằng, Diệp Thần có tư cách trở thành đan sư cấp 5, phàm là chuyện tổng có bất trắc, bọn họ cũng không muốn mất thể diện. Không người sao. Đan đế ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường. Ta tới. Vừa lúc đó, một đạo tiếng quát, nhưng là từ thiên đan trong tháp vang lên. Chỉ gặp thiên đan bên trong tháp, có một cái trẻ tuổi nam tử, sải bước ra, cặp mắt ngầm chứa lửa giận, nhìn chằm chằm Diệp Thần, thật giống như hận không được đem Diệp Thần ăn sống nuốt tươi như nhau. Cái này trẻ tuổi nam tử, quanh thân đan khí vần quanh, linh khí khoáng đạt, tu vi đã đạt đến thần đạo cảnh đỉnh cấp, lại là thanh phủ gia thiếu chủ. Thanh Phù Trần. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, trước đây ở Cát Tim Đảo, Thanh Phù Trần gặp phải sử thần ma khí tập kích, đã trở thành một đống xương khô. Nhưng hiện tại, hắn nhưng sống lại, hảo đoan đoan đứng ở chỗ này, hơi thở và trước kia như nhau hùng hậu, thật giống như không có bất kỳ tổn thất vậy. Diệp Thần biết, đây là bởi vì Thanh Phù gia sử dụng cấm đan cửu chuyển hoàn mệnh đan, trực tiếp đem Thanh Phù Trần sống lại. Cái này cửu chuyển hoàn mệnh đan, quả nhiên là vô cùng lợi hại, chí ít, Diệp Thần từ Thanh Phù Trần trên mình, không thấy được có cái gì đạo tâm bị long đong dấu vết. Thiếu chủ,
thiếu chủ đi ra. Chẳng lẽ thiếu chủ muốn đích thân khảo hạch luân hồi chi chủ? Rất nhiều đan sư, rối rít hướng Thanh Phù Trần thi lễ, trong lòng lại là một hồi kinh ngạc. Ở trên trời đan tháp bên trong, Thanh Phù Trần là nhất lưu thiên tài, trước mắt đã là cấp 6 đan sư, luyện đan thành tựu hết sức lợi hại, có thể nói trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng. Đan đế thấy Thanh Phù Trần đi ra, cũng là lấy làm kinh hãi, nói. Thiếu chủ, người mới vừa sống lại, cần nghỉ ngơi, người vẫn là mau đi về nghỉ ngơi đi. Thanh Phù Trần thần sắc âm lãnh, nhưng khoát tay một cái, nói, không cần. Hắn ánh mắt hơi có chút oán độc, ở Diệp Thần và Tân Tinh Nhã trên mình vòng vo chuyển. Hai người đến, để cho hắn 10 phần bất ngờ. Luân hồi chi chủ muốn trở thành là đan sư cấp 5, ta là cấp 6, liền do ta tới khảo hạch hắn. Chỉ cần hắn có thể ở ta dưới quyền, chống nổi một nén hương thời gian, liền coi là hắn thông qua. Thanh Phù Trần nhếch mép, cười nói. Đan đế chau mày, xem Thanh Phù Trần hình dáng, hiển nhiên và Diệp Thần có trọng đại ăn Tết. Thanh Phù Trần thân phận đặc tra thù, chính là thiên đan tháp thiếu chủ, đối phương cố ý phải kiên trì, hắn cũng không tiện ngăn trở, liền hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, người có bằng lòng tiếp nhận thiếu chủ khảo hạch. Tân Tinh Nhã âm thầm kéo kéo Diệp Thần ống tay áo, tỏ ý hắn không nên đáp ứng. Lấy Thanh Phù Trần tính cách, một khi khảo hạch bắt đầu, hắn khẳng định sẽ chỉnh vào chỗ chết Diệp Thần. Nếu như là võ đạo chiến đấu, Diệp Thần không sợ, nhưng cái này đan sư khảo hạch, là tỷ đấu đan khí, trời mới biết Thanh Phù Trần sẽ làm tay chân gì. Diệp Thần khoát khoát tay, tỏ ý Tân Tinh Nhã không cần kinh hoàng, hướng đan đế nói, không thành vấn đề, ai tới khảo hạch đều giống nhau. Đan đế gặp Diệp Thần đáp ứng, trong lòng âm thầm là hắn lo âu, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không cách nào lại ngăn cản. Liền đơn giản nói khảo hạch quy củ, nói. Đan sư khảo hạch, chỉ so với đấu đan khí, không có thể sử dụng cái khác thần thông, càng không thể dụng binh khí pháp bảo. Luân hồi chi chủ, thiếu chủ, các ngươi nếu là chuẩn bị xong, hãy bắt đầu đi. Vừa nói lui về phía sau mở. Trên quảng trường rất nhiều các đan sư, cũng là lui về phía sau, nhường ra một khoảng trống lớn. Đan đế, Tân Tinh Nhã, Thanh Phù Tuyết, mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở Diệp Thần và Thanh Phù Trần trên mình. Diệp Thần và Thanh Phù Trần, xa xa rằng co. Ở Thanh Phù Trần trong mắt, có thâm độc sát khí lững lờ, thật giống như sắp muốn cử hành, không phải cái gì đan sư khảo hạch, mà là sanh tử quyết chiến vậy. Luân hồi chi chủ, liền để cho ta xem, người đan khí, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thông thiên huyền long khí, cho ta trấn áp. Thanh Phù Trần quát to một tiếng, trước tiên động thủ trước. Rất nhiều luyện đan thần thông, hội tụ thành bổn nguyên nhất năng lượng, hóa thành một cổ minh mông linh khí đợt sóng, gầm thét gào thét ra. Vậy linh khí đợt sóng, lại như một cái kim long, cả người màu vàng kim miếng vảy, rõ ràng có thể gặp, dương nanh múa vuốt hướng Diệp Thần tập sát tới, đặc biệt hung mãnh, khí tượng nguy nga. Đây là thông thiên huyền long khí, là Thanh Phù Trần đan khí. Thông thiên huyền long khí tột cùng nhất tiêu chuẩn, đủ để luyện chế thông thiên cấp đan dược. Vô cùng lợi hại. Lấy Thanh Phù Trần thành tựu, hắn còn chưa đủ để làm được một điểm này, nhưng bộc phát ra thông thiên huyền long khí, vẫn là vô cùng hung mãnh, mơ hồ phải đem Diệp Thần trấn áp. Diệp Thần đánh hơi được một hồi đậm đà đan nhang, lại bén nhạy bắt được lau một cái nhọn sát khí. Thanh Phù Trần lần này ra tay, không chỉ là muốn khảo hạch Diệp Thần như thế đơn giản, còn muốn đem hắn trấn áp giết chết. Luân hồi tinh đấu khí, lên. Diệp Thần thong thả lập tức vận chuyển đạo tông chú đan thuật, bát quái thiên đan thuật vân. Vân, rất nhiều và luyện đan tương quan thần thông, lại dung hợp tự thân luân hồi huyết mạch, luân hồi thất tinh, hóa thành một cổ sáng chói lóng lánh, như sâu ngày trời trụ vậy đan khí. Cái này cổ đan khí, Diệp Thần đặt tên là Luân hồi tinh đấu khí. Ùm ùm, luân hồi tinh đấu khí bộc phát ra, như chùm tia sáng vậy đan khí, còn quấn ngàn vạn tinh thần chói lọi. Luân hồi thất tinh đồ đằng mơ hồ hiện lên, khí tượng so với Thanh Phù Trần thông thiên huyền long khí, chút nào không kém. Phịch, hai cổ đan khí, trên không trung kịch liệt va chạm tới một chỗ, nhất thời nổ lên kinh thiên đợt sóng, để cho được vây xem rất nhiều các đan sư, bước chân đều là liên tiếp lui về phía sau. Tốt mạnh mẽ đan khí, xem ra cái này đứa nhỏ, đúng là thành công là đan sư cấp 5 tư cách. Thanh Phù Tuyết mắt đẹp đông lại một cái. Có nhiều thú vị đánh giá Diệp Thần.
Diệp Thần cho thấy đan thuật thành tựu, so nàng theo dự đoán, còn lợi hại hơn rất nhiều, xem ra là có thể ung dung lẫn vào đan sư đội ngũ, lên đường đi trảm linh thời không, giúp huyết đao tà tổ đúc đan chữa thương. Thông thiên huyền long khí, luân hồi tinh đấu khí, hai đạo đan khí, trên không trung giằng co, ánh sáng màu vàng, ngôi sao ánh sáng, giằng co lẫn nhau, lại đấu cái lực lượng tương đương. Tân Tinh Nhã khẩn trương xem chừng, trong lòng âm thầm là Diệp Thần cầu nguyện. Chỉ cần Diệp Thần có thể chống nổi một nén hương thời gian, coi như khảo hạch thông qua. Đan đế ánh mắt híp lại, yên lặng tính thời gian. Vây xem rất nhiều các đan sư, chính là một mặt kinh hãi dị, không nghĩ tới Diệp Thần thật có cùng Thanh Phù Trần đối kháng tư cách. Thanh Phù Trần sắc mặt trầm xuống, thúc giục thông thiên huyền long khí, muốn áp chế Diệp Thần, nhưng lại không thể tiến về trước chút nào. Thanh Phù Thiên Mạch, linh khí thêm thân, đi. Thanh Phù Trần âm thầm quát lên một tiếng, toàn bộ Thanh Phù Thiên Thiên Địa pháp tắc, chính là ầm ầm tự minh, trong hư không bộc phát ra hàng loạt cổ xưa âm tiết, như cổ thần ngâm sướng, nguyên phiến thiên địa địa mạch lực lượng, cũng đi Thanh Phù Trần trên mình hội tụ đi. Hắn lại là điều động Thanh Phù Thiên Địa mạch lực lượng, khoảnh khắc tới giữa, thiên địa sức mạnh to lớn thêm thân, hắn đan khí, ngay tức thì bạo tăng, long ngâm gầm thét. Đan khí trên hiển hóa ra kim long, từ một cái biến thành ba cái. Ba cái kim long, dương nanh múa vuốt, lẫn nhau quấn quanh, khí thế khoáng đạt, hào hùng kim quang nổ tung, nhất thời liền đem Diệp Thần luân hồi tinh đấu khí, kịch liệt áp chế xuống. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy từng cơn áp lực tấn công tới, giống như nguyên phiến Thanh Phù Thiên Thiên Địa thần uy, cũng đè lên trên người hắn. Rắc rắc, ở nơi này cổ dưới áp lực thật lớn, Diệp Thần dưới chân đạp gạch. Ngay tức thì dạn nứt nghiền, hắn đầu gối vậy hơi khuất khúc liền một ít. Thấy vậy, toàn trường đan sư rối loạn, rối rít nghị luận. Xem ra vẫn là thiếu chủ lợi hại hơn. Thiếu chủ chết mà sống lại, tựa hồ phá rồi sau đó lập, đan khí lại có tinh tiến, lại có thể điều động thiên địa đại thế. Thanh Phù Trần khóe miệng gợi lên một chút độ cong, thông thiên huyền long khí không ngừng chèn ép Diệp Thần, nói. Luân hồi chi chủ. Ta xem ngươi hay là nhận thua đi, có thể đừng chết ở chỗ này. Ở đó thiên địa đại thế giới áp chế, Diệp Thần tạng phủ chấn động, khóe miệng lại dịn ra một chút máu tươi, có thể gặp Thanh Phù Trần đan khí ép bách, có mãnh liệt bực nào. Nhận thua, thời báo, gian còn sớm. Diệp Thần cười một tiếng, lau sạch máu tươi trên khóe miệng, vẫn là chút nào không hoảng hốt. Luân hồi thất tinh, ba sao hội tụ. Hạ một sát, Diệp Thần đầu gối trực khởi. Bàn chân đi về trước đạp một cái, rắc rắc một tiếng, đem mặt đất đạp bể đồng thời, trong cơ thể ba viên luân hồi mệnh tinh lực lượng, cũng là chút xuống ra. Long đằng mệnh tinh, mặt trời gay gắt mệnh tinh, hắc dạ mệnh tinh, ba viên mệnh tinh đều mở, năng lượng hội tụ. Thiên long khí tượng, mặt trời gay gắt khí tượng, đêm tối khí tượng, nhất thời từ Diệp Thần luân hồi tinh đấu khí trên, nổi lên. Ba cổ khí tượng xen lẫn, thiên long đang gầm thét. Mặt trời gay gắt ở chiếu sáng, nửa đêm lộ ra sâu nhất thúy, thần bí nhất nội tình, hiển hóa ra muôn vàn tinh thần. Tỷ đấu đan khí, không cho phép dùng những thần thông khác, nhưng Diệp Thần luân hồi mệnh tinh, nhưng là hắn huyết mạch bổn nguyên lực lượng, tự nhiên có thể sử dụng. Ở ba viên luân hồi mệnh tinh lực lượng bơm vào hạ, Diệp Thần đan khí, ngay tức thì hung mãnh bành trướng, từ một đạo cột sáng, nổ tung thành một phiến thật lớn vũ trụ. Cái này phiến vũ trụ, ào ào. Tất cả đều là khoáng đạt như nước lũ đan khí. Mênh mông đan khí vũ trụ bên trong, nửa đêm là màu lót, trong vũ trụ thiên long múa lên, mặt trời gay gắt cao treo, trong đêm tối mặt trời gay gắt, lộ vẻ được phá lệ nhìn chăm chú, khí tượng nguy nga tới cực điểm. Khi thấy cái này đan khí vũ trụ xuất hiện, toàn trường tất cả mọi người đều kinh hãi. Như vậy mênh mông đan khí, sợ là thông thiên cấp đan dược, đều có thể luyện chế ra. Cái gì? Thanh Phù Trần con người co rúc lại, thất kinh, không nghĩ tới Diệp Thần vận dụng luân hồi thất tinh lực lượng sau đó, đan khí lại bành trướng đến tình cảnh này. Luân hồi lực lượng, có thể nói là bao trùm chư thiên. Coi như hắn vận dụng Thanh Phù Thiên Thiên Địa đại thế, cũng không cách nào đè thêm chế Diệp Thần. Diệp Thần đan khí vũ trụ, ngược lại chèn ép Thanh Phù Trần. Vũ trụ mênh mông, thậm chí phải đem Thanh Phù Trần cả người cắn nuốt hết. Mộ đạo ngất trời, ta là thật thần, giết phá hết thảy. Nguy cấp bên trong, Thanh Phù Trần quát to một tiếng, cả người máu tươi cùng đan điền linh khí, kịch liệt bốc cháy, phát ra hồng trung đại lữ vậy thanh âm,
lại là vận dụng tự thân thần đạo cảnh lực lượng, còn có nhân quả luật lực lượng. Hắn dẫu sao là thần đạo cảnh đỉnh cấp tồn tại, bàn về cảnh giới tu vi mà nói, muốn so với Diệp Thần cao hơn rất nhiều. Phía dưới này đối Diệp Thần đan khí vũ trụ, Thanh Phù Trần lập tức không để ý giá phải trả, cháy khí huyết, đem tự thân thần đạo cảnh đỉnh cấp lực lượng, toàn bộ bộc phát ra. Hắn phát ra nhân quả luật, vậy nhân quả luật, chính là muốn giết phá hết thảy. Oanh! Ở nhân quả luật ra chỉ xuống, Thanh Phù Trần thông thiên huyền long khí, hóa thành một đạo kim sắc thần mang, nghịch sông lên lên, hung hăng bắn vào Diệp Thần đan khí vũ trụ bên trong, phải đem cái này phiến vũ trụ xông phá. Diệp Thần nhất thời cảm thấy một cổ biến dạng vậy đau đớn, thật giống như mình gân cốt da thịt, đều phải bị Thanh Phù Trần nghiền bạo vậy. Không thể không nói, Thanh Phù Trần thành tựu thần đạo cảnh đỉnh cấp tồn tại, đích xác là có chút con đường, hơn nữa lại là ở trên trời đan tháp địa giới trên, hắn chiếm hết địa mạch ưu thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất quá, Diệp Thần như cũ không sợ. Đối mặt Thanh Phù Trần hung hãn phá giết, hắn vậy vận dụng sau cùng lá bài tẩy. Thiên nghịch thần mạch, cho ta nghịch chuyển. Diệp Thần quát to một tiếng, bỗng nhiên mở thiên nghịch thần mạch. Oanh! Thiên nghịch thần mạch mở một cái, Diệp Thần trên thân thể, liền bộc phát ra một cổ nghịch thiên nhọn ý niệm, linh khí dũng mãnh, như bướng bỉnh bất tuần mãnh thú, nghịch thiên đạp đất, không thể nhất thế. Diệp Thần hai tròng mắt, có vô biên kim quang tách thả ra ra, còn mở khải thiên nghịch thần mạch ngay tức thì. Hắn giống như hóa thân thành nghịch thiên vô địch quân vương, trên mình luân hồi khí dâng trào, như sóng như nước thủy triều. Vậy phiến đan khí vũ trụ, ở Diệp Thần thiên nghịch thần mạch ra chỉ xuống, cũng là nhiều hơn lau một cái nghịch chuyển thiên địa vĩ đại thần uy. Suy, Thanh Phù Trần bắn vào màu vàng thần mang, ở trên trời nghịch thần mạch bắn ngược hạ, lại đổi lại tình thế, như một mũi tên vậy, hướng chính hắn phản kích tới. Diệp Thần thiên nghịch thần mạch, vô cùng huyền diệu. Có thể dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, bắn ngược địch nhân hết thảy công kích, có nghịch chuyển thiên địa uy năng. Làm sao có thể? Thanh Phù Trần thấy mình thông thiên huyền long khí, lại muốn giết ngược mình, nhất thời hoảng hốt thất sắc. Trước mắt một màn này, rõ ràng ra hắn dự liệu. Toàn trường các đan sư, cũng là hoảng sợ vô cùng. Vậy đạo thông thiên huyền long khí, bén nhọn như vậy hung hãn, coi như là Thanh Phù Trần mình. Không có bất kỳ phòng bị nào dưới trạng thái, vậy rất có thể bị xuyên qua giết chết. Thiên đan tháp cũng không có viên thứ hai cửu chuyển hoàn mệnh đan, có thể đem hắn sống lại. Suy rồi. Vừa lúc đó, một cái trắng như tuyết bàn tay thon dài, phá không tới, dùng 10 phần ưu nhã tư thế, cong ngón tay bắn ra, liền đem vậy đạo kim sắc thần mang, trực tiếp đánh bể, cứu Thanh Phù Trần một mạng. Màu vàng thần mang, thông thiên huyền long khí bể tan tành. Để cho Thanh Phù Trần gặp cắn trả, phốc xích một tiếng, tại chỗ hộc máu. Nhưng thật may, hắn cũng là bị thương mà thôi, thật không có bị mình đan khí giết chết. Tuyết tỷ tỷ, Thanh Phù Trần ngơ ngác nhìn trước mắt, một người mặc xanh nhạt đan bào thiếu nữ, không biết lúc nào, xuất hiện ở trước người hắn, xuất thủ cứu hắn một mạng. Cô gái này, chính là thiên đan tháp thánh nữ, Thanh Phù Tuyết. Thanh Phù Trần nhìn về Thanh Phù Tuyết trong ánh mắt, mang theo mấy phần sợ ý. Hắn gần đây mê mệt nữ sắc, đối Thanh Phù Tuyết cũng có điểm nghĩ không an phận, nhưng cho tới bây giờ không dám biểu hiện ra. Ở hắn lúc còn rất nhỏ, Thanh Phù Tuyết cũng đã là thiên đan tháp thánh nữ, liền cha mẹ hắn, cũng đối nàng lễ để cho ba phần. Thanh Phù Tuyết thân phận rất thần bí, chỉ ít, Thanh Phù Trần không biết lai lịch của nó, chỉ biết là nàng đan thuật vô cùng lợi hại, tu vi vậy vô cùng lợi hại. Hắn đan thuật, có rất nhiều chính là Thanh Phù Tuyết truyền thụ cho. Đối với Thanh Phù Tuyết, Thanh Phù Trần là cung kính sợ hãi có thừa, làm là thân tỷ tỷ vậy cung phụng, trong lòng nghĩ không an phận, là nửa điểm không dám biểu lộ, Thanh Phù Tuyết vậy cầm hắn làm em trai. Toàn trường rất nhiều đan sư, thấy Thanh Phù Tuyết ra tay, ung dung liền hóa giải nguy hiểm, ngần than thầm, bội phục thánh nữ thủ đoạn. Thanh Phù Trần, chàng này khảo hạch, là ngươi thua. Thanh Phù Tuyết nhìn xem Thanh Phù Trần, lại nhìn xem Diệp Thần, cười nói. Luân hồi chi chủ, người thật đúng là lợi hại, lại có thể thiếu chút nữa thì ta đây đệ giết đi. Diệp Thần cười một tí, nói, Thanh Phù thiếu chủ thần thông cường hãn, nơi nào có như thế dễ chết. Thanh Phù Tuyết nói, ngươi không cần cười nhạo hắn, ta cái này không ra hồn đệ, hắn có nhiều ít phân lượng, ta rõ ràng nhất.
hắn coi như lợi hại hơn nữa, vậy không ngươi cái này luân hồi chi chủ lợi hại. Ngươi đan thuật tu vi, đã vượt qua đệ đệ ta. Dừng một chút, Thanh Phù Tuyết hướng đan đế nói. Đan đế trưởng lão, không bằng đem luân hồi chi chủ, đánh giá là đan sư cấp 6 như thế nào. Diệp Thần lúc ban đầu chỉ muốn trở thành đan sư cấp 5, nhưng hắn hiện tại, có đánh bại Thanh Phù Trần thực lực. Thanh Phù Trần là đan sư cấp 6, vậy hắn chí ít cũng là đan sư cấp 6. Hết thảy đều nghe thánh nữ phân phó của đại nhân. Đan đế khách khí nói, đối Thanh Phù Tuyết cũng là 10 phần cung kính. Rất tốt. Thanh Phù Tuyết gật đầu một cái, lại sử dụng một tấm lệnh bài, ném cho Diệp Thần, nói. Luân hồi chi chủ, đây là ta thiên đan tháp lệnh bài, bằng lệnh bài này, có thể tự do ra vào thiên đan tháp rất nhiều địa phương. Ngươi giọt máu tế luyện, từ nay về sau, chính là ta thiên đan tháp nhận chứng đan sư. Đan sư cấp 6, mỗi tháng cũng có thể nhận phong phú trợ cấp khen thưởng, người có nhu cầu, có thể đến phúc lộc các nhận. Ngoài ra, muốn trở thành là ta thiên đan tháp đan sư, đạo tâm phải tinh khiết, không thể đối với ta thiên đan tháp có ác ý chút nào cừu hận, người nếu có thể làm được, liền giọt máu tế luyện tấm lệnh bài này đi. Thiên đan tháp quy củ, ở vô thời ý không, phàm là muốn gia nhập vào đan sư, thông qua khảo hạch sau đó, đều có thể gia nhập. Thiên đan tháp lệnh bài, bố trí có đặc thù nhân quả luật, chỉ cần nhìn trời đan tháp tâm hoài bất quỹ người, cũng không cách nào có được lệnh bài đồng ý. Cho nên, thiên đan tháp không hề lo lắng có người đục nước béo cò, muốn nhìn trời đan tháp bất lợi. Bất quá nếu như một người, tu vi đạt tới thiên đế cảnh, vẫn có thể tránh thoát lệnh bài hạn chế. Nhưng thiên đế cảnh cao thủ, thiên đế chủ thần, bản thân là có thể thay đổi hoàn toàn, là vô thời ý không đứng đầu nhất lực lượng, coi như là đạo tông, cũng không dám nói có thể tuyệt đối hạn chế quản khống. Diệp Thần nhận lấy lệnh bài, liền gặp trên lệnh bài mặt, in một cái đần chữ, chung quanh có 6 đạo đan văn, đại biểu cấp 6 luyện đan sư thân phận. Lập tức, Diệp Thần liền giọt máu tế luyện, rất thuận lợi liền chấp trưởng lệnh bài. Hắn cùng Thanh Phù Trần, tuy có ân oán, nhưng hắn bản thân, nhìn trời đan tháp cũng không cửu hận ác ý. Thiên đan tháp là liên minh thế lực, cũng không phải là Thanh Phù gia có thể một tay che trời. Tại chỗ các đan sư, gặp Diệp Thần lấy được lệnh bài đồng ý, lại là một hồi xôn xao. Từ hôm nay trở đi, Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, chính là trời đan tháp nhận chứng đan sư, nhìn trời đan tháp mà nói, là phúc hay họa, đám người khó mà dự liệu. Thanh Phù Tuyết khẽ hiện mỉm cười, nói tốt lắm. Luân hồi chi chủ, sau này mọi người liền là người mình. Ta biết, ngươi và ta đệ đệ, có chút ân oán mâu thuẫn, ngày hôm nay nể tình ta, các ngươi dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, nơi có ân oán, xóa bỏ, như thế nào? Diệp Thần nghe Thanh Phù Tuyết lại có thể tự mình ra mặt, muốn từ trong điều đình, không khỏi ngẩn ra liền một tí. Thật ra thì hắn và Thanh Phù Trần mâu thuẫn, là Thanh Phù Trần chủ động khơi mào, hắn sẽ không chủ động gây chuyện. Hiện tại Thanh Phù Tuyết muốn điều đình, Diệp Thần ngược lại là không có vấn đề tư thái, nói có thể, ta không có vấn đề, chỉ cần đệ đệ ngươi không muốn lại chọc tới ta trên đầu. Diệp Thần tỏ rõ liền thái độ, có thể cho Thanh Phù Tuyết một cái mặt mũi, nhưng hắn cũng có hắn ranh giới cuối cùng. Nếu là Thanh Phù Trần còn như thế không mở mắt, nếu không phải là chủ động cùng hắn mâu thuẫn, hắn là tuyệt sẽ không khách khí. Thanh Phù Tuyết đại hỉ, nói, luân hồi chi chủ. Quả nhiên là đại nhân có đại lượng. Quay đầu hướng Thanh Phù Trần nói, ngươi còn không mau một chút tới đây, cùng luân hồi chi chủ nói xin lỗi. Còn như ngươi và Tinh Nhã tiểu thư hôn sự, sau này hãy nói. Thanh Phù Trần khí được đỏ mặt lên, ánh mắt tràn đầy oán hận, nhưng cũng không dám không vâng lời Thanh Phù Tuyết, lúc này đi tới Diệp Thần trước mặt, cúi đầu nói, luân hồi chi chủ, trước đây có nhiều xúc phạm, là ta không đúng. Diệp Thần gặp hắn giọng nói chuyện, tràn đầy không cam lòng, muốn đến cũng không phải thành tâm nói xin lỗi, lập tức chỉ gật đầu một cái, không có nhiều lời. Tân Tinh Nhã tiến lên một bước, hướng Thanh Phù Tuyết nói, thánh nữ cô nương, ta sẽ không gả cho đệ đệ ngươi. Thanh Phù Tuyết ánh mắt ngắm nhìn Tân Tinh Nhã, khóe miệng mang mỉm cười độ cong, nói cái này dĩ nhiên, đệ đệ ta có tài đức gì, hắn làm sao có tư cách cưới ngươi. Dẫu sao Tinh Nhã tiểu thư, ngươi nhưng mà trong truyền thuyết đẹp. À, ha ha, dừng một chút, Thanh Phù Tuyết đổi câu chuyện, nói, không nói cái này, Tinh Nhã tiểu thư, người vậy muốn khảo hạch đan sư chứ? Chúng ta cho ngươi an bài.
Tân Tinh Nhã nói, ừ. Lập tức, Thanh Phú Tuyết và Đan Đế liền an bài một cái đan sư cấp 2 cho Tân Tinh Nhã khảo hạch. Khảo hạch kết quả và Diệp Thần giống nhau như đúc. Diệp Thần đánh bại Thanh Phù Trần, mà Tân Tinh Nhã, vậy đánh bại khảo hạch nàng đan sư cấp 2. Nàng đan khí, như bảy màu cầu vồng, thấm ra một cổ hoàn mỹ đại lộ hơi thở. Xem vậy đan khí phẩm chất, nhập phẩm khẳng định là đủ rồi, ít nhất là tam phẩm. Như vậy kết quả, để cho được toàn trường đan sư, đều là kịch liệt xôn xao. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Tân Tinh Nhã cũng có cường hãn như thế đan khí thần thông. Cuối cùng, Đan Đế và Thanh Phù Tuyết, cho Tân Tinh Nhã đánh giá là đan sư cấp 3, nàng cũng trở thành Thiên Đan Tháp công nhận đan sư, có thể tự do ở Thanh Phù Thiên các nơi ra vào. Ở bắt được Thiên Đan Tháp chứng nhận lệnh bài sau đó, Tân Tinh Nhã chính là không kịp chờ đợi, trực tiếp nói tạm biệt đám người, bước vào Thiên Đan Tháp bên trong, đi tàng thư các, tra cứu cửu chuyển hoàn mệnh đan đan phương. Thanh Phù Tuyết nhìn nàng rời đi hình bóng, nhưng là khẽ gật đầu một cái, nói, nàng sẽ không thành công. Diệp Thần liền đứng ở Thanh Phù Tuyết bên người, nghe được nàng nói chuyện như vậy, hỏi, vì sao? Thanh Phù Tuyết nói, cửu chuyển hoàn mệnh đan đan phương, thật ra thì cũng không phức tạp, nhưng cần luyện đan vật liệu, vô cùng là hà khắc, nàng không thể nào thu thập hoàn toàn. Diệp Thần nói, chưa chắc, tụ bảo thương hội là lớn thứ nhất thương hội, muốn cái gì vật liệu chưa? Thanh Phù Tuyết chân mày to khẽ nhíu, vẫn lắc đầu, không nói tiếp nữa, nói tốt lắm, luân hồi chi chủ. Ngươi cùng để ta đi, chúng ta ngày mai liền lên đường đi trảm linh thời không, thay huyết đao tà tổ luyện đan chữa thương. Cần luyện chế đan dược, là nửa bước thiên đế cấp mệnh giới cửu nguyên đan, viên thuốc này luyện chế vô cùng là phức tạp, do ta làm chủ đan sư, ngươi từ cạnh trợ giúp là được. Diệp Thần nói, ừ. Lần đi trảm linh thời không, thay huyết đao tà tổ chữa thương, chỉ là cờ hiệu, Diệp Thần chân thật mục đích, là muốn thu thập đầu mối. Xác định huyết đao tà tổ có phải hay không nội gián. Luyện đan chữa thương, Thanh Phù Tuyết làm chủ đan sư, Diệp Thần chỉ cần phụ trợ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Diệp Thần đi theo Thanh Phù Tuyết, về trước đến chỗ ở của nàng. Nàng chỗ ở, kêu Thánh Nữ Cung, 10 phần khí phái ra sang trọng. Diệp Thần vừa mới đến Thánh Nữ Cung, liền thấy Thánh Nữ cửa cung, một bên dưới cây lớn, đứng một người đàn ông, hai tay ôm kiếm, một bộ bất cần đời hình dáng. Nam tử kia thấy Diệp Thần tới, nhưng lộ ra vô cùng kinh ngạc vui mừng thần sắc, bước nhanh vào tới, hét lớn, đại ca, ngươi có thể tới. Diệp Thần ngây ngẩn, nam tử này, lại là Hàn Diễm. Hàn đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần 10 phần bất ngờ, không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy Hàn Diễm. Hàn Diễm cười một tiếng, nhìn một cái Thanh Phù Tuyết, nói Tuyết Thánh Nữ muốn mang đội đi trảm linh thời không, giúp nhị thúc ta chữa thương. Ta là theo đội hộ vệ. Ta là từ nói với anh Dũng tới, thua thiệt được Tuyết Thánh Nữ không ngại, Tha Phương mới cùng ta nói, ngươi cũng phải cùng đi, ta ở nơi này chờ trước ngươi. Đại ca, chúng ta thật đúng là có duyên phận à, nhanh như vậy liền gặp mặt, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Diễm là hết sức kích động mừng rỡ. Diệp Thần tạm thời không phản ứng kịp, hỏi, nhị thúc ngươi là? Hàn Diễm nói, chính là huyết đao tà tổ à? Diệp Thần ga một tiếng, bừng tỉnh hiểu ra. Huyết đao tà tổ là đao thiên đế đệ đệ ruột, vậy bàn về bối phận, đích xác là Hàn Diễm nhị thúc. Hàn Diễm nói, hì hì, ta cái này nhị thúc, năm đó cũng muốn ép ta học đao, hắn tu luyện là tà đao nghĩa sâu xa. Nhưng, bất kể là tà đao nghĩa sâu xa, vẫn là nguyên đao nghĩa sâu xa, ta đều không thích, ta chỉ thích học kiếm. Cha ta mắng ta, nhị thúc ta vậy mắng ta. Mắng so với ta cha còn tàn nhẫn, nói ta lãng phí thật tốt nguyên thể thiên phú. Nhưng, ta cũng không muốn, ta vậy chẳng biết tại sao, ta liền là thích học kiếm, không thích luyện đao. Diệp Thần mỉm cười cười một tiếng, nói, vậy lần này đi trảm linh thời không, ngươi không sợ bị nhị thúc ngươi mắng sao? Hàn Diễm cười ha ha một tiếng, nói, không có sao, ta không gặp hắn là được, đại ca, ta cùng ngươi nói một chuyện, ngươi cùng ta tới. Liền muốn gọi Diệp Thần rời đi. Diệp Thần nhìn xem Thanh Phù Tuyết, sợ sẽ có chỗ thất lễ. Thanh Phù Tuyết cười nói, đi đi, sự kiện kia, ta đã biết được, nhưng trước đó nói xong, ta sẽ không nhúng tay, các ngươi nếu là mạo phạm huyết đao tà tổ, ta cũng mặc kệ. Diệp Thần trong bụng hồ nghi, không biết sau lưng có bí mật gì. Đại ca,
ngươi cùng để ta đi, ta nói cho ngươi nghe. Hàn Diễm có chút khẩn cấp hình dáng, kéo Diệp Thần, thẳng tiến vào Thánh Nữ Cung, tránh người ngoài tai mắt, đi tới một cái tĩnh lặng đình nhỏ bên trong, cùng Diệp Thần tương đối ngồi xuống. Rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Thần hết sức tò mò, hỏi. Hàn Diễm thần bí hề hề nói, đại ca, ngươi có từng nghe nói qua, kiếm tổ danh hiệu. Diệp Thần nói, kiếm tổ, đó là cái gì cao nhân? Là đạo tông bát tổ một trong sao? Hàn Diễm vội vàng nói, đó cũng không phải, cái này kiếm tổ, thật ra thì đến từ nguyên sơ thế giới, truyền thuyết là thế gian cái đầu tiên học kiếm người. Đã từng vô vô thời ỷ không, có một vị cao cấp kiếm đạo cao thủ, kêu kiếm thiên đế, nghe nói chính là kiếm tổ truyền nhân. Diệp Thần trong mắt hơi co lại, kiếm tổ hắn chưa từng nghe qua, nhưng kiếm thiên đế danh hiệu, nhưng là như sấm bên tai, hắn cũng cùng kiếm thiên đế tiếp xúc qua. Hắn vạn kiếm thần tinh, liền là tới từ kiếm thiên đế. Nếu như vị kia kiếm tổ, thật sự là kiếm thiên đế sư trưởng, vậy khẳng định là vô cùng cường đại. Hàn Diễm nói, nguyên sơ thế giới, là chư thiên cái thế giới thứ nhất, sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì, cái thế giới kia hủy diệt, kiếm tổ vậy vì vậy chết, hài cốt chôn tại thế giới phế tích bên trong. Nhưng kiếm tổ tu vi nghịch thiên, hắn sẽ không như thế dễ dàng biến mất. Ta suy tính đến, kiếm tổ sắp sống lại, có nửa cầm cự kiếm, từ trên trời hạ xuống, đó là kiếm tổ hồi phục báo trước. Vậy nửa cầm cự kiếm, hàm chứa kiếm tổ lúc còn sống kiếm đạo cảm ngộ, còn có vô cùng thần bí nguyên sơ quy luật, sát phạt ngút trời. Cự kiếm kia hạ xuống, rơi vào Trảm Linh thời không, nhị thúc ta không ngăn được, hoàn toàn trọng thương. Ngươi suy nghĩ một chút, nhị thúc ta nhưng mà đạo tông bát tổ một trong, cao cấp thiên đế chủ thần, năm đó có thể cùng cha ta tranh phong tồn tại, hắn cũng không ngăn nổi kiếm tổ nửa thanh kiếm, có thể tưởng tượng được, kiếm tổ thực lực, có cường hãn dường nào và ngoại hạng. Lần này ta đi Trảm Linh thời không, thật ra thì chính là muốn đến gần thanh cự kiếm kia, cảm ngộ kiếm đạo quy luật. Đại ca, người biết ta, là kiếm thành si, kiếm tổ rơi xuống kiếm, ta làm sao có thể bỏ qua. Diệp Thần nghe xong Hàn Diễm mà nói, rõ ràng tới đây. Lúc đầu huyết đao tà tổ, lại là bị kiếm tổ nửa cầm cự kiếm gây thương tích. Hàn Diễm muốn đi Trảm Linh thời không, cũng là vì đến gần thanh kiếm kia, cảm ngộ ngày xưa cổ xưa nguyên sơ kiếm đạo quy luật. Ngươi làm sao biết như thế nhiều sự việc? Diệp Thần vừa tò mò hỏi. Hàn Diễm cười hắc hắc, nói, đại ca, là chính ta suy tính đến, ta trời xanh liền song kiếm nói, có dũng khí đặc thù cảm ngộ. Cái này chư thiên vạn giới, chỉ cần có cái gì cùng kiếm đạo tương quan cơ duyên, ta cũng có thể bắt được thiên cơ, đây là ông trời đối với ta chiếu cố, phải ban cho ta vô tận kiếm đạo cơ duyên. Đáng tiếc, ta thân thể này, học kiếm rất khó khăn, bởi vì ta là thiên đao nguyên thể, trời xanh là đao mà sống, ta nhưng cứng rắn phải học kiếm, à. Bất quá, đường là ta tự chọn, ta sẽ không hối hận. Lần này ta cảm ứng được, nhị thúc ta lãnh địa, có kiếm đạo cơ duyên xuất thế, ta cũng không biết bỏ qua, kiếm kia tổ kiếm, có lẽ có thể để cho ta đánh vỡ thiên đao nguyên thể những ràng buộc, ở kiếm đạo một đường trên, cao hơn một tầng lầu. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Diễm giọng vậy kích động hưng phấn, thật giống như hận không được lập tức đi Trảm Linh thời không, học hỏi kiếm tổ chi kiếm. Diệp Thần khẽ cau mày, nói kiếm tổ chi kiếm, không phải chuyện đùa, huyết đao tà tổ khẳng định sẽ không cho người ngoài học hỏi, người muốn đến gần, sợ rằng không quá dễ dàng, coi như ngươi là hắn chất tử. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần đánh hơi được một chút mùi nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn, nếu như đến gần vậy kiếm tổ chi kiếm, rất có thể sẽ đưa tới ngút trời họa. Hàn Diễm nói, bỏ mặc, đi đến nói sau, nhị thúc ta tổng sẽ không đem ta làm thịt chứ. Ách, hụ hụ, cái này, thật giống như nói không chừng, hắn dường như còn thật muốn làm thịt ta. Bởi vì, năm đó hắn và cha ta, tranh đoạt đao thiên đế danh hiệu, hắn thua nửa chiêu, bi phẫn sa sút, hắn tính cách vốn là tương đối quá khích, lần đó sa sút, hắn nóng nảy lại là đổi được ngoan lệ âm ngoan. Cách nhà sau đó, hắn tổ chức qua mấy lần tập sát, muốn tắm máu gia tộc ta cả nhà, nhưng đều thất bại. Sau đó, hắn bị trộm tông mời chào, đại chủ tể tự mình ra mặt điều đình, hắn và cha ta phân tranh, mới chấm dứt. Năm đó hắn, nhưng thật ra là thật muốn giết ta tiết hận, bởi vì ta là đao thiên đế con trai mà. Bất quá bây giờ nói, qua lại ân oán, đi qua lâu như vậy, hắn tổng sẽ không còn ghi hận cha ta chứ.
Hơn nữa, ta đều bị đuổi ra khỏi nhà, cha ta nói ta còn cố chấp luyện kiếm nói, hắn cũng không nhận ta đứa con trai này. Hàn Diễm giọng cầm nặn không chừng, vậy nói không chừng huyết đao tà tổ, sẽ không thật giết hắn. Diệp Thần nhìn Hàn Diễm mặt, thật giống như thấy trên mặt hắn, viết một cái chữ chết, ấn đường biến thành màu đen, mây đen che đỉnh, đây là điềm đại hung. Hàn đệ, cái này Trảm Linh Thời không, ngươi vẫn là chớ đi, ta làm sao cảm giác ngươi thật muốn chết. Diệp Thần chau mày, mơ hồ cảm nhận tương lai, thấy được Hàn Diễm chết thảm hình ảnh. Bị huyết đao tà tổ, một đao chém chết. Hàn Diễm nói, như vậy sao được, Trảm Linh Thời không, ta nhất định là phải đi. Kiếm tổ chi kiếm, cho dù chết, ta cũng phải đi xem. Cái gọi là hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy, nếu như có thể cảm nhận vô thượng kiếm đạo quy luật, ta chính là chết, cũng có thể chết cũng không tiếc. Trên mặt hắn, phơi bày ra một cổ tới thành kính, như nhất kiên định tín đồ. Bất quá, hắn nơi sùng bái, cũng không phải thần linh, mà là kiếm đạo bản thân. Diệp Thần nhìn Hàn Diễm cái này cổ thành kính diễn cảm, trong lòng cũng khẽ chấn động. Không có lại khuyên đi. Ở Thánh Nữ Cung ở sau một đêm, đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Phù Tuyết tổ chức người lên đường. Trừ nàng ra, còn có mười mấy đan sư, hơn 20 hộ vệ. Lần này đi Trảm Linh Thời không, trên đường đi an toàn, là Thiên Đan Tháp tự đi phụ trách, Huyết Đao Tà Tổ không hề phái người canh phòng. Huyết Đao Tà Tổ nóng nảy ngoan lệ cao ngạo, coi như người bị thương nặng, hắn nóng nảy vậy một chút không thiếu. Không cho Thiên Đan Tháp nửa điểm sắc mặt tốt, chỉ đáp ứng ở chữa thương sau khi kết thúc, sẽ thanh toán một khoản phong phú thù lao. Còn như Thiên Đan Tháp, có thể hay không an toàn đến hắn địa giới, hắn liền bỏ mặc. Nếu như Thiên Đan Tháp, không thể ở ước định đã đến giờ mà nói, hắn thậm chí sẽ xuất thủ trả thù, nóng nảy cổ quái, tánh tình xảo quyệt, chân thực có thể đem người phát cáu hộc máu. Bất quá hắn hứa hẹn thù lao, 10 phần phong phú, coi như là Thiên Đan Tháp. Cũng không khỏi không động tâm, cũng chỉ có thể nhường nhịn. Đi theo đan sư bên trong, trừ Diệp Thần bên ngoài, Thanh Phù Trần và Đan Đế đều ở đây. Hàn Diễm là đi theo một trong hộ vệ. Đoàn người ào ào, ngồi Thiên Đan Tháp đặc biệt chuẩn bị thiên thuyền, đi Trảm Linh Thời không. Trảm Linh Thời không ở địa phương đó, là vô thời ý không hắc ám tử địa một trong. Cái gọi là hắc ám tử địa, chính là hắc ám sát khí tích lũy nhất đậm đà địa phương. Tràn đầy hỗn loạn cùng quỷ dị, không thích hợp đời người tích trữ. Ở vô thời ý không bên trong, hắc ám tử địa rất nhiều, những cái kia hắc ám tử địa, không có nửa điểm thiên địa linh khí, cũng không có bất kỳ có giá trị tư nguyên tồn tại, liền là tuyệt đối vũng bùn ao đầm. Giống vậy thần minh, tuyệt đối sẽ không ở hắc ám chết trong ruộng, mở ra thời không, thành lập lãnh địa. Giống như người bình thường, sẽ không đem nhà mình nhà, xây ở ao đầm trong vực sâu mặt. Nhưng cái này cái huyết đao tà tổ, làm việc lại hết sức cổ quái, rất miễn cưỡng ở hắc ám tử địa bên trong, chém ra một phiến thời không, làm là mình lãnh địa. Coi như hắn không tận lực khép kín, hắn lãnh địa, ở hắc ám tử địa bên trong, người bình thường vậy căn bản không cách nào đến gần. Diệp Thần đoàn người, ngồi thiên thuyền, trước mặt coi như thuận lợi, nhưng làm đến gần Trảm Linh Thời không sau đó, lái vào hắc ám tử địa bên trong, chạy thì trở nên được khó khăn. Diệp Thần trong mắt nơi gặp, là kéo ra mảng lớn hắc ám cùng hư không, tràn đầy đè nén hơi thở. Hắc ám bên trong, có rất nhiều ma vật bóng mờ, đang không ngừng thiểm lược mà qua, 10 phần lạnh người. Đoán được, những cái kia ma vật, liền hướng trời thuyền phát khởi điên cuồng tập kích. Thật may, Thanh Phù Tuyết sớm có chuẩn bị, mở thiên trên thuyền cấm pháp, chống đỡ ma vật. Nếu như có ma vật vượt qua cấm chế, giết tới trên thuyền tới. Đi theo hộ vệ liền sẽ xuất thủ, đem ma vật chém rớt. Đường xá tuy hung hiểm, nhưng bởi vì Thanh Phù Tuyết làm đủ chuẩn bị, ngược lại là không người tử vong, cho dù có người bị thương, cũng có thể rất nhanh đạt được cứu chữa. May là như vậy, đoàn người ở hắc ám trong hư không, ước chừng khó khăn chạy 4 ngày thời gian, mới đến Trảm Linh Thời không địa giới. Diệp Thần ánh mắt híp lại, liền thấy phía trước hắc ám trong hư không, xuất hiện vũ trụ ánh sao cảnh tượng. Vậy phiến vũ trụ, lộ vẻ lại chính là Trảm Linh Thời không? Trong vũ trụ trời trăng sao, cũng dựa theo hoàn mỹ trật tự quỹ tích vận hành, không có một chút hỗn loạn dấu hiệu. Cái này huyết đao tà tổ, ngược lại là có ít đồ, lại có thể ở đây sao hắc ám địa phương hỗn loạn, mở ra như vậy vũ trụ thời không? Diệp Thần âm thầm gật đầu,
trong lòng cũng bội phục huyết đao tà tổ thủ đoạn. Nơi này là hắc ám tử địa, tràn đầy hắc ám cuồng bạo cùng hỗn loạn, còn có đủ loại ma vật. Có thể ở loại địa phương này, thành lập được ổn định trật tự, mở ra vũ trụ thời không, tạo hóa trời trăng sao, giống vậy thiên đế chủ thần, cũng không thể nào làm được, chỉ có cao cấp nhất thiên đế, mới có bản lãnh này. Trảm linh thời không sắp tới, các vị, thức tỉnh tinh thần. Thanh Phù Tuyết gặp Trảm linh thời không đang ở trước mắt, liền lên tiếng nói. Rất nhiều đan sư cùng hộ vệ, ở trải qua mấy ngày khó khăn tiến về phía trước sau đó, đã là mặt lộ mệt mỏi, nghe được Thanh Phù Tuyết mà nói, gặp lại ổn định vũ trụ thời không, xuất hiện ở trước mắt, đám người đều là tinh thần đại chấn. Hàn Diễm chính là một mặt bộ dáng hưng phấn, hắn tinh lực đặc biệt dư thừa, mấy ngày khó khăn đường xá, không có làm hao mòn hắn nửa điểm ý khí. Đại ca, nhị thúc ta lãnh địa phải đến, kiếm tổ kiếm, chúng ta rốt cuộc có thể gặp được. Hàn Diễm vô cùng hưng phấn, thấp giọng hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần gật đầu một cái, nếu như Hàn Diễm cố ý phải mạo hiểm, đi học hỏi kiếm tổ chi kiếm, hắn khẳng định sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc, vậy sẽ đi theo. Hàn Diễm là kiếm ma chuyển thế, nếu như lớn lên, sẽ trở thành là luân hồi trận doanh cường đại trợ lực, Diệp Thần dĩ nhiên không muốn nhìn thấy hắn xảy ra chuyện. Hơn nữa, coi như bỏ mặc một điểm này, Hàn Diễm là bạn tốt của hắn. Hắn vậy không thể nhìn hắn thật đã chết rồi. Cùng ở Hàn Diễm bên cạnh, hắn chí ít có thể phối hợp hạ. Huống chi, vậy kiếm tổ chi kiếm, như vậy thần bí vĩ đại, Diệp Thần trong lòng cũng muốn kiến thức một chút. Thiên thuyền đi về phía trước chạy nhanh, rất nhanh đi tới Trảm linh thời không vòng ngoài. Người nào? Có mười mấy cường đại trấn thủ người, bay tới, cảnh giác hỏi. Thanh Phù Tuyết lấy ra mình lệnh bài. Nói Thiên Đan Tháp Thánh Nữ Thanh Phù Tuyết, bị huyết đao tà tổ ủy thác, đặc biệt tới thăm quý địa, giúp huyết đao tà tổ chữa thương. Nghe vậy, vậy mười mấy chấn thủ người, lập tức thay đổi thái độ. Một cái chấn thủ người, cung kính nói, nguyên lai là Thiên Đan Tháp bằng hữu, mời vào, mời vào. Liền mời Thanh Phù Tuyết các người vào bên trong. Thanh Phù Tuyết khởi động thiên thuyền, lái vào Trảm linh thời không bên trong, lại đang chấn thủ người dưới sự an bài. Hạ xuống một tòa tinh không trong cung điện mặt. Chỗ tòa này tinh không cung điện, liền trôi lơ lửng ở vũ trụ trong hư không, quanh mình trời trăng sao vần quanh, mười phần nguy nga khí phái. Trấn thủ người nói, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ta đi trước bẩm báo lão tổ, nếu như không ngoài ý muốn gì, các ngươi ngày mai sẽ có thể đi trung ương thánh địa, là lão tổ luyện đan chữa thương. Thanh Phù Tuyết gật đầu nói phải, đoàn người ở liền tinh không cung điện bên trong. Nghỉ ngơi tinh thần. Hàn Diễm là ngồi không yên, lặng lẽ đến tìm Diệp Thần, nói, đại ca, chúng ta đi ra ngoài đi, ta có thể cảm giác được, vậy kiếm tổ chi kiếm, cách nơi này không tính là quá xa, chúng ta lặng lẽ đi liếc mắt nhìn. Nếu không chờ ngày mai luyện đan kết thúc, có thể lập tức muốn đi, hôm nay là duy nhất cơ hội. Diệp Thần nghe Hàn Diễm giọng, tràn đầy nóng bỏng ý, hiển nhiên đối với kiếm tổ chi kiếm cơ duyên, mười phần khát vọng. Coi như hắn không cùng đi nói, Hàn Diễm khẳng định cũng phải cần đi. Được rồi, ta cùng ngươi đi. Diệp Thần cười khổ một tí, đáp ứng. Hàn Diễm đại hỉ, nói, đại ca, ngươi thật là quá tốt, ngươi phụng bồi ta, coi như ta bị nhị thúc giết chết, cũng có thể có người hỗ trợ nhặt xác, ngươi là luân hồi chi chủ, nhị thúc ta nhất định là không dám làm khó ngươi. Diệp Thần cười nói, biết nói sao đây, đi thôi. Hàn Diễm gật đầu một cái. Lập tức liền cùng Diệp Thần cùng nhau, rời đi tinh không cung điện. Cửa cung điện, có canh phòng đang canh giữ, thấy hai người muốn đi ra ngoài, thì có canh phòng hỏi. Hai vị quý khách, các người phải đi nơi nào? Hàn Diễm tim căng thẳng, sợ bị phát hiện, nhất thời khẩn trương, không dám nói lời nào. Diệp Thần ngược lại là mười phần ổn định, nói Trảm linh thời không minh mông nguy nga, chúng ta muốn đi ra ngoài du lãm một tí. Thủ vệ kia gật gật đầu nói. Dù lắm có thể, nhưng các người muốn chú ý, phàm là có tinh bích hệ cấm chế bao phủ địa phương, nhất luật cấm chỉ tiến vào, bất kỳ vọng tưởng bước vào người, tất giết không tha, các người có thể phải chú ý. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói đa tạ nhắc nhở. Nói xong liền ném ra hai viên hoàng kim nguyên ngọc, coi là ban thưởng, rồi sau đó và Hàn Diễm ra cung điện, đi ra bên ngoài hư không. Đại ca, đại khái là cái phương hướng này. Hàn Diễm lấy lại bình tĩnh, chỉ một phương hướng, đó là kiếm tổ chi kiếm chỗ ở phương hướng.
đi. Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp cùng Hàn Diễm Ngự Không đi tới trước. Hai người lướt qua một phiến trời trăng sao, dần dần, không cần Hàn Diễm nói chuyện, Diệp Thần vậy có thể cảm nhận được, một cổ bàng bạc bá đạo mũi nhọn nhuệ khí, tràn ngập ở vũ trụ trong hư không. Vậy cổ mũi nhọn nhuệ khí, là bá đạo như vậy ác liệt, đủ để chém thần, liền Diệp Thần đều cảm thấy một hồi lòng rung động. Rất nhanh, Diệp Thần thấy được một phiến mênh mông địa giới. Cái này mảnh đất giới, không phải lấy tinh cầu hình thức tồn tại, mà là một bức họa cuốn vậy, ở vũ trụ trong hư không hoành trải mở ra, ngang dọc vượt qua trăm ngàn dặm, lãnh thổ mênh mông, sơn xuyên liên miên, rừng rậm thành phiến, chim thú vật truy đuổi, kỳ hoa thụy thảo khắp nơi, thụy khí bốc hơi lên. Ở đó mảnh đất giới trung ương, có một cái cự kiếm, phong cách cổ xưa bể râu, đổ cắm vào mặt đất, cơ hồ đem mặt đất cũng xuyên qua, sát phạt hơi thở xâm nghiêm, thậm chí chọc thủng tiêu vũ. Đem vùng lân cận vũ trụ trong hư không trời trăng sao, toàn bộ chém chết. Diệp Thần liền thấy, ở đó phiến địa giới bầu trời, lơ lửng rất nhiều vẫn thạch mảnh vỡ, còn có đã bạo diệt hàng tinh còn sót lại, đều là bị thanh cự kiếm kia, kiếm khí nghiền bể mất trời trăng sao, toàn bộ hóa thành vẫn thạch. Thanh kiếm kia, Diệp Thần nhìn thanh cự kiếm kia, bắt được từng cơn khủng bố hung ác ngang ngược sát khí, chỉ so với thiên tội cổ kiếm kém chút. Hơn nữa, cự kiếm kia lên quy luật. Tựa hồ không lành lặn không hoàn toàn. Đây không phải là một cái hoàn chỉnh kiếm, chỉ có thể coi như là nửa cầm. Nếu như là hoàn chỉnh kiếm, sát phạt hơi thở thậm chí có thể cùng thiên tội cổ kiếm tương đương. Đại ca, đó chính là kiếm tổ hồi phục, thiên địa hỗn loạn, rơi xuống thần kiếm à. Chúng ta mau lại xem, học hỏi thanh kiếm kia, tất có thể tăng tiến kiếm đạo, có thiên đại chỗ tốt. Hàn Diễm ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Chỉ muốn vào tới vậy mảnh đất giới trên, khoảng cách gần học hỏi kiếm tổ chi kiếm. Chờ một chút. Diệp Thần vội vàng đem Hàn Diễm kéo, ánh mắt cảnh giác, nói cái này mảnh đất giới, có tinh bích hệ cấm chế bao phủ, bên trong khẳng định cũng có cường giả trông chừng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Diễm sừng sốt một chút, cẩn thận vừa thấy, quả nhiên liền thấy vậy mảnh đất giới, có một tầng vàng nhạt tinh bích hệ bao phủ ở, tinh bích cột lên mặt, lại mơ hồ có cổ xưa phù văn lưu truyền. Mới vừa tinh không trong cung điện canh phòng, đã cảnh cáo, nếu như xông vào có tinh bích hệ bao phủ địa giới, tất giết không tha. Nếu là Diệp Thần và Hàn Diễm đi vào, vậy khẳng định là muốn xúc phạm cấm kỵ, bị trảm linh thời không cường giả chu diệt. Hàn Diễm cẩn thận cảm ứng, từ vậy mảnh đất giới trên, bắt được từng cơn kinh khủng hơi thở. Vậy mảnh đất giới lên thủ hộ giả, tu vi kém cỏi nhất cũng có thần đạo cảnh, mạnh nhất, thậm chí có thượng vị thần tồn tại. Lấy hắn và Diệp Thần thực lực trước mắt, khẳng định không cách nào đối kháng thượng vị thần, một khi xúc phạm cấm kỵ, chỉ có bị giết chết kết quả. Đại ca, vậy làm sao bây giờ? Hàn Diễm nhất thời có chút nóng nảy, hiện tại cách xa như vậy, lại có tinh bích hệ cách trở, hắn không cách nào chân chính học hỏi đến thanh kiếm kia chỗ tinh diệu, nhất định phải khoảng cách gần xem, mới có thể cảm ngộ đến kiếm đạo phép tắc tồn tại. Diệp Thần khẽ cau mày, suy nghĩ tiến vào phương pháp. Hiện tại hắn xa xa thấy, kiếm tổ chi kiếm tồn tại, vậy có thể cảm nhận được thanh kiếm kia mênh mông vĩ đại. Nếu có thể khoảng cách gần học hỏi, tuyệt đối có thể thu hoạch thiên đại chỗ tốt. Coi như không có Hàn Diễm mà nói, Diệp Thần cũng muốn mình tiến vào, bởi vì đây là không cho phép bỏ qua cơ duyên. Ta có một cái biện pháp, nhưng mạo hiểm điểm. Diệp Thần ở suy nghĩ một lát sau, liền nói. Đại ca, người có cách gì? Hàn Diễm vội vàng hỏi. Diệp Thần nói, ta có thể dùng ta thanh liên phân thân, gây ra hỗn loạn, đem canh phòng dẫn ra, chúng ta lại lặng lẽ đi vào. Nhưng, ta thanh liên phân thân, chế tạo không dễ, nếu như bị hủy diệt, ta tổn thất to lớn. Hàn Diễm vui vẻ nói, cái biện pháp này tốt, cũng không coi là mạo hiểm, cho dù có điểm tổn thất, nhưng chỉ cần có thể học hỏi đến kiếm tổ chi kiếm, cái gì tổn thất cũng đền bù lại. Diệp Thần cười khổ một tí, Hàn Diễm cũng không biết hắn khó xử. Ấp trứng cầm yêu trứng đá, thay Huyền Trần Thiên Đế đúc lại thân xác, đều cần hao phí đại lượng tài nguyên, Diệp Thần là trong túi ngượng ngùng, nếu như thanh liên phân thân lại hủy diệt nói, hắn cũng không có nhiều tài nguyên như vậy đúc lại. Bất quá, đương thời giây phút, Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Vậy kiếm tổ chi kiếm, đã khiến cho hắn nồng đậm hứng thú, coi như hy sinh thanh liên phân thân, hắn vậy nhất định phải đi vào xem. Lập tức. Diệp Thần liền sử dụng thanh liên phân thân,
phái đi một hướng khác. Oanh! Diệp Thần điều khiển Thanh Liên phân thân, sử dụng một quyền, đem cái này phiến địa giới tinh bích hệ, đánh ra một cái to lớn lỗ hổng, thanh thế kinh thiên. Người nào? Rất nhiều canh phòng, lập tức bị kinh động, rối rít bay ra. Diệp Thần khống chế Thanh Liên phân thân, xoay người chạy. Những thủ vệ kia nhất thời tức giận, rối rít đuổi giết. Đại ca, canh phòng bị dẫn ra. Hàn Diễm thấy canh phòng đều bị dẫn ra, nhất thời đại hỉ. Ừ, chúng ta tốc độ nhanh một chút, xem kiếm ngộ đạo sau đó, lập tức rời đi. Diệp Thần biết thời gian cấp bách, lập tức mang Hàn Diễm, từ vậy tinh bích hệ lỗ hổng, bay vào cái này mảnh đất giới, cũng hạ xuống cự kiếm kia vùng lân cận. Ở cự kiếm kia vùng lân cận, còn có chút canh phòng đóng giữ trước, nhưng thực lực không mạnh, thậm chí không có phát hiện Diệp Thần và Hàn Diễm đến gần. Hàn Diễm như quỷ mị bay qua, đem những cái kia lưu lại canh phòng, toàn bộ đánh ngất xỉu, bảo đảm không có nỗi lo về sau, rốt cuộc có thể tính hạ tâm lai, tỉ mỉ học hỏi thanh cự kiếm kia. Cự kiếm đổ cắm ở, không biết có nhiều ít ngàn trượng cao, kiếm đỉnh thấu trong mây tiêu, nguy nga như núi cao vách đá, mười phần nguy nga. Thật là nguy nga à, thanh kiếm này, không biết là kiếm tổ binh khí, vẫn là kiếm đạo của hắn kết tinh. Hàn Diễm khen ngợi, trong ánh mắt tràn đầy si mê, ngắm nhìn cự kiếm phía trên rất nhiều đồ đằng phù văn, quy luật quỹ tích. Cái thanh cự kiếm này, khí tượng quá nguy nga, phía trên không biết hàm chứa vĩ đại biết bao mãnh liệt kiếm đạo quy luật. Những cái kia kiếm đạo quy luật, sát khí đặc biệt nồng nặc, người bình thường nếu như dám can đảm nhìn thẳng, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần và Hàn Diễm, kiếm đạo nội tình thâm hậu, bọn họ dĩ nhiên có thể nhìn thẳng, nhưng nội tâm vậy được to lớn mãnh liệt rung động. Ở thanh kiếm này trước mặt, hai người đều cảm thấy mình nhỏ bé. Có thể tưởng tượng, thanh kiếm này nếu như chém chết tới đây, hai người là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền liền huyết đao tà tổ, đều không cách nào ngăn trở thanh kiếm này, muốn bị thương nặng, có thể thấy vậy kiếm bá đạo lợi hại. Diệp Thần từ cự kiếm trên thân kiếm mặt, bắt được một chút không thuộc về cái thế giới này quy luật chập chờn. Đó là nguyên sơ quy luật, đặc biệt thần bí. Hơn nữa, những thứ này nguyên sơ quy luật, đã nồng nặc đến hình thành năng lượng linh khí, có thể hấp thu luyện hóa, từ đó chấp trường. Diệp Thần biết, đây là có thể gặp không thể cầu cơ duyên, lập tức ngồi xếp bằng xuống, ngưng thần học hỏi cảm ngộ. Hàn Diễm vậy ngồi khoanh chân tĩnh tọa, đôi mắt ngắm nhìn cự kiếm, hiểu được mặt kiếm đạo quy luật. So với nguyên sơ quy luật, hắn song kiếm đạo phép tắc hứng thú, càng đậm đà. Diệp Thần vận dụng trụ quang huyết mạch lực lượng, tận lực trì hoãn chung quanh thời gian pháp tắc lưu động, là hắn và Hàn Diễm, tranh thủ càng nhiều hơn lĩnh ngộ thời gian. Ngoại giới đi qua 15 phút, nhưng Diệp Thần và Hàn Diễm, thực tế đã cảm ngộ một ngày thời gian. Hai người đều là dị bẩm thiên phú hạng người, một ngày cảm ngộ, đã đủ lấy được phong phú lợi nhuận. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nguyên sơ quy luật, chính là thái sơ, nguyên thủy, sinh mạng khởi điểm, thái sơ sinh diệt nói. Nguyên sơ quy luật bao phủ, vạn sự vạn vật, đều có thể mạnh mẽ ra nhất mạnh mẽ sinh mệnh lực. Diệp Thần tự lẩm bẩm, có chút hiểu ra. Hắn không ngừng hấp thu nguyên sơ quy luật hình thành năng lượng linh khí, tự thân vậy dần dần lĩnh ngộ một chút nguyên sơ phép tắc bí ẩn. Cái này cự kiếm trên ẩn chứa nguyên sơ quy luật, xuất xứ từ kiếm tổ. Kiếm tổ căn cứ mình đối nguyên sơ phép tắc cảm ngộ, sáng lập một môn đạo pháp, tên là Thái Sơ Sinh Diệt Nói. Cái này Thái Sơ Sinh Diệt Nói, có thể trưởng duyên sinh diệt, vô cùng lợi hại. Diệp Thần cảm ngộ dưới, cũng là bước đầu lĩnh ngộ Thái Sơ Sinh Diệt đạo bí ẩn. Cái này Thái Sơ Sinh Diệt Nói, một lĩnh ngộ, Diệp Thần liền cảm thấy mình thân thể, tất cả năm tháng mài mòn, hắc ám ăn mòn dấu vết, toàn bộ bị xóa đi, cả người có dũng khí tinh thần bộc phát, sinh mệnh lực mạnh mẽ lớn mạnh, giống như trở lại mới sinh thời điểm vậy. Thời gian không ngừng trôi qua, không bao giờ ngừng nghỉ, năm tháng sẽ mang đến to lớn mài mòn cùng bể râu, cho dù vô thời ý không tất cả người, cũng có vô tận tuổi thọ, nhưng không ngừng mất đi thời gian, cuối cùng sẽ đem tất cả người, mang hướng không thể tránh khỏi già yếu cùng bể râu. Nhưng, cái này Thái Sơ Sinh Diệt Nói, lại hết sức kỳ diệu, ẩn chứa nguyên sơ quy luật, có thể nghịch chuyển năm tháng, chảm phá mài mòn, để cho người trở lại sơ sinh thời điểm, từ đó vĩnh viễn giữ thanh xuân cùng sinh mệnh lực, đặc biệt kỳ diệu. Ở lĩnh ngộ Thái Sơ Sinh Diệt Đạo sau đó, Diệp Thần vậy mơ hồ cảm nhận thiên cơ, thấy được kiếm tổ bóng người.
Diệp Thần còn lấy là, kiếm tổ sẽ là một ông cụ, nhưng ra ý hắn lưu, kiếm tổ hình dáng, vô cùng trẻ tuổi, ước chừng chỉ có 15-16 tuổi, là cái hai tròng mắt ác liệt như đao kiếm, cả người nhuệ khí động trời thiếu niên người hình dáng. Đây là bởi vì, kiếm tổ tu luyện thái sơ sinh diệt nói, là vĩnh viễn cũng không sẽ già yếu, năm tháng mài mòn sẽ không ở trên người hắn tích lũy. Oanh! Diệp Thần cảm ngộ thái sơ sinh diệt nói, sinh mệnh lực bộc phát, cả người lực lượng tăng gấp đôi, khí huyết hừng hực, tu vi lập tức đã đột phá. Luân hồi kim quang nóng rực, xuyên qua chân trời, kinh động toàn bộ trảm linh thời không. Diệp Thần tu vi, từ vô lượng cảnh tầng thứ 6, trực tiếp đột phá đến tầng thứ 7 bước. Hơn nữa, lĩnh ngộ thái sơ sinh diệt đạo sau suốt đó, tánh mạng hắn lực lớn lớn thịnh vượng, bộc phát ra mạnh mẽ sức sống hơi thở, như điên dã sinh trưởng cây lớn, rung động thiên địa. Liên liên trảm linh thời không bên ngoài, rất nhiều hắc ám hỗn loạn sương mù, ở Diệp Thần hào hùng sinh mệnh lực chấn động hạ, những cái kia hắc ám vậy tan đi liền rất nhiều. Diệp Thần tâm tình một hồi kích động, võ tổ nói hắn sẽ bị hắc ám chiếm đoạt, nhưng hiện tại chấp trưởng thái sơ sinh diệt nói, Diệp Thần có lòng tin, coi như không có quang minh chi tâm, hắn có lẽ cũng có thể đối kháng bóng tối. Luân hồi đột phá khí thế, còn có Diệp Thần mạnh mẽ sinh mệnh lực, đem Hàn Diễm vậy thức tỉnh. Hàn Diễm mở mắt ra, vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thấy Hàn Diễm trong tròng mắt, có sắc bén kiếm ý tích chứa, hiển nhiên lần này xem kiếm, hắn vậy thu hoạch to lớn, kiếm đạo thật to tăng lên. Nhưng Hàn Diễm thu hoạch, còn có trên người hắn khí tượng, hiển nhiên không cách nào cùng Diệp Thần so sánh. Ở Diệp Thần mạnh mẽ sinh mệnh lực, mênh mông luân hồi kim quang ánh chiếu hạ, cho dù là thần đạo cảnh đỉnh cấp Hàn Diễm, lúc này vậy lộ vẻ được nhỏ bé như ở trước mắt. Đại ca, người chấp trưởng nguyên sơ quy luật, tu vi vậy đột phá, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Hàn Diễm thán phục không thôi, vậy là Diệp Thần cảm thấy cao hứng. Cự kiếm kia lên nguyên sơ quy luật, hết sức phức tạp, không phải chủ thế giới quy luật, Hàn Diễm mới vừa coi như muốn lĩnh ngộ, cũng không cách nào lĩnh ngộ thấu triệt. Chỉ có Diệp Thần, bằng vào tối đa luân hồi thiên phú, thành công lĩnh ngộ nguyên sơ quy luật, chấp trưởng thái sơ sinh diệt nói, từ nay về sau. Trưởng duyên sinh diệt, hắn là sẽ không lại giả yếu. Hàn đệ, người cũng lĩnh ngộ sao? Diệp Thần hỏi. Hàn Diễm nói, không có, đại ca, nhưng ta lĩnh ngộ kiếm tổ năm đó mấy chiêu kiếm pháp, vậy lợi hại bá đạo rất, ha ha ha, lần này thu hoạch to lớn. Diệp Thần gật gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Thần biết, mình mới vừa đột phá khí tượng, đã kinh động toàn bộ trảm linh thời không, phải mau rời khỏi. Hàn Diễm cũng sợ xảy ra chuyện, tuy nói cái này cự kiếm lên cơ duyên, là vô chủ tồn tại, nhưng thanh kiếm này, dẫu sao là đánh mất ở trảm linh thời không, hắn và Diệp Thần bỗng dưng được đại cơ duyên, lấy huyết đao tà tổ ngoan lệ tính cách, hơn phân nửa là không chứa nổi, rất có thể phải trả thù. Cái này nhị thúc nóng này, Hàn Diễm là rõ ràng nhất, lập tức liền lật đật muốn cùng Diệp Thần rời đi. Nhưng, hai người còn không bay ra cái này phiến địa giới tinh bích hệ. Bên ngoài vũ trụ trong hư không, liền truyền tới một hồi ùng ùng vang lớn, như có sấm sét chấn động, rồi sau đó có vô số liệu lượng trang nghiêm tiếng ngâm sướng vang lên, tựa như ở ca tụng thần linh vĩ đại, một phiến phiến thủy quang nhô lên, thần mang ngất trời. Cuồn cuộn thần hy, cuồn cuộn thủy hà, chư thiên tiếng ngâm sướng chấn động hạ, một tấm màu máu ngai vàng xuất hiện. Huyết sắc kia ngai vàng, là do trăm ngàn thanh đao cấu trúc mà thành, dữ tợn quỷ dị. Dính nhuộm đầy mùi máu tanh rồi sau đó, một đạo uy nghiêm, lạnh lùng, âm ngoan, tràn đầy lệ khí bóng người, chậm rãi từ ngai vàng hiện lên. Đó là một người mặc tà văn đế bảo ông già, cặp mắt so trời trăng sao còn muốn sáng chói lóng lánh, tràn đầy cấp trên bá đạo, còn có thần linh cao nhất uy áp. Chỉ là, ông già sắc mặt có chút vàng khè, thỉnh thoảng nhẹ nhàng ho khan, tựa hồ bị thương. Nhưng cho dù là bị thương, hắn trên người tán phát ra cuồng lệ hung khí. Vậy đủ để làm người ta sợ hãi. Bị thương mãnh hổ, vẫn là mãnh hổ, có thể ăn thịt người. Ông già một tay chống đỡ gò má, ngồi ở màu máu ngai vàng, ánh mắt nhìn về Diệp Thần và Hàn Diễm, ánh mắt âm lãnh được tựa hồ có thể giết chết người. Ở ông già bóng người sau khi xuất hiện, hắn bên người, lại lục tục hiện ra mấy trăm đạo thân ảnh, từng cái hơi thở dũng mãnh, sát phạt dọn ra, như chúng tinh phùng nguyệt, bảo vệ ông già. Tựa như chỉ cần vậy ông già ra lệnh một tiếng, bọn họ thì phải dốc toàn bộ ra, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật.
Hai, nhị thúc. Hàn Diễm thấy vậy ông già xuất hiện, mồ hôi lạnh cũng nhô ra, cả người cứng ngắc, cười khan kêu gọi một tiếng. Gần đây tùy tiện, tựa như không sợ trời không sợ đất hắn, đối mặt cái này ông già, nhưng thật giống như là đối mặt mãnh hổ dê con, cả người cũng đang phát run. Vậy ông già chính là hắn nhị thúc, Đao Thiên Đế đệ đệ ruột, Đạo Tông bát tổ một trong, Huyết Đao Tà Tổ. Diệp Thần thấy Huyết Đao Tà Tổ xuất hiện, ở đối phương uy áp bao phủ hạ, vậy cảm thấy thân thể cứng ngắc, khó thở. Cái này Huyết Đao Tà Tổ, là cao cấp thiên đế, coi như bị thương, vậy tản ra uy nghiêm, vậy đủ để áp chế Diệp Thần. Diệp Thần và Hàn Diễm, muốn ở Huyết Đao Tà Tổ mí mắt phía dưới rời đi, đó là tuyệt đối không thể nào. Huyết Đao Tà Tổ khẽ gật đầu một cái, hướng Hàn Diễm nói, Hàn Diễm, ngươi còn nhận được ta cái này nhị thúc. Ta rời nhà sau đó, năm tháng bể dâu, hôm nay mày mòn giả yếu đến đây, ta lấy vì ngươi đều không nhận được ta. Hàn Diễm hoảng hốt vội nói, nhị thúc, nói chi vậy, ngươi một chút cũng không già, ngươi phong thái, càng hơn năm xưa, thiên đế khí, khoáng đạt vô lượng, cha ta cũng kém hơn ngươi. Huyết Đao Tà Tổ ha ha cười một tiếng, hơi có chút tịch mịch nói, cha ngươi luyện thành vô tưởng một đao, lên đỉnh thiên đế bảng trước ba, ta và hắn chênh lệch, càng ngày càng lớn. Hàn Diễm nói, nơi nào, nơi nào. Huyết Đao Tà Tổ nụ cười đổi được có chút lạnh khốc xuống, ánh mắt lại nhìn mong Diệp Thần, nói, Hàn Diễm, ngươi và Luân Hồi Chi Chủ, nếu đi tới Trảm Linh Thời Không, vì sao không tới thăm ta? Chắc hẳn ngươi đã quên ta cái này nhị thúc. Hàn Diễm hoảng hốt vội nói, không phải vậy, nhị thúc, ta và Diệp Đại Ca, mới tới Quý Địa, đi đường mệt nhọc, nghỉ dung đơn sơ, dự định nghỉ ngơi sau một đêm, ngày mai lại đi viếng thăm ngươi. Lại xuất phát trước, Thanh Phù Tuyết cũng đã thông báo Trảm Linh Thời Không, nói đi theo trong đám người, có Diệp Thần và Hàn Diễm tồn tại, Huyết Đao Tà Tổ là biết. Huyết Đao Tà Tổ trơ cháo không cười, giọng nói bộc phát lạnh lẽo, nói, vậy các ngươi hiện tại, vì sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Chỗ này có tinh bích hệ bao phủ, chỉ cần ánh mắt không mù người, đều biết là vùng cấm kỵ. Các ngươi một tiếng không hừ, đánh liền phá tinh bích cấm chế, xông vào cấm địa. Thật làm ta là không khí. Hàn Diễm hoảng hốt vội nói, nhị thúc, không phải vậy, ta và Diệp đại ca, thấy vậy đất có đại cơ duyên, tạm thời sinh lòng hướng tới, lỗ mãng quấy dày, tuyệt không phải cố ý muốn xúc phạm ngươi, xin ngươi hãy thứ lỗi. Huyết Đao Tà Tổ cười lạnh nói, ta Trảm Linh Thời Không quy củ, ai dám xông loạn cấm địa, tất giết không tha, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào. Hắn lời nói này nói được sát khí dày đặc, làm người ta tâm đảm câu liệt. Hàn Diễm rợn cả tóc gáy, biết Huyết Đao Tà Tổ không phải là đùa, nói giết người thật sẽ giết người. Huyết Đao Tà Tổ, cần gì phải như vậy động khí? Vừa lúc đó, một đạo giọng nữ trong trẻo lạnh lùng, ở trong hư không vang lên. Chỉ gặp hư không giãn nứt, một phiến đan nhang truyền ra, như thủy ải rực rỡ, mưa hoa tung bay. Một người mặc xanh nhạt đan bào thiếu nữ, từ trong hư không bước ra, lại là Thanh Phù Tuyết. Ở Thanh Phù Tuyết sau lưng, còn đi theo Thanh Phù Trần và Đan Đế hai người. Thanh Phù Tuyết. Huyết Đao Tà Tổ thấy Thanh Phù Tuyết xuất hiện, trong mắt lướt qua vẻ kiêng kỵ ý. Thanh Phù Tuyết nhìn vòng quanh toàn trường, nhìn xem vậy cầm tối đa cự kiếm, hướng Huyết Đao Tà Tổ cười nói. Huyết Đao Tà Tổ, cái gọi là thiên địa tạo hóa, người có duyên có, cái này kiếm tổ chi kiếm cơ duyên, ngươi không bản lãnh bắt được, hiện giờ ngươi chất nhi, còn có Luân Hồi Chi Chủ lấy được. Đó là bọn họ vận khí, ngươi tức giận thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi đường đường Đạo Tông tôn tổ, cao nhất thiên đế, còn muốn cùng bọn tiểu bối này so đo? Nghe được Thanh Phù Tuyết lời này, Huyết Đao Tà Tổ sắc mặt nhất thời đặc biệt khó khăn xem, hừ một tiếng, nói. Thanh Phù Tuyết, ta kêu ngươi tới, là giúp ta luyện đan, không phải kêu ngươi tới chống đối ta. Tóm lại, dám mạo hiểm phạm ta Trảm Linh Thời Không quy củ, bất kể là ai, giết không tha. Thanh Phù Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi liền Luân Hồi Chi Chủ cũng dám giết. Sẽ không sợ Luân Hồi Trận Doanh trả thù. Huyết Đao Tà Tổ vui vẻ cười to, nói, Luân Hồi Trận Doanh kiêu căng hừng hực, Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ lại là đời này vô địch tồn tại, ta nhất định là sợ. Nhưng ta Huyết Đao Tà Tổ, nóng nảy chính là cổ quái, coi như sợ, chỉ cần người khác dám xấu xa ta quy củ, ta liền muốn giết người, bỏ mặc hắn là ai. Luân Hồi Chi Chủ. Ta cho một mình ngươi mặt mũi. Huyết Đao Tà Tổ nhìn chằm chằm Diệp Thần.
ta không tự mình động thủ, chỉ cần ngươi và Hàn Diễm, có thể chiến thắng ta thủ hạ Thiên Cương Thần Đạo vệ, các ngươi liền có thể rời đi. Nếu là các ngươi không đánh lại, đó là các ngươi kỹ không bằng người, có thể không trách ta. Tiếng nói rơi xuống, Huyết Đao Tà Tổ phất tay một cái, sau lưng thần quang ngất trời, có 72 cái vệ sĩ, phi kiên cầm sắc bén, đằng đằng sát khí, sải bước ra. Cái này 72 vệ sĩ, đều đang là thần đạo cảnh mạnh mẽ tồn tại, được gọi là Thiên Cương Thần Đạo vệ, là Huyết Đao Tà Tổ dưới quyền chiến lực cường hãn. Vậy mà nói, một cái thần đạo cảnh cường giả, thì có tư cách khai tông lập phái, mở ra thời không, thu nhận tín đồ, thành lập thần minh quy luật, ngang dọc một khối. Cái này 72 cái Thiên Cương Thần Đạo vệ, toàn bộ là chân thần, có khai tông lập phái tư cách, nhưng cam nguyện ở Huyết Đao Tà Tổ dưới quyền, đảm nhiệm vệ sĩ, có thể gặp Huyết Đao Tà Tổ lợi hại. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, chỉ cảm thấy ngập trời áp lực. Vậy 72 cái Thiên Cương Thần Đạo vệ, phần lớn là thần đạo cảnh sơ kỳ tồn tại, nếu như là đơn đả độc đấu mà nói, Diệp Thần có lòng tin chém chết. Nhưng, ước chừng 72 cái thần đạo cảnh, cái này quá kinh khủng. Chân thần quy luật nối thành một phiến, mênh mông vô tận, khoáng đạt nguy nga, thần hy kinh thiên, hắn lấy sức một mình, là tuyệt đối không thể nào chiến thắng cái này 72 cái Thiên Cương Thần Đạo vệ. Động thủ! Huyết Đao Tà Tổ quát to một tiếng, 72 Thiên Cương Thần Đạo vệ, lập tức từ trên trời hạ xuống, thật là chân thần hạ xuống, uy áp phàm trần, bàng bạc thần hy ngất trời, diệu mang cuồn cuộn, hà thải vạn nói. Diệp Thần và Hàn Diễm nhất thời rơi vào 72 cái Thiên Cương Thần Đạo vệ vây giết bên trong. Rào, rào, rào. Từng cái Thiên Cương Thần Đạo vệ, sau lưng hiển hóa ra thiên địa pháp tướng khí tượng, một tôn tôn trăm ngàn trượng cao nguy nga hư ảnh, có ba đầu sáu tay, có cầm long bay hoàng, có kim cương trừng mắt, ở trong hư không hiện lên, vô số thần minh quy luật, như sao sông vậy đan vào một chỗ, hội tụ thành minh mông quy luật vũ trụ lớn, trên không hướng Diệp Thần và Hàn Diễm, chân áp xuống tới. Hơn nữa, vậy 72 Thiên Cương Thần Đạo vệ, cũng là dậm chân tiến về trước, cường đại thân xác, tất cả chấp đao thương kiếm kích, ùn ùn kéo đến đánh chết hướng Diệp Thần hai người. Diệp Thần và Hàn Diễm đối mặt, là 72 cái thần đạo cảnh cường giả, võ đạo, thần thông, pháp bảo, binh khí, quy luật, ý chí vân. Vân, toàn phương vị vây giết. Bọn họ ngay tức thì nghẹt thở, ở dưới áp lực cực lớn, cơ hồ muốn tan vỡ. Thanh Phù Tuyết thần sắc thay đổi, không nghĩ tới Huyết Đao Tà Tổ như thế tàn bạo, thật bỏ mặc Diệp Thần thân phận, muốn hạ sát thủ. Đan Đế cũng là vô cùng lo lắng nhìn Diệp Thần, chỉ có Thanh Phù Trần, là một bộ hài hước mừng rỡ tư thái, thật giống như hận không được Diệp Thần lập tức bị băm thành thịt nát. Thiên Ma Cổ Bảo, ngự. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần gọi ra liền Thiên Ma Cổ Bảo. Một tòa thật to cổ xưa lâu đài, ngay tức thì nổi lên, đem hắn và Hàn Diễm bảo vệ ở bên trong. Bình bịch bịch, ung ung, 72 cái Thiên Cương Thần Đạo vệ, bùng nổ vô số thần thông võ đạo, vô số binh khí pháp bảo, hung hăng đánh vào Thiên Ma Cổ Bảo trên. Thiên Ma Cổ Bảo chấn động, gạch đá sụp đổ tung tóe, ma khí tán loạn, bụi bầm cuồn cuộn. Ở trong lâu đài Diệp Thần và Hàn Diễm, đều bị to lớn đánh vào, thiếu chút nữa muốn hộc máu. Thiên Ma Cổ Bảo này, cuối cùng không phải hoàn chỉnh tồn tại. Hơn nữa lấy Diệp Thần vô lượng cảnh tu vi, vậy rất khó phát huy ra Thiên Ma Cổ Bảo toàn bộ lực phòng ngự. Ở 72 thần đạo cảnh cường giả đánh xuống, Thiên Ma Cổ Bảo cũng không cản được. Nhị thúc, người thật muốn giết ta à? Hàn Diễm trong mắt lướt qua một chút âm ngoan cùng mũi nhọn, nhìn xem trên trời cao Huyết Đao Tà Tổ. Huyết Đao Tà Tổ ngồi ở màu máu ngai vàng, thần sắc đặc biệt lạnh lùng. Hàn Diễm tâm chết, cười gằn một tí, cũng sẽ không nói nhảm. Rút kiếm ra khỏi vỏ. Vù vù. Kiếm ra, ánh sáng chói ngất trời. Vô sinh kiếm đạo, truy nguyệt kiếm. Hàn Diễm tràn đầy vết chai bàn tay, nghiêng cầm trường kiếm, một kiếm hoành giết ra, hướng phía trước mấy cái mộ đạo vệ chém tới. Một cổ ác liệt tàn bạo, hữu tử vô sanh mãnh liệt kiếm ý, từ hắn trên thân kiếm bộc phát ra, làm được vậy mấy cái mộ đạo vệ, ở ngay tức thì liền ngây ngẩn, thân thể cứng còng. Làm cảm nhận được Hàn Diễm kiếm ý ngay tức thì, bọn họ có một loại ảo giác, chính là đi qua mình, đã bị Hàn Diễm giết chết. Đi qua mình chết, vậy mình bây giờ, dĩ nhiên là không còn tồn tại, thân thể bọn họ hoàn toàn cứng ngắc, nhưng lại không có cách nào né tránh kháng cự.
Diệp Thần cảm nhận được hàn diễm kiếm ý, cũng là lấy làm kinh hãi. Đó không phải là chủ thế giới có thể có kiếm pháp, đặc biệt quỷ dị. Đó là kiếm tổ kiếm đạo, đến từ nguyên sơ thế giới, tên là vô sinh kiếm đạo. Hiển nhiên, tại mới vừa xem kiếm cảm ngộ bên trong, hàn diễm thành công cảm ngộ kiếm tổ kiếm đạo, giờ phút này thi triển ra, sát khí tương đương ác liệt hung mãnh, tựa hồ có thể chặt đứt người đi qua thời gian tuyến. Vô sinh kiếm đạo, muốn chém giết, không phải bây giờ kẻ địch, mà là đem kẻ địch đi qua thời gian tuyến, hoàn toàn chặt đứt, từ căn nguyên trên giải quyết kẻ địch. Một điểm này, ngược lại là và Luân Hồi Vãng Thế Thư có chút tương tự. Luân Hồi Vãng Thế Thư, cũng là sửa đổi đi qua, có thể từ căn nguyên trên xóa bỏ kẻ địch. Bỏ mặc người lợi hại hơn nữa, mới vừa sanh ra thời điểm, nhất định là đặc biệt nhỏ yếu, chính là một đứa bé sơ sinh, tùy tùy tiện tiện đều có thể chém chết. Diệp Thần phỏng đoán, Luân Hồi Vãng Thế Thư ảo tưởng, không phải huyệt chống tới gió. Năm đó Mộ Cung vậy một đời Luân Hồi chi chủ, chắc học hỏi qua nguyên sơ thế giới quy luật, cho nên được linh cảm dẫn dắt, biết đi qua cùng khởi nguyên trọng yếu. Vậy mấy cái thần đạo cảnh vệ sĩ, đi qua thời gian tuyến bị chém nứt, không cách nào ngăn cản hàn diễm kiếm, mắt xem bây giờ thân thể, cũng phải bị chém chết. Nhưng lúc này, những thứ khác thiên cương thần đạo vệ, lập tức gào thét tới, đao kiếm cùng đánh, trực công hàn diễm. Hàn diễm đành phải lui về phía sau, hồi kiếm tử thủ. Vậy mấy cái thần đạo cảnh vệ sĩ, khôi phục như cũ, thở một hơi, ánh mắt cũng là hiện ra một chút sợ hãi, chỉ cảm thấy hàn diễm kiếm pháp quỷ dị, đời này không có. Bất quá thật may, bọn họ 72 thiên cương thần đạo vệ, khí cơ nối thành một phiến, một người bị công kích, những người khác liền sẽ lập tức tiến lên che chở. Muốn đánh bại bọn họ, trừ phi là cầm bọn họ 72 người, đồng thời chém chết, nếu không bọn họ hơi thở, kéo dài vô cùng, giết tuyệt vô tận. Cho dù có người thật đã chết rồi, cái khác đồng bản cũng có thể liên thủ sống lại. Diệp Thần và Hàn Diễm nhìn nhau một mắt, đều cảm ngưng trọng, muốn đột phá cái này 72 cái thiên cương thần đạo vệ vây giết, cơ hồ là chuyện không thể nào. Diệp Thần nếu như không để ý giá phải trả, vận dụng tất cả lá bài tẩy mà nói, thật ra thì vẫn là có thể, đem cái này 72 cái mộ đạo vệ, toàn bộ giết chết. Nhưng hiện giờ, huyết đao tà tổ còn ở trên trời cao ngồi ngay thẳng. Nếu là Diệp Thần cầm người hắn, toàn bộ làm thịt, hắn khẳng định sẽ giận dữ ra tay, vậy chờ đợi Diệp Thần, chỉ sẽ là càng trả thù đáng sợ cùng nghiền ép. Ha ha, Luân Hồi chi chủ, Hàn Diễm, các ngươi ngoan ngoãn đền tội, còn có thể miễn đi vùng vẫy khổ. Huyết đao tà tổ cười lên, hắn biết, Diệp Thần là người có thân phận, nếu là giết Diệp Thần, hắn đem đối mặt ngập trời trả thù cùng cừu hận. Nhưng, hắn cũng không để bụng. Diệp Thần sau lưng có người. Hắn lưng sau đó, làm sao thử chưa? Nếu có thể để cho hai bên sau lưng nhân vật lớn, cũng loạn giết, hắn có lẽ còn có thể đục nước béo cò, chộp lấy lợi nhuận nhiều hơn. Còn như Hàn Diễm, đó là đao thiên đế con trai, huyết đao tà tổ càng hận hơn không được hắn chết. Hắn ngược lại muốn xem, đao thiên đế biết mình con một chết, tinh thần còn có thể hay không giữ vững bình tĩnh, đạo tâm biết hay không tan vỡ, còn có thể hay không duy trì thiên đế bảng trước ba hạng. Diệp Thần thần sắc âm trầm xuống, vậy 72 cái thiên cương thần đạo vệ, lần nữa phát động tập sát, ùn ùn kéo đến gào thét tới. Cục diện như vậy, tựa hồ không cách nào phá rõ ràng, chỉ có phải chết kết quả. Nhưng trong sâu thẳm, Diệp Thần ánh mắt như đuốc, nhưng là cảm nhận liền phương pháp phá cuộc. Đại tuyết long kỵ, hạ xuống đi. Sống chết trước mắt, Diệp Thần sử dụng một bức trục cuốn. Đó là binh tổ thiên tôn, giao cho hắn trục cuốn. Chỉ cần sử dụng, là được triệu hoán 3.000 đại tuyết long kỵ. Giờ khắc này, Diệp Thần đem trục cuốn mở ra, phát ra lanh lảnh ngâm sướng, hướng rất xa thời không, phát ra triệu hoán. Ở trục cuốn triển khai ngay tức thì, hư không chấn động đứng lên, một cổ hung mãnh, sắc bén, thê lương sát khí, cuồn cuộn nổ lên. Đó là binh ra chiến trận, thiên quân vạn mã chém giết, hội tụ khí sát phạt, cuồng bạo dị thường. Rồi sau đó, chỉ gặp hư không nứt ra, thủy quang vạn đạo nhô lên, từng cái trọng giáp kỵ binh, nổi lên. Những trọng giáp kỵ binh kia, bạch mã, giáp bạc, ngân thương, sau lưng một bộ trắng như tuyết áo choàng, theo gió tung bay, vù vù vang dội, thanh thế hùng tráng. Chừng 3.000 cái bạch mã kỵ binh, từ trong hư không hiện lên, dưới ánh mặt trời chiếu, ánh sáng bạc lập lòe,
đằng đằng sát khí, như một phiến tuyết trắng trắng ngần. Đó là binh tổ thiên tôn, dưới quyền tinh nhuệ binh chủng, Đại Tuyết Long Kỵ. Truyền thuyết, binh tổ dưới quyền Đại Tuyết Long Kỵ, tổng cộng có 100.000. 100.000 Đại Tuyết Long Kỵ, liên miên một phiến, có thể chảm thiên đế, có thể thí chủ thần. Diệp Thần nơi cho đòi kêu xuống Đại Tuyết Long Kỵ, có 3.000 người. 3.000 Đại Tuyết Long Kỵ, trắng xóa như tuyết động, binh khí hùng tráng, sát khí ngất trời, lại hội tụ thành một cái bạch long, gầm thét gào thét, ở trong trận quanh quẩn bay lượn, cực kỳ nguy nga. Dẫn đầu một người, nhưng là một người cô gái. Nàng thân mặc quần áo đỏ, giáp đỏ, đỏ áo choàng, bước cưỡi xích huyết ngựa, dẫn 3.000 Đại Tuyết Long Kỵ. Ở một phiến trắng như tuyết Đại Tuyết Long Kỵ nổi bật hạ, nàng giống như là một đoàn liệt hỏa, một đóa nở rộ ở tuyết trắng bên trong hoa, đỏ tươi lóa mắt, sinh mệnh lực mạnh mẽ, phá lệ chói mắt. Mạt tướng tại Phượng Vũ, nghe cho đòi tới. Cô gái mở miệng, tiếng chấn động tiêu vũ, trong tay hồng anh thương, đưa ngang ngực nắm chặt, hăm hở. Đại Tuyết Long Kỵ, bái kiến luân hồi chi chủ. 3.000 Đại Tuyết Long Kỵ, đồng loạt nói ra, thần sắc cung kính. Thanh âm chấn triệt mặt đất vũ trụ, kinh được trên trời cao huyết đao tà tổ, thiếu chút nữa từ ngai vàng rơi xuống. Đây là, Đại Tuyết Long Kỵ, binh tổ lão nhân kia, lại có thể cầm tinh như vậy duệ binh chủng, ủy thác cho ngươi. Huyết đao tà tổ rung động, vô cùng sợ hãi nhìn Diệp Thần, mới cảm ứng được thiên cơ, biết ở Diệp Thần sau lưng, có binh tổ thiên tôn bóng dáng. Ở 3.000 Đại Tuyết Long Kỵ uy nghiêm nghiền ép hạ. Huyết đao tà tổ dưới quyền 72 thiên cương thần đạo vệ, nhất thời nơm nớp lo sợ, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không dám cử động nữa. Bọn họ đều là thần đạo cảnh cường giả, đạo tâm cực kỳ cường hãn, nhưng đối mặt Đại Tuyết Long Kỵ hung mãnh uy áp, bọn họ tựa như đang đối mặt thiên quân vạn mã liều chết xung phong, tinh thần cơ hồ muốn sụp đổ. Thật ra thì Đại Tuyết Long Kỵ bên trong, đơn độc cầm một cái kỵ binh xốc lên đi ra, đều là vô cùng thông thường tồn tại. Không địch lại bất kỳ một người nào hạ vị thần. Nhưng 3.000 Đại Tuyết Long Kỵ, nối thành một phiến, binh ra sát phạt khí hội tụ vào một chỗ, cho dù là 72 thiên cương thần đạo vệ, cũng không cách nào chống lại, chỉ có thể run lẩy bẩy. Đây chính là binh tổ thiên tôn lợi hại, bài binh bố trận, đem người nhỏ yếu tụ họp thành binh trận sau đó, có thể bộc phát ra nghịch thiên khói lửa sát phạt, thiên quân vạn mã liều chết xung phong, thần minh cũng không ngăn nổi. Diệp Thần cảm thụ Đại Tuyết Long Kỵ sát khí ngất trời, nội tâm cũng là nhiệt huyết hỗn loạn, lại lạnh nhạt nhìn xem những cái kia thiên cương thần đạo vệ, quả quyết vẫy tay quát lên. Giết! 3.000 Đại Tuyết Long Kỵ, cùng kêu lên hô ứng, giết! 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 Rồi sau đó, tiếng vó ngựa tiếng vang như sấm, rung động thiên địa. 3.000 Đại Tuyết Long Kỵ, dục ngựa cuồng sông lên ra, xách súng cuồng sát. Vậy 72 thiên cương thần đạo vệ. Ở 3.000 Đại Tuyết Long Kỵ nghiền ép hạ, không còn sức đánh trả chút nào, tại chỗ liền bị vó ngựa giết chết, bị loạn súng đâm chết, hài cốt không còn, hóa thành đầy đất thịt nát bùn nát, mưa máu tung tóe. Huyết đao tà tổ thấy dưới quyền mình thiên cương thần đạo vệ, lại toàn bộ bị giết chết, nhất thời bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, phẫn nộ quát. Luân hồi chi chủ, người người dám giết ta. Diệp Thần cười nói, tiền bối, là ngươi muốn giết ta ở phía trước. Ta chẳng qua là tự vệ thôi. Hơn nữa, ta cũng không có chém tận giết tuyệt. Người thủ hạ vệ sĩ, chỉ là bộ phận thời gian tuyến bị nghiền diệt, vẫn là có sống lại có thể. Huyết đao tà tổ sắc mặt đặc biệt khó khăn xem, mặc dù hắn có thể đem những thần kia đạo vệ, toàn bộ sống lại, nhưng phải bỏ ra tài nguyên cùng giá phải trả, cực kỳ to lớn. Hơn nữa, sống lại sau mộ đạo vệ, đạo tâm bị long đong, sức chiến đấu khẳng định vậy không nhiều bằng lúc trước.